Nghe vậy Trần Hoa Tần nhìn không được giận tím mặt lên. Không nghĩ tới bọn họ lão Trần gia đều đã như vậy lòng từ bi, phá lệ khai ân, nguyện ý tiếp nhận hai mẹ con bọn họ tiến nhập Trần gia, có thể hắn dĩ nhiên như vậy kiêu căng, tuyển trẻ cự tuyệt. Đây là đang nhìn không thấy, miệt thị bọn họ lão Trần gia sao? Thực sự là buồn cười, quả thật là từ nông thôn đến tiện nữ nhân, đầu óc quá nhỏ, lên không được mặt bàn. Trần Hoa Tần, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, chú ý ngươi nói chuyện dùng từ, bằng không, có nữa tiếp theo đừng trách ta trở mặt. Dù thế nào bây giờ trong nhà mặt đều rối loạn, ta không ngại nhượng hắn loạn hơn một ít. Nghe vậy Trần Trấn Thủ Đô chưa nói xong, Trần Diệu Hoành liền trực tiếp lại một lần nữa chống đứng lên, giọng nói vô cùng vi bất thiện sắc mặt âm lãnh nói. Lúc này đây, ai cũng nghe được, hắn nói lời này tuyệt đối là đến thực sự. Bởi vì Trần Hoa Tần miệng, chân thực có chút quá. Coi như hiện tại Trần Phi hai mẹ con bọn họ không tiếp thu hắn, không tiếp thu bọn họ lão Trần gia, có thể bọn họ tóm lại hay là hắn Trần Diệu Hoành con dâu cùng tôn tử, bị người mắng như vậy, hắn há có thể ngồi ở. Bởi vậy có thể thấy được hắn Trần Diệu Hoành quả thực so với con của hắn Trần Trấn Quốc càng nam nhân một ít. Ít nhất, không như vậy nhu nhược, nói trở mặt liền trở mặt. Ta, ngươi, ta, hanh, mà ở bị chỉ vào mũi như vậy mắng, Trần Hoa Tần ngươi ta nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám cùng Trần Diệu Hoành cái này xưa nay tính tình tựu cực kỳ táo bạo lão gia này thực sự dở mặt, chỉ có thể sắc mặt xấu xí hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tối tăm theo không nói nữa. Nghe ta nói hết lời đi. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Bình Trương Trần lão gia tử cũng lười khuyên nữa, thẳng thắn tự mình mở miệng nói hiện tại quả thực đã không phải là chúng ta lão Trần gia có nguyện ý hay không tiếp nhận hai mẹ con bọn họ, mà là bọn hắn có nguyện ý hay không, có nhìn hay không được với. Ta nghĩ ta có cần phải hướng các ngươi nói một chút, về tiểu tử kia tình huống hiện tại cùng tin tức cặn kẽ. Gặp Trần Bình Trương Trần lão gia tử nói như vậy, bên trong thư phòng đông đảo người cũng không nhịn được vểnh tai nghe. Dù sao bọn họ cũng tốt tựu, hai mẹ con đến tột cùng có cái gì năng lực, có bài tẩy gì, dám coi thường bọn họ lão Trần gia, có nhìn hay không được với. Phải biết rằng coi như hiện tại lão Thái gia đi, bọn họ lão Trần gia thoáng cái tựu trở nên có chút không bằng trước còn theo chân bọn họ đặt song song Lưu gia, Tôn gia, có thể dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chỉ là phó quốc cấp tại vị hoặc đã lui xuống lão nhân, bọn họ lão Trần gia tựu có chừng ba, chớ nói chi là còn có chính bộ cấp dòng chính bọn họ lão Trần gia lại càng không ít. Như vậy nội tình coi như là phóng nhãn toàn bộ tứ cửu thành, coi như là kinh người, có mấy nhà có thể so sánh được với. Mà bây giờ, bọn họ dẫn cho rằng ngạo lão Trần gia, lại cư nhiên bị chê, thiếu một cái ở nông thôn nữ nhân ghét bỏ, điều này làm cho kiêu ngạo như chúng ta loại này lão Trần gia dòng chính, tại sao có thể tiếp thu? Nhất định sẽ tức giận. Ngay tại lúc sau một khắc, Trần Bình Trương Trần lão gia tử chậm rãi lời nói ra, lại làm bọn hắn thất kinh, thậm chí có một ít ngây dại. Bởi vì Trần lão gia tử cư nhiên như thế nói rằng có thể trong các ngươi có vài người còn không biết, tiểu tử kia ngoại trừ y thuật tốt ở ngoài, còn là một cái cổ vũ giả, rất lợi hại cổ vũ giả. Hắn hiện tại ở lĩnh Nam ba tỉnh đặc thù hành động bộ môn đảm nhiệm trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên, hơn nữa còn là cái kia ngành người phụ trách tự mình đi cầu hắn. Lấy vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa làm điều kiện, hắn mới đáp ứng. Trừ lần đó ra bởi vì hứa lão thái gia cùng hắn tự thân thực lực duyên cớ, mặt trên đã đặc biệt đem chức vị của hắn định ở tại phó tỉnh bộ cấp. Nói cách khác ở đây ngoại trừ số rất ít vài người, chỉ là chức cấp, các ngươi đều không có biện pháp cùng hắn so, chớ nói chi là thực lực của hắn. Nói đến đây Trần Bình Trương Trần lão gia tử nhìn không được cảm thán vậy lắc đầu. Bởi vì đối với hắn cái này từng từ phó quốc cấp địa vị cao lui xuống lão gia này mà nói, đương nhiên rất rõ ràng một vị rất lợi hại cổ vũ giả, ý vị như thế nào. Trên thực tế bọn họ Trần, Tôn, Lưu Tam đại gia tộc sở dĩ tại đây tứ cửu thành địa vị như vậy siêu nhiên, tự là bởi vì bọn hắn Tam gia lão nhân gia từng thân thủ sáng lập Tam đại ngành đặc biệt. Mà bây giờ, lão Thái gia qua đời, bọn họ lão Trần gia đối với cái kia ngành trưởng khống lực, tự nhiên dường như hoạt thiết lô vậy kịch liệt giảm xuống. Đây mới là bọn họ lão Trần gia năng lượng cùng lực ảnh hưởng chân chính trượt nguyên nhân. Bởi vậy, cũng đó có thể thấy được đám kia chính mình siêu phàm vũ lực tên kỳ sở có năng lượng cùng lực ảnh hưởng là có kinh khủng bực nào. Thậm chí đủ để ảnh hưởng đến bọn họ lão Trần gia như vậy đỉnh cấp màu đỏ gia tộc, đỉnh huy cùng suy bại. Phó tỉnh bộ cấp, làm sao có thể,
lẽ nào hắn hiện tại đã là cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới? Nghe vậy Trần Trấn Quốc vô ý thức đầu lưỡi một quyển, có chút khó có thể tự tin nói. Bởi vì hắn mình chính là kinh thành ta đặc thù hành động cục phó chủ nhiệm, tự nhiên rất rõ ràng, một gã cổ vũ giả, nếu là có thể khiến mặt trên cho ra phó tỉnh bộ cấp cái loại này lợi thế mượn hơi nhân, vậy người sợ rằng thấp nhất đều là một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Có thể ép cấp dị năng giả, nhưng vấn đề là tiểu tử kia, con của hắn hiện tại mới bay lớn. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi, làm sao có thể cư nhiên có thể đi đến loại trình độ đó. Điều này sao có thể? Hơn nữa coi như là thông thường cổ vũ giả tiên thiên cường giả, nếu không phải hoàn toàn cho thấy cõi lòng, thuần phục quốc gia nói, chỉ là trên danh nghĩa. Mặt trên cũng không có khả năng cho ra phó tỉnh bộ cấp loại này lợi thế đi. Lẽ nào? Lúc đầu mấy thứ này đều là cơ mật, coi như là ta đi cha, đều phế đi một ít nước bọt, vì vậy các ngươi đợi đi ra cửa thư phòng sau, tốt nhất đều đã quên đi, nếu không phiền toái sẽ chỉ là bản thân. Ngoài ra ta muốn nói là, lấy tiểu tử kia bây giờ thành tựu, chúng ta lão Trần ra cái gọi tiếp nhận, còn thật không có nhiều lực hấp dẫn, chớ nói chi là. Nói đến đây Trần Bình Trương Trần lão gia tử đột nhiên lắc đầu, dừng lại không nói. Sau đó hắn chậm rãi lên, nói được rồi. Chuyện này đừng nhắc lại, thuận theo tự nhiên đi. Ta minh bạch các ngươi trong lòng sợ là cái gì, gia tộc cũng sẽ tận lực bảo các ngươi, dù sao chúng ta lão Trần gia không đổ dưới, vẻn vẹn chỉ là lão thái gia qua đời mà thôi, không phải sao. Nhà ai sẽ không có ngày này ni. Vừa nói, hắn vừa nghĩ ngoài thư phòng đi đến. Thẳng đến lúc này hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc đầu, ở trên giường bệnh, lão thái gia tắt thở trước nói câu nói sau cùng. Một câu cuối cùng phảng phất là hối hận cảm thán ta đời này đều cảm giác mình làm hết thảy đều đúng, lại thật không ngờ, còn là mắt bị mù a. Trên thực tế ngay cả hắn hiện tại, đều nghĩ cha nàng, lão thái gia năm đó là thật rất cố chấp, làm sai. Nếu không có như vậy, hai mẹ con hiện tại cũng đến mức như vậy chống cự bọn họ. Mà như vậy bọn họ lão Trần gia cần trả giá cao, chỉ sợ sẽ là tiếp qua hơn một tháng sau. Này đã từng không quen nhìn bọn họ hoặc là muốn bỏ đá xuống giếng người, nên nhảy ra trực tiếp động thủ đi. Để cho bọn họ lão Trần gia hung hăng thương gân động cốt một hồi, nguyên khí đại thương. Ai? Không tránh được chung quy không tránh được. Dù sao, nhà ai sẽ không có ngày này ni. Cái này. Mà ở thấy tình cảnh này, còn lưu ở bên trong thư phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, thậm chí ngay cả Trần Hoa Tần lúc này đều có chút hoạt kê trầm mặc, vẻ mặt chấn động. Bởi vì chân tướng sự thật nếu thật là như Trần Bình Trương theo như lời nói, vậy hắn vừa rồi nói những lời này, cho tới nay cho là đương nhiên, liền quả thực chính là một chuyện thiếu lâm. Hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, hơn 20 tuổi phó tỉnh cấp, tiền đồ sao mà quang minh. Quả thật có tư cách cũng không cần thiết ôm bọn họ lão Trần ra bọn họ cái này cây bắp đùi không tha. Người như vậy, chỉ cần bất tử, tương lai thành tựu vậy đều bất khả hạn lượng. Mà bây giờ bọn họ lão Trần ra đây coi như là bỏ lỡ sao? Trần Phi đương nhiên không biết khi hắn từ Italia bay đi ship thời gian, kinh thành nội đã xảy ra nhiều như vậy về chuyện của hắn mà, bất quá coi như hắn đã biết, chỉ sợ cũng phải cười mà qua, quyền đương một chuyện cười. Nước Nga viễn đông giúp cùng Italia huyết nhận, liên màu đỏ tươi răng hắn đều cho bưng, loại này liên người sau xa xa không bằng nhị lưu tổ chức, hắn còn có thể sợ. Đến mức lão Trần ra. Tựa hồ đến bây giờ hắn đều còn không biết chưa sự kiện mà đi. Ship ở Trung Quốc tuy rằng không phải là rất nổi danh, thế mà nó cũng địa trung hải sốt dẻo nhất du ngoạn nghỉ phép thánh địa một trong, cũng có Âu Châu sau Hoa Viên nói đến. Ấm áp ướt át khí hậu, ánh dương quang bao phủ mỹ lệ bãi cát cùng áo tắm hai mảnh các quốc gia mỹ nữ, cộng đồng hợp thành bức này làm đẹp ở Á Âu giao giới trên một bức họa xinh đẹp, cũng khiến rất nhiều người, nhất là nữ tính rất muốn đi xem. Bởi vì ship ngoại trừ là du ngoạn thắng địa, còn là trong truyền thuyết ái thần Venus sinh ra. Nghe cũng rất mỹ. Mà ship mặc dù chỉ là cái tiểu quốc nhà, diện tích nhân khẩu cái gì cũng không đủ xem, bất quá nó nhưng vẫn là chính mình hai cái phi trường quốc tế, một là kéo nạp thẻ phi trường quốc tế, một là khăn phúc tư phi trường quốc tế. Trần Phi sở Trần làm ra vẻ máy bay sẽ gặp phía trước người sân bay hạ cánh. Hình như lần này đi ra ngoài có hơi lâu à. Cũng không biết sư phụ hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nào vẫn không tiếp điện thoại ta. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên, nhìn ngoài cửa sổ từ Bạch Vân tạo thành không bờ bến tuyết trắng thế giới,
Trần Phi không khỏi hơi thất thần chống cằm lẩm bẩm. Còn nhớ rõ ban đầu ở Bắc Sơn thì tao ngắm bắn thời gian, hắn vốn là muốn về nhà cũ, đi xem hắn một chút sư tôn đến tột cùng thần thần bí bí đang làm gì, vì sao suốt ngày điện thoại luôn không gọi được, thuận tiện hỏi mấy vấn đề. Có thể lại không nghĩ rằng, sau lại hắn cư nhiên ở Cao Thiết đứng cái loại địa phương đó bị người Đường Hoàng ngắm bắn, thậm chí còn liên lụy đến một cái vô tội A-di, lúc này mới làm hắn phẫn nộ nổ tung, vạn lý xa xôi chạy đến Italia đến trực tiếp đem màu đỏ tươi răng hang ổ cho bưng. Bất quá ở nơi này hắn vẫn còn có một chuyện cuối cùng mà chưa xong, đó chính là lúc đầu chân chính động thủ ám sát hắn hung thủ, cái kia cái gì Quang Minh con, hắn cũng không có ở màu đỏ tươi răng hang ổ tìm được. Hắn đương nhiên sẽ không lúc đó bay qua thủ phạm. Dù sao hắn thế nhưng còn rất muốn biết, đến tột cùng là ai như thế bỏ được, như thế đại phí chu trương, chạy đi tìm một cái Italia tổ chức sát thủ đến mua đầu của hắn. Nếu là bị hắn đãi theo, ha ha, chúng ta đi nhìn. Đến mức chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện đang tại sao không phải là hẳn là đi tiếp tục truy sát thủ phạm, mà cư nhiên như thế tiêu tiêu sái sái chạy đi ship tìm muội giấy, lữ hành. Kỳ thực về tiếp tục truy sát thủ phạm sự kiện kia mà, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng sớm đã có điều an bài cùng chuẩn bị. Còn nhớ rõ đương sơ bị diệt màu đỏ tươi răng ngày đó, liên tiếp hai vị S cấp, thậm chí SS cấp cường giả. Huyết tộc công tước cùng với đao phong sách đều chết ở trên tay hắn. Nhưng lại còn có một người còn sống. Đó chính là cái kia danh hiệu vi ma pháp sư S cấp phong hệ dị năng cường giả Hermodic. Trần Phi ở cuối cùng với hắn tách ra thời gian, từng xin nhờ hắn một việc mà, đó chính là làm cho đối phương thay hắn hảo hảo tra một chút cái kia cái gì Quang Minh con, đến tột cùng giấu đi đâu rồi. Mà Hermodic mình cũng thiếu chút nữa bị Trần Phi làm thịt, chớ nói chi là hắn còn chính mắt thấy kinh thế hãi tục đánh một trận. Hắn chính mắt thấy bọn họ màu đỏ tươi răng lợi hại nhất, kinh khủng nhất truyền kỳ sát thủ đao phong sách đều như vậy thua bởi Trần Phi trong tay. Nào còn dám quên, cự tuyệt loại này đông phương sát tinh xin nhờ. Vì vậy hắn hiện tại chỉ cần ngồi chờ tin tức là được, đỡ phải phiền phức. Dù sao Hermodic cũng không có khả năng vô dụng như vậy, liên tìm cá nhân đều tìm không được đi. Như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là cái sát thủ, hơn nữa còn là bị diệt trước màu đỏ tươi răng vương bài sát thủ. Là chuyên nghiệp, tìm người, đây chính là hắn cường hạng. Như vậy nghĩ như vậy. Trần Phi cũng liền chậm rãi từ thất thần trong trạng thái hoàn hồn đến, chỉ là theo chân, hắn lại hơi sắc mặt có chút dị dạng, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh hắn vị kia tóc vàng mắt xanh, có mềm mại bạch sắc da thịt dương nữ, tựa hồ ở thật to xoa bóp hiếu kỳ đánh giá hắn. Bởi vì ship ở quốc nội nổi tiếng cũng không có rất cao, cộng thêm ship du ngoạn thị trường cũng còn không có chân chính hướng Hoa Hạ mở ra cùng phát triển, càng thêm trên hắn bây giờ còn là từ Italia La Mã lên đường, vì vậy toàn bộ khoang hạng nhất. Thậm chí cả cái máy bay nội, ngoại trừ Trần Phi ở ngoài còn giống như thật không có cái khác người Hoa. Vì vậy cũng khó trách Dương Nữ sẽ tốt như vậy kỳ đánh giá hắn. Bởi vì mới mẻ, hiếu kỳ. Ngoại quốc Dương Nữ thoạt nhìn thân thể có chút đầy đủ, ăn mặc đai đeo lưng cùng như tử quần sóc, trước ngực phình phồng tăng khu vực lộ ra rãnh sâu hóm, mà hắn lại không cảm thấy cái này có chút thẹn thùng, càng không cảm thấy bên cạnh ngồi người đàn ông nhìn thấy cái này bại lộ ăn mặc. Hắn hẳn là thoáng có như vậy một ít không có ý tứ. Có thể đây là Hoa Hạ cùng phương Tây bất đồng đi. Bởi vì bọn họ thật không cảm thấy đai đeo lưng, cộng thêm như tử nhiệt khố loại này kinh điển trang phục, sẽ có cái gì khiến các nàng hảo cảm giác ngượng ngùng. Đây không phải là rất bình thường sao? Hi, anh chàng đẹp trai xin chào, ngươi là người Nhật Bổn sao? Hoặc là người Hàn, mà ở nhìn thấy Trần Phi chú ý tới ánh mắt của nàng, Dương Nữ thẳng thắn đã khởi hô. Không phải là, ta là người Hoa. Trần Phi nao nao, chợt lắc đầu cười nói. Đối với bên người cái này Dương Nữ hiểu lầm hắn là người Nhật Bổn, hoặc người Hàn, hắn cũng không có cảm thấy tức giận, bởi vì Nhật Bản ở Âu Châu lực ảnh hưởng quả thực nếu so với Hoa Hạ lớn hơn một chút, nhất là ở trong mắt người bình thường. Đến mức Hàn Quốc, không nói khác, tối thiểu bọn họ ở cái gọi là góp văn hóa tẩy não đắp nặn trên, quả thực lợi hại, bắt làm tù binh không ít các quốc gia tim của người ta. Hoa Hạ sao, quả thực cũng là cái tốt địa phương, tỷ tỷ của ta từng đi qua các ngươi Hoa Hạ kinh thành còn có Thượng Hải, cho ta chụp đã trở về rất nhiều xinh đẹp ảnh chụp, chỉ tiếc đến bây giờ ta đều không có cơ hội đi. Dương Nữ vừa nghe đến Trần Phi nói, tùy tiện nói rằng, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ có chút buồn bực biểu tình. Tỷ tỷ nàng đều từng đi qua Hoa Hạ, hắn lại còn chưa có đi quá,
còn có cái gì so với cái này càng chuyện buồn bực sao? Nghĩ đến đây hắn không khỏi càng thêm buồn bực bắt bắt tóc của mình, đột nhiên hướng Trần Phi Chuyên ra thân ra tay của mình, nói tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Khoa La Na, đến từ Anh Quốc. Nếu về sau ta có cơ hội đi các ngươi Hoa Hạ nói, người nguyện ý cho ta làm người dẫn đường sao? Đương nhiên nguyện ý, người có thể tin tưởng ta như vậy, vậy cũng là vinh hạnh của ta. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi rất đẹp, nghe vậy Trần Phi cũng cười cùng hắn nắm tay, tiện đường còn khen hắn một câu. Nga, Khoa La Na người nghĩ đi Hoa Hạ, đây cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Ngươi nên biết ta từng đi qua quốc gia vài lần, lưu cho ta dưới ấn tượng thật không tốt. Ngay tại lúc, lại có một thảo nhân ghét tên nhảy ra ngoài. Chỉ thấy một cái kim tóc mang theo mắt kiếng gọng vàng cao to bạch nhân mở miệng nói người biết không, ta lần đầu tiên đi chỗ đó quốc gia thời gian, đã cảm thấy người Hoa rất không tố chất, rất thô lỗ, bởi vì bọn họ cư nhiên sẽ tùy tùy tiện tiện làm ra giống như ở trên đường cái thổ đàm, ở công chúng trường hợp hút thuốc, thậm chí ở đường cái núi đánh nhau loại này điên cuồng hành vi. Hơn nữa bọn họ bên kia ô nhiễm hoàn hảo giống như thập phần nghiêm trọng, xanh thẳm bầu trời đều là bất tỉnh mông mông, không khí cũng rất không xong. Nhất là cái kia là kinh thành địa phương, đi ở trên đường cái đều sẽ cho người rất khó chịu, phải mang khẩu trang. Người này an vị ở Trần Phi phía sau bọn họ một loạt, gặp Trần Phi cư nhiên có thể cùng Khoa La Na như vậy thân mật nói chuyện phiếm, thậm chí nắm tay, hắn liền ngay tức khắc khen tị, nhảy ra đại tát nước dơ, hy vọng xinh đẹp Khoa La Na có thể nhận rõ sở, cái kia không tố chất, thô lỗ quốc gia quốc dân chân diện mục. La Tân, người ở đây nói bậy chút gì? Xin lỗi. Trần, mời bỏ qua cho, hắn luôn luôn miệng lời nói ra đều thật không tốt nghe, hơn nữa kỳ thực, ta cũng cùng hắn không phải là rất thuộc. Khoa La Na rất hiển nhiên là cái tương đối hiểu được tôn kính người khác dương nữ, gặp cao to đầu bạch nhân La Tân lời nói ra rõ ràng có chứa làm thấp đi vẻ, cùng với làm cho rất khó chịu, hắn liền ngay tức khắc hướng Trần Phi xin lỗi nói rằng. Đồng thời hắn còn rất chán ghét quét La Tân liếc mắt, trong lòng ấn tượng đối với hắn ấn tượng kém hơn. Lúc đầu trong lòng nàng tự đối với các này vẫn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy nhà của hắn hỏa rất không thích, thậm chí lần này đi ra muốn đến xíp giải sầu một chút, cũng không biết bị đối phương từ đâu thu hoạch đến rồi tin tức, cư nhiên dám cùng nàng mua đồng nhất chuyến máy bay khoang hạng nhất vé máy bay. Mà bây giờ, cái này thảo nhân ghét tên còn như vậy nói ra loại này thảo nhân ghét nói, chẳng phải là để cho bọn họ người Anh ở nước ngoài mất mặt, để cho nàng Khoa La Na ở Trần Phi cái này nhận thức mới trước mặt bằng hữu xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lôi kéo Trần Phi quay đầu hừ hừ nói Trần, đừng để ý đến hắn, người này luôn luôn đều như thế ghét. Ta là thật không muốn thấy hắn trương thảo nhân ghét mặt. Mà đang nghe Khoa La Na lời nói này cùng với rõ ràng có chứa ghét bỏ giọng, được xưng là La Tân cao to bạch nhân nam tử rốt cục âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới mình cũng truy cầu thối lẳng lơ lâu như vậy, lại còn so ra kém một cái mới quen người Hoa. Điều này làm cho trong lòng của hắn nhịn không được hiện ra lau một cái bị nhục nhã cảm giác, thậm chí sắc mặt đều không kiềm hãm được trở nên có chút dữ tợn. F, U, C, K, Khoa La Na thế nhưng ta La Tân coi trọng nữ nhân, lúc nào đến phiên ngươi loại này ra vàng hầu tử đến cướp. Chính là một người Hoa, cư nhiên cũng dám ở chúng ta vĩ đại đại đế quốc Anh nhân dân trước mặt đùa giỡn uy phong. Thực sự là không biết lượng sức, trong lòng nghĩ như vậy. Hắn nhịn không được lập mưu muốn cho Trần Phi cái này ra vàng hầu tử một lần hung hăng nhục nhã, hung hăng giáo huấn. Đến mức dùng phương pháp gì? Nga tương đương đây quả thực quá đơn giản, phải biết rằng ở trên thế giới này tiền thế nhưng vạn năng, chẳng lẽ giống như da vàng giống như con khỉ người Hoa, còn có thể so với hắn La Tân càng nhiều có tiền. Xin nhờ, cái này vui đùa cũng không tốt cười, ha ha ha. Nga, Khoa La Na, xin lỗi, là ta nói sai. Ở chỗ này ta nguyện ý thành khẩn biểu thị xin lỗi. Nghĩ đến đây hắn ngay tức khắc thảo hảo hướng về Khoa La Na nói rằng, sau đó lại đem nhãn thần nhìn phía Trần Phi, mang theo khiêu khích cùng khinh thường nói Nga, vị tiên sinh này, không ngại ta hỏi một chút nghề nghiệp của ngươi sao? Bởi vì chúng ta gia tộc ở quốc gia các ngươi cũng có chút sinh ý, ta ở trong đó cũng có thể nói lên một ít lời. Vì vậy, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Nghề nghiệp của ta. Nghe vậy Trần Phi nghiêng đầu đi nhìn hắn một cái, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nói đương nhiên không ngại. Ta là một gã bác sĩ, một gã Hoa Hạ trung y, không biết người đối với ta câu trả lời này còn hài lòng không?
Nga, Trần, ngươi lại là một vị trung y, chính là trong TV thập phần thần kỳ trung y sao? Tỷ tỷ của ta từng ở Hoa Hạ xem qua một gã trung y, thoáng cái liền đem hắn bệnh cũ chữa lành, chính là cái gì thuốc đông y quá khổ, ta đoạn thời gian đó mỗi lần tại gia nghe thấy được mùi vị đó, cũng phải đem mũi bóp trên. Nghe được Trần Phi lại còn nói mình là trung y, Khoa La Na nhất thời hình như rất giật mình, một bộ khoa trương biểu tình. Nga, nguyên lai ngươi lại là một vị trung y. Có thể nghe nói, cao to bạch nhân La Tân trong mắt vẻ khinh thường lại càng đậm một ít. Hắn theo mở miệng nói Khoa La Na, xin thứ cho ta nói thẳng, tuy rằng trung y thoạt nhìn hình như rất thần kỳ, nhưng loại này có giả thần giả quỷ hiểm nghi y thuật thủ đoạn, ở quốc tế trên quả thực không bị công nhận. Vì vậy ta nghĩ vị tiên sinh này loại nghề nghiệp này có thể không có gì tiền đồ, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? 500 Âu, 800 Âu, còn là 1.000. Ta từ lúc mấy năm trước từng tháng đều có thể đủ kiếm đến 5.000 Âu, nhìn từ điểm này, vị tiên sinh này hình như không có biện pháp so với ta. Người này quả thực rất sẽ trào phúng người. Cái gì gọi là mấy năm trước cũng đã có thể từng tháng kiếm đến 5.000 Âu. Nói là hắn bây giờ còn có thể đủ kiếm càng nhiều sao. Vẫn cảm thấy Trần Phi khả năng từng tháng thu nhập quá ít, không muốn nói ra nhượng vị này quốc tế bạn bè khó xử, lấy biểu hiện hắn rất đại độ. Rất hiểu tôn kính người. La Tân, ta nghĩ người bây giờ tốt nhất nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ở ta không triệt để trở mặt với ngươi trước, Nga tương đương thượng đế, ta làm sao sẽ nhận thức loại này không có thân sĩ phong độ tên, thực sự là lòng dạ quá hẹp hòi. Thế mà Khoa La Na nhưng thật giống như thoáng cái tựu nghe được La Tân trong giọng nói nội hàm. Mặt cười nhất thời trầm xuống, vẻ mặt rất không cao hứng nói. Quả thật, có thể từng tháng kiếm đến 5.000 Âu, coi như là ở vào kinh tế phát đạt địa khu Âu Châu, Anh Quốc, coi như là rất có năng lực, rất làm cho hâm mộ. Nhưng này cũng người hẳn là lấy ra nữa khoe khoang, cười nhạo người mượn cớ. Rồi hãy nói 5.000 Âu thực sự rất nhiều sao, hắn từng tháng tiền tiêu vặt cũng không chỉ nhiều như vậy. Thực sự là một cái nông cạn tên, ghét. 5.000 Âu. Mà nhưng vào lúc này, Khoa La Na lại đột nhiên bên cạnh hắn thần bay đột nhiên cười cười, chặt tiếp theo liền thấy Kỳ Vân Đạm Phong khinh lắc đầu, mở miệng nói La Tân tiên sinh. Tuy rằng ta rất muốn dùng uyển chuyển một chút phương thức nói cho người biết, bất quá, người quả thực còn rất cô lậu quả văn, kiến thức thiển cận. Trung y thực sự là giả thần giả quỷ y học thủ đoạn sao? Nghe vậy cao to bạch nhân La Tân nhất thời sắc mặt đổi đổi. Phải biết rằng hắn thế nhưng đại đế quốc Anh công dân, lại đang sự nghiệp trên như vậy kiệt xuất, thế nào bị Trần Phi loại này quốc gia đang phát triển người Hoa trào phúng. Chớ nói chi là Trần Phi còn là một trung y, cái loại này trong mắt hắn hoàn toàn là giả thần giả quỷ lừa đảo chức nghiệp, hiện tại lại còn dám phản quá. Mà nói hắn cô lậu quả văn, kiến thức thiển cận, điều này làm cho hắn há có thể không tức giận. Há mồm tự muốn phản bác. Ngươi trước đừng phản bác ta. Thế nhưng Trần Phi nhưng ở cái này Vân Đạm Phong khinh đem ngăn trở, theo sát mà tự tiếu phi tiếu nói tuy rằng ta cũng không có làm thấp đi Tây Y ý tứ, bất quá, ở phương diện khác Trung Y so với Tây Y lợi hại hơn, cũng thực dụng hơn, tự ví như hiện tại. Nói xong hắn liền không để ý La Tân thậm chí Khoa La Na ánh mắt kinh ngạc, đem đầu tiến tới người trước bên tai đích lẩm bẩm một câu. Đừng, nữa đến phiền ta. Nếu không cũng đừng trách ta đem người bí mật nhỏ truyền tin Nga tương đương Trần Phi cuối cùng ngồi thẳng người, ngữ điệu tận lực nâng lên mấy phần tự tiếu phi tiếu nói. Nghe vậy La Tân ngay từ đầu còn là một bộ khinh thường biểu tình, mà khi hắn nghe xong Trần Phi theo như lời nói, lại nhất thời nhìn không được gương mặt đỏ lên, cải ngươi nói bậy. Ha ha, mà đang nghe đối phương như vậy cả tiếng, Trần Phi cũng không tức giận, chỉ tiếp tục không cho là đúng. Tự tiếu phi tiếu mở miệng nói ta có đúng hay không nói bậy trong lòng ngươi đều biết. Được rồi, Khoa La Na, chúng ta còn là đừng để ý đến hắn, nhượng một mình hắn thương tâm một hồi đi, ha ha ha. Trần Phi cười lớn quay đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa sắc mặt kia hoàn toàn phồng đến đỏ bừng tên. Tiểu tử, ở trước mặt hắn trang bức. Thực sự là bản thân tìm cho mình tội thụ a, còn quá trẻ, ha 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 ha. Này, Trần, ngươi đến cùng nói cho hắn cái gì? Thế nào tên kia hiện tại hình như cùng choáng váng vậy, bị cái gì đả kích? Mà ở thấy tình cảnh này, Khoa La Na nhìn không được liếc trộm chỗ ngồi xếp sau sắc mặt ngơ ngác, như là đột nhiên choáng váng vậy La Tân, tiến đến Trần Phi bên tai không gì sánh được tò mò nói rằng. Phải biết rằng tên kia ra mặt dày, cuốn lấy người trình độ, hắn thế nhưng tràn đầy cảm thụ.
hiện tại thế nào đột nhiên thành như vậy, cảm giác thật là thoải mái a, ha ha ha. Nga, Khoa La Na, ta nghĩ loại sự tình này nhân huynh vẫn không biết cho thỏa đáng. Thế nhưng Trần Phi nhưng có chút hiệp xúc bán theo cái nút nói. Trần, ta ghét nói chỉ nói một nửa người, mau nói cho ta biết ngươi đến cùng nói với hắn cái gì. Ta hiếu kỳ, nghe vậy Khoa La Na trắng Hạ Vân Kiệt liếc mắt, cư nhiên ngầm vươn tay đặt ở Trần Phi trên lưng, khắp hắn trên lưng thịt, uy hát yêu ta nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên có chút dở khóc dở cười, lại một lần nữa xác định hỏi, ngươi thật muốn biết. Trời đất chứng giám. Loại sự tình này con gái quả thực hình như có chút không rất thích hợp biết. Đương nhiên, Khoa La Na liên tục dục Trần Phi, thậm chí đều thiếu chút nữa giáo dục người lên nói mau. Trần, đừng nói chuyện chỉ nói phân nửa, như vậy rất thảo nhân ghét, nhất là rất đòi cô gái ghét, người biết không? Vừa nói, một bên hắn đặt ở Trần Phi trên lưng tay đều lái chậm chậm mới động, rất có không một lời hợp tựu hạ độc thủ ý tứ. Đừng động thủ, ta nói, ta nói. Ta nói còn không được sao? Thấy tình cảnh này Trần Phi bất đắc dĩ cười cười, nhìn lướt qua chỗ ngồi hàng sau sắc mặt đỏ lên cùng khoai lang tựa như la tân, làm bộ không phát hiện trong mắt hắn ngăn cản, tàn nhẫn tiến đến Khoa La Na cái lỗ tai thấp giọng nói ta nói hắn sớm tiết. Nga, không thể nào. Sớm tiết, la tân ngươi cư nhiên sớm. Mà Khoa La Na nghe vậy nhất thời nhìn không được kinh hô, thậm chí vô ý thức nhìn phía chỗ ngồi xếp sau, muốn tìm chứng cứ một chút. Mà khi hắn lúc này mới phản ứng được, hắn loại này cử động hình như có chút không ổn thời gian, muốn che miệng lại lúc đã muộn. Khoang hạng nhất nội người đều đã nghe được của nàng kinh hô, sau đó vẻ mặt cổ quái thậm chí cười xấu xa hướng về thiếu chút nữa muốn một đầu đâm chết La Tân nhìn lại. Nga, tiểu tử này thực sự là quá đáng thương, cư nhiên sớm tiết. Thực sự là quá thương cảm a, ha ha ha. Ta, ngươi, ta. Mà ở thấy tình cảnh này. La Tân chỉ cảm thấy cả người đều tốt giống như bị nhằm vào ở ghim vậy, cả khuôn mặt đỏ lên đều thiếu chút nữa bốc khói, không dám đúng là bất luận kẻ nào ánh mắt, hận không thể cả người đều tiến vào vá. Nga, La Tân thực sự là xin lỗi, ta không có thể như vậy có ý tứ. Ngươi cũng đừng quá khó khăn quá, loại sự tình này thực. Phốc suy, ha ha, ha ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, Khoa La Na hình như rốt cục nhận thức đến mình sai lầm. Sau đó hắn phảng phất là muốn mạnh mẽ đình chỉ thiếu ý, nghiêm trang muốn an ủi hắn cái kia đáng thương bằng hữu, nhưng đến cuối cùng, hắn lại vẫn là không nhịn được nở nụ cười, vội vã như là trốn vậy tựa đầu lại lần nữa bên đến, che miệng cả người không ngừng run rẩy. Nga, Khoa La Na, ta trước thế nào không phát hiện ngươi thế nào hư hỏng như vậy ni? Ngươi vị bằng hữu kia mặt cũng đều mất hết, lúc đầu ta cũng không muốn như thế hại hắn, ngươi nhìn hắn gương mặt đó. Nhưng vào lúc này Trần Phi nhìn không được nghiêm trang mở miệng nói, có thể khóe miệng hắn một màn kia hơi run run dáng tươi cười, nhưng vẫn là bán đứng hắn bây giờ nội tâm. Tiểu tử a, còn quá trẻ, dám ở hắn Trần Phi trước mặt trang bức. Xin lỗi tới đi, ha ha, ha ha ha. Cái này lại không phải là ta, ai bảo hắn cư nhiên như thế phế vật, cư nhiên sớm tiết. Nghe vậy Khoa La Na có chút ủy khuất mở miệng, sau đó lại một mặt hưng phấn nói bất quá, Trần. Người đến tột cùng là làm sao biết hắn có loại bệnh này? Xem sắc mặt hắn khó coi như vậy, hình như là thực sự. Lời thừa, đương nhiên là thực sự, bằng không sắc mặt hắn làm gì khó coi như vậy. Trần Phi đương nhiên mở miệng nói, sau đó vừa cười tiếp tục đến mức ta làm sao thấy được, lẽ nào ngươi đã quên ta là trong đó chị sao? Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, vì vậy vậy không cần gì phụ trợ y học dụng cụ. Tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể biết bị bệnh gì. Thực sự, trung y thực sự là quá thần kỳ. Nghe vậy Khoa La Na vẻ mặt bất khả tư nghị, sau đó lại đột nhiên trở nên xoay nhăn nhó bốc lên đến, Trần, ta, ngươi. Ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút? Ngươi là muốn nói, nghe vậy Trần Phi trực tiếp tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói rằng. Có thể để cho cái này tùy tiện dương nữ đều đột nhiên chuyển biến như thế xấu hổ, như thế do dự. Coi như không cần nhìn sai đều có thể đoán được, nhất định là phương diện kia nữ sinh đặc hữu bệnh. Trên thực tế Trần Phi từ lúc nhìn thấy hắn đầu tiên mắt cũng đã nhìn ra, cái này thương cảm đồng hào bằng bạc nàng, có điểm đau bụng kinh. Thực sự, ngươi cư nhiên thật đã nhìn ra. Nga tương đương Trần, y thuật của ngươi thực sự là quá thần kỳ, thật lợi hại, ngươi có biện pháp nào không giúp ta một chút, ngươi là bác sĩ nên biết. Đây đối với chúng ta nữ sinh mà nói thực sự là quá đau khổ, mỗi lần ta đều đau muốn bản thân bóp chết,
vừa nghĩ tới đau bụng kinh lúc thống khổ, Khoa La Na liền không nhịn được vẻ mặt thảm thương, khó chịu nói. Yên tâm đi, đợi xuống phi cơ ta cho ngươi viết một phần trung y phương thuốc, đừng ngại khổ, thành thật ăn nửa tháng, bảo chứng thuốc đến bệnh trừ, người đời này không bao giờ nữa sẽ chịu đựng loại đau khổ này. Trần Phi nhất thời cười nói. Thật sự là quá tốt, Trần, ngươi giỏi quá. Vừa nghe đến Trần Phi nói như vậy, Khoa La Na nhất thời cao hứng thiếu chút nữa búng lên, thậm chí ngay sau đó thoáng cái ngay tức khắc tiến đến Trần Phi gò má sóng một chút, đều đem chỗ ngồi hàng sau La Tân mắt nhìn thẳng, mượn cái này đến biểu hiện vui sướng trong lòng. Đối với quanh năm chịu đựng đau bụng kinh làm phức tạp nữ sinh mà nói, còn có cái gì có thể so sánh có thể tiêu trừ loại đau khổ này càng giá trị phải cao hứng sao? Nga, trung y thực sự là quá tuyệt vời, thực sự là quá thần kỳ. Gặp đánh lén Trần Phi hơi sững sờ, vô ý thức sờ sờ gò má, chợt có chút bất đắc dĩ tự kỷ lên nói Khoa La Na, tuy rằng ta quả thực rất tuyệt, bất quá trung y càng ca tụng. Không phải sao? Đương nhiên, ta thích trung y, ta là nghiêm túc, Khoa La Na ngay tức khắc nghiêm túc nói. Síp là một từng bị Anh quốc thống trị quốc gia, vì vậy hầu như người người đều biết giảng tiếng Anh, nhưng trên thực tế quốc gia này cũng lấy Hy Lạp cùng Thổ Nhĩ Kỳ tộc làm chủ. Đồng thời bởi vì chủng tộc tôn giáo phân tranh, hiện tại tựa như Triều Tiên như vậy chia làm Nam Bắc Síp. Mà quốc tế trên gọi Trung Síp, vậy là chỉ Nam Síp, mà nơi ấy, cũng là Trần Phi cùng Khoa La Na mục đích của chuyến này. Trần, ngươi là đi Síp du lịch sao? Theo từ La Mã lên đường phi cơ chuyến từ tiếp cận Síp kéo nạp thẻ phi trường quốc tế, Khoa La Na lại nhìn không được tò mò hỏi. Bởi vì từ Trần Phi trang phục đến xem. Trên người cũng không có quần áo nón này cái gì hàng hiệu, cũng không có đeo cái gì xa hoa đồng hồ đeo tay, vì vậy coi như hắn lúc này là ngồi ở đây từ La Mã bay đi Síp khoang hạng nhất nhảy qua quốc phi cơ chuyến nội, cũng còn là có vẻ có như vậy một ít hạc giữa bầy gà, thoạt nhìn không quá như là kẻ có tiền. Hơn nữa mặc kệ Khoa La Na trong khung có hay không có thân là người Âu Châu một chút cảm giác về sự ưu việt, có thể hắn đi qua cùng Trần Phi nói chuyện với nhau trong, nhưng có chút giật mình phát hiện. Người sau đối với Âu Châu đại bộ phận địa khu hiểu rõ, cư nhiên so với hắn cái này địa đạo đạo người Âu Châu, địa đạo đạo người Anh cũng còn muốn rõ ràng độ. Điều này làm cho hắn chân thực cảm giác có chút bất khả tư nghị. Bởi vì loại đó hiểu rõ không có thể như vậy ở online tùy tiện trở mình du ngoạn tiến công chiếm đóng, nhìn người khác nói là có thể dường như cảm động lây biểu đạt ra đến. Loại đó hiểu rõ, nhất định là chỉ có tự mình đi quá nhân tài có thể rõ ràng như thế biểu đạt ra đến. Chẳng lẽ những địa phương kia hắn đều đã đi qua? Phải biết rằng coi như là bọn họ người Âu Châu, ở quốc tế trên không ít người đều cho rằng bọn họ rất có tiền, nhưng trên thực tế, chân chính có tiền đều là này đã thành ra lập nghiệp 3-40 tuổi xã hội tinh anh, cùng với số rất ít lợi hại thanh niên nhân. Mà giống như Trần Phi tuổi như vậy không lớn không nhỏ người Âu Châu, đại đa số là cần đi qua làm công kiếm tiền đến nuôi sống bản thân, trong tay tài chính căn bản cũng không dư giả. Chớ nói chi là như vậy xuất ngoại chung quanh du lịch. Vì vậy ở nhìn thấy Trần Phi còn trẻ như vậy, tự cư nhiên có thể như vậy rõ ràng hiểu rõ Âu Châu đại bộ phận khu vực, thật giống như cũng đã tự mình đi qua vậy, Khoa La Na khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút giật mình, cộng thêm hiếu kỳ. Lẽ nào người này còn là cái thập phần khiêm tốn kẻ có tiền sao? Nga, Thượng Đế, còn thật là nhìn không ra. Đương nhiên là đi du ngoạn, ta có cái bằng hữu đã sớm ở bên kia chờ ta. Ta bây giờ chuẩn bị đi qua tìm nàng. Nghe vậy Trần Phi đương nhiên cũng không giấu giếm, cười hồi đáp. Nga, nguyên lai là như vậy, người ở đây Síp có bằng hữu sao? Lúc đầu ta còn nói người nếu một người, có thể theo ta kết người bạn, ta nghĩ người cũng không tệ lắm, chúng ta có thể cùng nhau ở Síp vui đùa một chút. Khoa La Na có chút tiếc nuối mở miệng nói. Hắn quả thực nghĩ Trần Phi cái này người Hoa thật có ý tứ, nhưng lại rất có năng lực, y thuật rất lợi hại. Cho nên hắn mới có thể trong lòng có ý nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, tại bọn hắn người Âu Châu trong mắt loại hành vi này hoàn toàn là rất bình thường, cũng không có người trong nước trong mắt nhiều như vậy cong cong từng đạo, vẻn vẹn chỉ là rất đơn thuần mời, kết bạn đồng du mà thôi. Cảm ơn ngươi mời, bất quá có cơ hội chúng ta cũng có thể chơi với nhau không phải sao. Dù thế nào ta và bằng hữu ta cũng chỉ có hai người, hơn nữa cái này ship, cũng không có bao nhiêu. Nghe vậy Trần Phi vừa cười vừa nói. Điều này cũng đúng. Nghe thế Khoa La Na trên mặt tiếc nuối lúc này mới thư hoãn một ít, sau đó lại cười hỏi Nga, Trần, mạo phạm hỏi một câu, người vị bằng hữu kia là nam hay nữ?
nếu chỉ có hai người các ngươi tới đây như thế lãng mạn địa phương ước hẹn nói, ta cũng không muốn làm bóng đèn a. Vậy ngươi có thể phải thất vọng, bằng hữu ta là một vị nữ tính. Nghe vậy Trần Phi có chút chột dạ nói rằng, ước hội, cũng sẽ không đi. Nga, Trần, ta nghĩ ta hẳn là đã đoán đúng đi. Ngươi thực sự là một cái diễm phúc không cạn tên, bất quá cũng rất lãng mạn, cư nhiên sẽ biết mời hắn đến cái này như thế lãng mạn địa phương đến ước hội. Phải biết rằng, nơi này chính là ái thần Venus đản sanh địa phương, rất nhiều tình lữ kết hôn thời gian đều nghĩ vậy đến xem. Nghe vậy Khoa La Na có chút hiệp xúc nở nụ cười, nói. Khoa La Na, có thể ngươi cũng không nên muốn nhiều như vậy, bởi vì ta cùng ta vị bằng hữu kia quan hệ là rất thuần khiết, vẻn vẹn chỉ là rất đơn thuần bằng hữu. Được rồi, ngươi muốn là không tin chính là quên đi. Trần Phi vốn còn muốn giải thích một chút, có thể đến cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Bởi vì Khoa La Na tiếu nụ cười trên mặt thật sự là quá giảo hoạt, quá hiệp xúc, tựa hồ căn bản cũng không tin tưởng hắn a. Mà quay về ứng với, tự nhiên là Khoa La Na tùy tiện sang sáng tiếng cười. Rất hiển nhiên chính như hắn tưởng tượng, cái này dương nữ là thật không tin hắn a, ha ha ha. Rất nhanh máy bay tựu đã tới mục đích. Khoa La Na cầm có khi là Anh Quốc hộ chiếu, ở Âu Châu trên cơ bản đều là miễn ký không cần phiền phức như vậy. Mà Trần Phi mặc dù không có Âu Minh hộ chiếu, có thể trong tay hắn mặt đã có phi báo cho hắn làm hương cảng hộ chiếu, tương đối kỳ thực cũng không sai biệt lắm, rất thuận lợi liền nhập quan. Đáng giá nhắc tới chính là, không nghĩ tới cao to La Tân ở trên phi cơ náo loạn lớn như vậy cho cười, lại còn có mặt mặt dày mày dạn dựa vào Khoa La Na bên người. Điều này làm cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều ăn xong. Quả nhiên người tới tiện, thì không địch, người này là thật nghiêu bức. Trần, xem ra chúng ta được tại đây phân biệt, bằng hữu ngươi hẳn là ở nhận điện thoại phòng khách chờ ngươi đi. Bằng hữu ta cũng tới đón ta sẽ đi Lima Tho, nơi đó bãi cát, ánh dương quang còn có thuyền buồm vận động đều rất tuyệt, ngươi nếu muốn cùng ta chơi với nhau nói, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, không cần không có ý tứ. Từ nhập quan miệng sau khi đi ra, Khoa La Na nói rằng. Rất hân hạnh được biết ngươi, nếu mấy ngày nay có cơ hội, ta biết gọi điện thoại tìm ngươi đùa. Đương nhiên cũng hoan nghênh người tương đương các người tùy thời gọi điện thoại tìm ta. Hạ Vân Kiệt cười nói, có chút tự tiếu phi tiếu nhìn Khoa La Na phía sau sắc mặt còn có chút đỏ lên La Tân. Không thể không nói, tuy rằng tiểu tử này sắc mặt quả thực đủ dày, bất quá bây giờ ngược lại cũng đàng hoàng hơn. Không dám lại Trần Phi trước mặt giống như nữa trước như vậy bầy khoan dung, mang theo cảm giác về sự ưu việt nói. Đương nhiên, ship lại không lớn, gặp lại sau. Ta Hoa Hạ bằng hữu, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe vậy Khoa La Na cũng vẫn là không nhịn được cười cười, cuối cùng hướng về Trần Phi phất phất tay cáo đừng rời bỏ. Lôi kéo mang theo người dương hành lý nhỏ, xoay người rời đi. Đến mức La Tân, tắc cũng ngay tức khắc đi theo. Trần thực có ý tứ tên, thấy tình cảnh này dù là Trần Phi cũng không nhịn được lắc đầu cười cười, bội phục tên kia ra mặt dày. Không nghĩ tới đều như vậy. Tên kia cư nhiên đều vẫn có thể mặt dày cùng xuống phía dưới, quả thực làm cho không thể không phục a. Sau đó, chỉ thấy hắn đem hai tay lưng ở sau ót làm một cái mở rộng tư thế, mặt mỉm cười hướng về xuất khẩu đi đến. Hắn là không có hành lý, vì vậy cũng không cần bỏ lấy. Mà đang ở hắn mặt mỉm cười đi ra xuất khẩu sau, dưới chân có tự bước chân, lại đột trở nên chậm, thậm chí dần dần dừng lại. Bởi vì tựu ở trước mặt hắn cách đó không xa địa phương. Đang có một vị thoạt nhìn vi hơi mang theo tiên khí thỏ răng thiếu nữ tóc ngắn đang lẳng lặng nhìn hắn. Tinh xảo dung nhan, như trước thoạt nhìn động như vậy người. Ảnh tiên vũ a. Dù là Trần Phi cũng không nhìn được vào thời khắc này hơi nỉ non một tiếng, lắc đầu cười cười, sau đó dưới chân bước chân lại bước đi ra ngoài, hướng về xa cách đã lâu thỏ răng thiếu nữ tóc ngắn chậm rãi đi đến. Sau đó người, thỏ răng thiếu nữ tóc ngắn nguyên bản cực kỳ bình tĩnh tinh xảo dung nhan. Tái kiến hắn sau, cũng giống như hình như có một ít biến hóa rất nhỏ. Khóe miệng của nàng, nhẹ nhàng vểnh lên, cặp kia mỹ lệ tràn đầy vô cùng mị lực con ngươi trong suốt càng dường như nở rộ ngô đồng hoa vậy, có một loại liên chính cô ta đều không phản ứng kịp nhảy nhót, ở thẩm thấu ra. Ta tại đây đợi một mình ngươi tháng, nhìn dần dần hướng hắn đi tới thân ảnh, ảnh tiên vũ khẽ ngẩng đầu, có chút bất mãn nói. Đều đã một tháng sao? Nghe vậy Trần Phi có chút ngượng ngùng tha tha đầu, chợt cư nhiên cười vươn tay, tại nơi nhu thuận vô cùng mái tóc trên nhẹ nhàng xoa xoa, khóe miệng cong lại, mỉm cười nói xin lỗi,
lần sau sẽ không như vậy. Mà ở cảm thụ được cái này xa lạ mà lại không gì sánh được quen thuộc cử động, ảnh tiên vũ lúc đầu vô ý thức có chút giật mình thần cùng chống cự, mà khi hắn tiếp ngẩng đầu, chạm đến ở trước mặt nàng nam tử kia trong mắt ôn hòa dáng tươi cười lúc, nhưng không biết vì sao, mạc danh kỳ diệu nhãn thần đều trở nên mềm nhũn ra, thân thể tự nhiên càng cũng không lui lại hoặc là lộn xộn. Tùy ý tên kia ở tóc mình trên nhẹ nhàng xoa. Không có lần sau, hắn theo nhìn chăm chú vào hắn hai mắt chậm rãi nói rằng. Nói xong lại hình như là sợ hiểu lầm vậy, bất đồng Trần Phi sắc mặt trở nên dị dạng, tự lại mở miệng lần nữa, nói lần sau, ta muốn đi theo ngươi. Lần sau, ta muốn với ngươi cùng nhau. Nghe vậy dù là Trần Phi cũng không nhìn được mắt một chút trợn to, hơn nữa tại nơi mắt ở chỗ sâu trong, còn có một loại không hiểu cũng không biết là vui sướng, là vui vẻ, còn là cái gì khác cảm xúc, cũng nữa không che giấu được, hơi chảy ra ngoài. Chợt hắn lắc đầu cười, lại vươn hai tay đôi mắt trước cô gái kia lãm đi qua. Còn mở miệng nói rằng không thể không nói, ngươi thật là một đơn thuần rồi lại thảo nhân thích nữ nhân. Gặp Trần Phi cư nhiên đem bản thân cho ôm, ảnh tiên vũ thân thể mềm mại nhìn không được mạnh cứng đờ, thậm chí ngay cả cổ cộng thêm tuyết bạch sắc tinh xảo bên lỗ tai duyên, cũng không nhìn được hơi lược thăng ra một luồng sợi xa lạ màu đỏ. Hắn thực sự không quá thích ứng loại cảm giác này, đem Trần Phi chậm rãi cho đẩy ra, tinh xảo đầu nhỏ có chút thấp đi nói đừng ôm ta, ta không có thói quen. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi cái này xíp ngủ ở chỗ nào? Nghe vậy thấy thế Trần Phi nhìn không được sờ sờ mũi, cười chuẩn bị chuyển hoán trọng tâm câu chuyện. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo cực kỳ phẫn nộ cực kỳ khoa trương Anh Quốc Khang tiếng Anh từ một bên biểu đến Nga, Venus, ngươi đang làm gì? Ngươi vì sao biết cùng cái này không nhận biết xa lạ tên cùng một chỗ, ta bất quá là nói với ngươi sao? Xa lạ người cũng không thể tin tưởng, ngươi sẽ không nói, bọn họ đều biết nghĩ hết biện pháp lấn lửa gạt ngươi. Mà ở nhìn thấy cái này không giải thích được tên đột nhiên xông qua đến, hơn nữa trong miệng đâu có theo như vậy kỳ quái nói, dù là Trần Phi cũng sửng sốt, một đôi mắt nghi ngờ nhìn phía ảnh tiên vũ. Hơn nữa ánh mắt của hắn hoàn hảo giống như ở truyền lại nào đó tin tức, thật giống như đang hỏi, cái này ngu ngốc là ai? Ta cũng không biết hắn là ai vậy, ta trước từ nước Nga tới được thời gian, đã bị hắn vẫn quấn lên. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trong con ngươi nghi hoặc, ảnh tiên vũ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngạch! Nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, nhịn không được vô ý thức mở miệng nói loại này con ruồi, lấy thực lực của ngươi không nên dễ dàng tự có thể giải quyết sao? Phải biết rằng ảnh tiên vũ tuy rằng cùng hắn không so được, có thể kỳ nửa bước tiên thiên đỉnh tu vi cũng không phải đùa giỡn. Loại này con ruồi, tùy tiện tiện đều có thể giải quyết sao? Ngươi không phải nói nữ hài tử không nên đả sát sát. Có thể nào biết nghe vậy ảnh tiên vũ lại cư nhiên nâng lên con ngươi, nghiêm trang nhìn Trần Phi. Mà Trần Phi ở nghe nói như thế cũng không nhịn được thoáng cái tựu ngây ngẩn cả người ta là nói qua. Giờ này khắc này, liền chính hắn đều nói không nên lời đang nghe đối phương lời nói này sau, trong lòng đến tột cùng là loại dạng gì tâm tình. Dù thế nào cũng cảm giác hình như trong lòng mềm mại nhất một khối bị nhẹ nhàng xúc giật mình, có dũng khí không nói được tư vị. Nga, Thượng Đế! Venus ngươi cư nhiên có thể nói. Đây thật là làm cho người ta giật mình. Tiên sinh, hiện tại mời ngay tức khắc từ Venus bên cạnh ly khai, ta nghĩ bạn gái của ta cũng không muốn làm theo bạn trai mình mặt mà, cùng như ngươi vậy nam tử xa lạ nói chuyện với nhau, vì vậy thỉnh ngươi bây giờ lập tức ly khai. Mà nhưng vào lúc này mang theo nước Anh Khang tiếng Anh thanh lại xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy một cái cuốn lông tóc vàng tên thần sắc cực kỳ kích động bu lại. Dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trần Phi cả tiếng uy hát yêu ta nói. Mà đang ở hắn vừa dứt lời, từ phía sau hắn cư nhiên xuất hiện mấy vị ăn mặc tây trang đen, sắc mặt âm trầm, lạnh như băng tên, vóc người thoạt nhìn cũng cực kỳ khôi ngô, hướng về Trần Phi xông tới. Nhất thời Trần Phi trong con ngươi hơi toát ra lau một cái màu sắc trang nhã, năm ngón tay chậm rãi hoạt động, tựa hồ muốn động thủ. Có thể nhưng vào lúc này đã có người dành trước hắn một bước xuất thủ. Chỉ thấy ảnh tiên vũ tinh tế mày liễu cao lại, sau đó lại mạnh đem hắn cặp kia thon dài, hữu lực chân ngọc căng thẳng, bên hông trầm xuống, một kình phong hung hăng đụng ra. Siêu, siêu, siêu. Nhất thời quanh mình không khí đều tốt giống như nhộn nhạo vậy, chân ngọc lại như cùng giao long xuất hải vậy, hóa thành nói đạo tàn ảnh, tại nơi vô luận là những người áo đen kia hay hoặc là nước Anh Khang khẩu âm chủ nhân giật mình trong ánh mắt của,
hung hăng đá ra ngoài, nhắm thẳng vào này hướng về Trần Phi vây đi lên hắc y nhân. Phanh, phanh, phanh. Dường như không khí bùm bùm loạn hưởng thanh âm chợt ở những người áo đen kia trên người vang lên, theo bọn họ là tốt rồi hung mãnh thân thể cứng lên vậy, trong mắt hiện đầy hoảng sợ, ngực truyền đến đau nhức cùng với lực đánh vào, sau đó 156-78 chục cân thể trọng cũng như cùng diều vậy té bay ra ngoài, khiến bên trong phi trường đông đảo du khách cùng với nhân viên công tác giật nảy mình, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị. Phải biết rằng ảnh tiên vũ thoạt nhìn hoàn toàn là một mềm mại đông phương nữ sinh, nhiều lắm cũng chính là lớn lên quá đẹp, thật giống như chính mình linh tính vậy, khiến đến từ trời Nam Biển Bắc các quốc gia du khách cũng không nhịn được từ bên trong phi trường các phương hướng len lén nhìn lén hắn. Có thể ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái ở trong mắt bọn hắn nhu nhu nhược nhược, thập phần xinh đẹp đông phương tiểu nữ sinh, lại cư nhiên thân thủ lợi hại như vậy, hãy cùng trong phim ảnh diễn đông phương công phu vậy, tùy tùy tiện tiện mấy đá đã đem mấy cái tráng cùng như tự đắc hộ vệ áo đen đá gục xuống. Đến bây giờ đều trên mặt đất không đứng lên. Nhất thời không ít người trên mặt đều tràn đầy giật mình, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lần thứ hai nhìn phía ảnh tiên vũ ánh mắt ngoại trừ rung động bên ngoài, còn nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Dù sao bọn họ trước chính mắt thấy được một màn kia, không có thể như vậy đùa giỡn, bọn họ cũng không muốn trên mặt đất này thằng xui xẻo vậy, mặc danh kỳ diệu ai bỗng nhiên đánh, đó cũng không có lời. Nữ sĩ, tiên sinh, nơi này là sân bay. Mời các ngươi không muốn tại đây quấy rối. Bất quá vẫn là có phi trường an ninh nhân viên phải cứng đầu phát đi tới, dùng tiếng Anh mở miệng nói rằng. Nga, tiên sinh, ngươi xem chúng ta mới hai người, bọn họ bên kia có mấy người. Tại sao có thể là chúng ta tại đây quấy rối ni? Thấy thế Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, sau đó đưa tay chỉ mình và ảnh tiên vũ, vừa chỉ tóc quan kim mao nam tử cùng với phía sau hắn, cộng thêm té trên mặt đất này. Cộng lại tối thiểu 7-8 người người cao mã đại hộ vệ áo đen, hiệp xúc nói. Giảng đạo lý, dưới tình huống bình thường, loại thời điểm này dùng cái mông muốn đều nên biết là ai tới trước nháo sự, muốn quấy rối đi. Ngạch, mà đang nghe Trần Phi lời này, sân bay an nhân viên nhìn không được ngây ra một lúc, sau đó lại vô ý thức nghiêng đầu nhìn một chút thần thái kia đã có một ít sử tợn tóc quan nam tử tóc vàng, cùng với phía sau hắn còn dư lại hơn phân nửa, người cao mã đại hộ vệ áo đen. Trong lòng một hư, biết những người này tựa hồ không dễ chọc, chợt ngay tức khắc tìm một cái lấy cớ ly khai dù thế nào các ngươi chỉ cần đừng ở chỗ này tiếp tục đánh nhau được rồi. Nói xong hắn ngay tức khắc có chút chột dạ lưu. Nga, Venus, ngươi nếu có thể nói chuyện nói, cũng có thể nghe hiểu được ta đang nói cái gì đi. Ngươi biết ta là có bao nhiêu sao yêu ngươi sao? Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu từ ngày đó, ta tự minh bạch ta đã lâm vào bể tình. Bị ái thần khâu bị đặc mũi tên hung hăng đâm vào trái tim của ta. Nga, Thượng Đế, người nhất cử nhất động, người mỗi một cái biểu tình cùng dáng tươi cười đều quá hoàn mỹ, xin tha thứ ta là thật đối với người nhất kiến trung tình. Đợi được an ninh nhân viên sau khi rời khỏi, cuốn lông nam tử tóc vàng trên mặt âm trầm màu sắc xảo túng tức thệ nhìn lướt qua dưới đất, hắn này còn không có bỏ dậy phế vật bảo tiêu thủ hạ. Chợt ngay tức khắc lộ ra một tia tự nhận là thân sĩ. Tràn đầy nam tính mị lực dáng tươi cười, thâm tình nhìn ảnh tiên vũ, cả tiếng thông báo nói còn nhớ rõ đêm hôm đó sao. Chúng ta bước chậm ở trên bờ cát, ta nói muốn cho ngươi làm bạn gái của ta, cả đời này đều biết nhận chân chân toàn thân âu yếm hộ ngươi, có thể khi đó ngươi cũng không trả lời ta rất uể oải, nhưng ta cũng không có buông tha. Nói đến đây, hắn cư nhiên làm trò trước mắt bao người quỳ một chân trên đất, một bên cầm một quả trang bị cực đại nhẫn kim cương hộp. Một bên thâm tình chân thành mở miệng nói Venus, hôm nay đã là chúng ta quen biết một tháng cuộc sống. Ta rất yêu ngươi, tin tưởng ngươi cũng có thể cảm thụ được ta đối với ngươi ý nghĩ yêu thương, vì vậy, đáp ứng ta đi, trở thành bạn gái của ta giải tán y đức ở đây hướng về phía trước đế thể, ta sẽ dùng ta cả đời thời gian đến quý trọng ngươi. Nguyên lai người này là giải tán y đức, đến từ Anh quốc thủ đô London một cái quyền thế cực kỳ lớn gia tộc cổ xưa. Hầu như hàng năm 10. Tháng 11 hắn đều sẽ buông xuống trong tay sự tình, tới đây ship tư nhân biệt thự nghỉ ngơi một đoạn thời gian, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà đang ở hắn một tháng trước đi tới nơi này ship kéo nạp thẻ phi trường quốc tế lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện ảnh tiên vũ cái này trong mắt hắn kinh vi nữ thần tồn tại, Nga tương đương thượng đế, hắn giải tán y đức phát thệ, đây tuyệt đối là hắn đời này đã gặp qua xinh đẹp nhất đông phương nữ hài, không có một trong, quả thực chính là nữ thần. Vì vậy hắn thoáng cái tự động tâm, tiến lên đến gần.
Thế mà đối phương lại căn bản không cùng hắn nói một câu, cũng hoàn toàn không có phản ứng hắn, điều này làm cho hắn uể oải không ngớt. Thế nhưng hắn lại cũng không có nổi giận, mà là tiếp tục bám giết không buông đi theo, cùng hắn cùng đi Limathor, cùng nhau tiến vào ta ven biển tửu điếm, tốn hao giá cao từ những người khác trong tay mua được tiếp giáp ảnh tiên vũ ở đi vào gian phòng bên cạnh một gian, hơn nữa thậm chí còn 24 tiếng đồng hồ đều đang quan sát hành động của đối phương. Chỉ cần đúng vừa mới ra khỏi cửa, hắn tự cũng ngay tức khắc một tấc cũng không rời đi theo sát ở trong mắt hắn bị coi là nữ thần ảnh tiên vũ bên người. Thế mà đối phương lại vẫn là không có phản ứng hắn, không cùng hắn nói một câu, điều này làm cho hắn có chút uể oải đồng thời, cũng cho rằng ảnh tiên vũ chắc là thân thể có nào đó chỗ thiếu hụt, không thể nói, nếu không làm sao sẽ vẫn không nói chuyện với hắn. Thành ý của hắn đã đủ để đả động bất kỳ kẻ nào. Mà như vậy hắn kiên trì chừng một tháng sau, trong lòng của hắn tự nhiên đã đương nhiên cho rằng ảnh tiên vũ đã thích hắn, đã tiếp thu hắn, đã là hắn giải tán y đức nữ bằng hữu. Đến mức Venus, tắc đúng là hắn thành ý tràn đầy cho ảnh tiên vũ đơn phương định xuống cục cưng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại không giải thích được xuất hiện, nhưng lại dùng như vậy thân mật cử động cùng hắn phật lạc y theo đức nữ bằng hữu, cùng hắn trong lòng nữ thần như vậy thân mật, như vậy tự nhiên nói chuyện với nhau. Hắn giải tán y đức làm sao có thể không tức giận? Tại sao có thể tiếp thu? Hắn cư nhiên có thể nói. Nhưng lại, còn, lẽ nào hắn giải tán y đức là bị làm tên đầu heo đùa bỡn sao? Tuy rằng trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, có thể giải tán y đức lại còn là mạnh mẽ chế trụ bản thân nội tâm lửa giận, ngược lại là thâm tình chân thành, thành ý 10 phần bày ra loại tràng diện này. Loại thủ đoạn này hắn không biết đã dùng qua bao nhiêu lần. Từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, hắn không tin có nữ nhân có thể cự tuyệt như vậy lãng mạn biểu lộ, chớ nói chi là hắn lúc này thổi phồng ở lòng bàn tay nhẫn kim cương, đây chính là hắn đủ hao tốn hơn 1 vạn đồng euro ở miễn thuế tiệm mua, là thế giới danh bài. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thể hiện cái này đòn sát thủ, khẳng định có thể đưa hắn trong lòng nữ thần tâm cho đoạt lại. Tự ra vàng tên, thoạt nhìn tuy rằng tạm được. Có thể trên người hắn thậm chí ngay cả nhất kiện đỉnh cấp xa xỉ phẩm đều tìm không được, làm sao có thể cướp nữ nhân giành được quá hắn giải tán y đức, thực sự là quá ngây thơ. Thế mà hắn lời nói này ở trong lòng đều còn chưa nói hết, trên mặt hắn nguyên vốn cả chút tiểu đắc ý sắc mặt, cùng với khuôn mặt anh Tuấn liền thoáng cái cứng lại rồi. Nhân, bởi vì ảnh tiên vũ thậm chí ngay cả xem đều không liếc hắn một cái, liền trực tiếp hướng về bên cạnh Trần Phi nhỏ giọng nói rằng chúng ta đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn đang lúc mọi người vô cùng kinh ngạc, ánh mắt cổ quái trong sắc mặt bình thản hướng bãi đỗ xe đi đến. Cái này, nhất thời không ít người cũng không nhìn được kinh hô lên, không nghĩ tới ảnh tiên vũ cư nhiên sẽ cự tuyệt như vậy lãng mạn, nhưng lại tràn đầy thành ý thông báo. Đây quả thực thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Áy náy ngoại về ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng biết đó cũng không phải cái gì không chuyện có thể xảy ra. Dù sao Đông Phương tiểu cô nương lớn lên thật sao đẹp, như thế hoàn mỹ, khẳng định không thiếu hụt người theo đuổi, vì vậy. Nhất thời không ít người đều vẻ mặt cười xấu xa, đáng tiếc hướng vậy còn quỳ một chân xuống đất giải tán y đức nhìn lại, nhãn thần như đao vậy sắc bén. Nga tương đương thượng đế, người anh em này thực sự là quá đáng thương, nhân gia căn bản sẽ không muốn để ý đến hắn, ha ha ha. Ta, thao ta mụ, cái này thối lẳng lơ, tiện nữ nhân. Lại dám không nhìn ta giải tán y đức. Mà quỳ một chân xuống đất giải tán y đức rất hiển nhiên mắt choáng váng, sau đó sắc mặt đen rối tinh rối mù, nhìn không được sắc mặt âm u tức miệng mắng to. Bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia tiện nữ nhân, cái kia thối lẳng lơ, rõ ràng đều đã bị hắn giải tán y đức coi trọng, rõ ràng hắn đều như vậy lãng mạn, như vậy có thành ý cùng hắn tỏ tình, có thể người sau lại cư nhiên như vậy không biết liêm sỉ, tùy tùy tiện tiện cùng cái dã nam nhân liền đi. Đưa hắn giải tán y đức cho không nhìn. Như vậy cũng tốt giống như một cái thật to chủy ba tử hung hăng phiến ở tại trên mặt của hắn, làm hắn run run mặt ra có dũng khí đau rát. Chớ nói chi là chu vi này xem náo nhiệt vương bát đản ánh mắt, rất tốt giống như bị nhằm vào đâm vậy, thật sâu ghim khi hắn đều trong thịt, làm hắn cả khuôn mặt đều cảm giác bị nhục nhã đến phồng đến đỏ bừng, khó có thể bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này, Phật Lạc y theo đức cảm giác mình cỡ nào giống như cái vở hài kịch. Thương cảm buồn cười còn có hoạt kê. Bạn thân, chúng ta có thể tâm sự sao? Có thể nhưng vào lúc này, lại có một cao to bạch nhân đi tới hạ giọng nhỏ giọng nói rằng.
Hơn nữa người này lại còn không là người khác, chính là trước ở trên phi cơ đã đánh mất mặt to, vẫn còn sau chết cuốn lấy khó khăn đánh đi theo Khoa La Na bên người người anh La Tân. Chỉ là người này không phải mới vừa theo Khoa La Na cùng đi sao? Làm sao sẽ bây giờ còn xuất hiện ở đây? Lan, ngươi hắn ma là muốn đến xem ta trò cười. Ngươi cho là ngươi ở đây ta giải tán y đức trước mặt coi là cái gì? Cho ta đem hắn ra bên ngoài. Hiển nhiên lúc này La Tân đột nhiên bắt chuyện, đúng chính bội cảm nhục nhã Phật Lạc Y theo đức mà nói, không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà là hỏa thượng thiêm du. Bởi vì hắn cho rằng người này hoàn toàn chính là đến xem hắn trò cười, thật hắn ma muốn chết. Phật Lạc Y theo đức nhịn không được chửi ầm lên lên, thậm chí chỉ huy thủ hạ sau lưng bảo tiêu, muốn đem cái này không có mắt tên ra bên ngoài. Từ trước mặt hắn tiêu thất. Nhất thời giải tán y đức phía sau có mấy người người mặc tây trang đen, cơ thể phình bảo tiêu tựu đứng dậy, sắc mặt sẳng giọng hướng về La Tân vây đi. Nga tương đương không, bạn thân, ta nghĩ người lý giải sai ý tứ của ta, xin ngươi tin tưởng ta không phải là tới thăm ngươi trò cười. Bởi vì ta cùng ghê tởm vương bát đản cũng có thù. Thấy tình cảnh này La Tân sắc mặt nhất thời hoảng hốt, vội vã lớn tiếng nói. Vân vân chờ đã. Một nghe đến đó, giải tán y đức lúc này mới sắc mặt sửng sốt, sau đó sắc mặt âm trầm phất tay ngăn trở dưới tay hắn bảo tiêu hành vi, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm La Tân, chậm rãi nói vậy ngươi bây giờ tìm đến trên ta, là có ý đồ gì? Giải tán y đức, ta vừa rồi ở một bên nghe được tên của ngươi. Ta nghĩ ta có thể xưng hô như vậy ngươi đi. Không nói gạt ngươi, ta vừa rồi ở trên phi cơ cũng bị da vàng con khỉ nhục nhã cùng trêu đùa, vì vậy ta nghĩ ta có thể lý giải ngươi bây giờ cảm thụ. Chỉ là, lẽ nào chúng ta cứ tính như thế sao? Nghe được giải tán y đức chất vấn, La Tân hung hăng cắn răng, trong mắt bỗng nhiên toát ra ra hừng hực thiêu đốt lửa giận, thật giống như lần thứ hai hồi tưởng lại trước ở trên phi cơ, làm hắn suốt đời khó quên nhục nhã một màn. Nhịn không được sắc mặt một tranh, con người lấp lánh phẫn nộ cùng ghen tị nói. Mà ở nhìn thấy La Tân trên mặt loại trình độ đó vặn vẹo, giải tán y đức cũng có chút tin tưởng đối phương theo như lời nói. Chợt chỉ thấy hắn con người lóe lên, thanh âm trầm giọng nói, ngươi là người Anh. Không sai, ta là người Anh, đến từ Luân Đôn. Ta biết ngươi cũng là, nghe vậy La Tân ngay tức khắc gật đầu nói. Nói xong cũng thấy hắn cắn răng. Trong mắt lộ ra lau một cái âm ngoan nói chúng ta đều là một quốc gia người, vì vậy, cũng xin ngươi tin tưởng thành ý của ta. Trên thực tế chúng ta bây giờ đều có cùng chung một địch nhân, không phải sao? Chính là một cái người Đông Phương, lại dám ở chúng ta vĩ đại đại đế quốc Anh nhân dân trên đầu dương oai, hắn có tư cách này sao? Ngươi muốn thế nào? Giải tán y đức cư nhiên từ La Tân dữ tợn trong lời nói nghe được một tia sát ý, không khỏi biến sắc, thấp giọng hỏi. Vừa nói. Hắn một bên ý bảo thủ hạ bảo tiêu đưa bọn họ vây quanh, đừng làm cho những người khác nghe được bọn họ nói chuyện với nhau nội dung. Ta muốn giết hắn. La Tân cắn răng, đôi tròng mắt kia bất ngờ đã hiện ra lau một cái dữ tợn sát ý. Vừa nghĩ tới trên phi cơ một màn kia, trong lòng của hắn tựu như cùng bị đao chặt vậy. Bởi vì chân thực thật mất thể diện, nhưng hắn không có biện pháp tiếp thu. Hơn nữa ngày hôm nay một màn này nếu phát sinh ở Anh Quốc, phát sinh ở Luân Đôn. Gia vàng hầu tử dám đối với hắn làm ra loại sự tình này mà sao? Nếu là dám, hắn La Tân hướng về phía trước đế thề, tuyệt đối sẽ làm cho chết tiệt vương bát đản không thấy được đêm nay ánh trăng. Rất hiển nhiên người này cũng không phải cái gì hiền lành, mà là đang Anh quốc Luân Đôn, hắc hội, là mafia thành viên gia tộc. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nâng lên hai mắt, nhìn sắc mặt hơi có chút biến hóa Phật Lạc Y theo đức nói rằng giải tán y đức, ta biết ngươi khẳng định cũng không phải cái gì người thường. Nếu không phía sau không có khả năng theo nhiều như vậy bảo tiêu. Lấy thân phận của ngươi, lẽ nào cam tâm bị người Đông Phương nhục nhã sao? Có thể đừng nói cho ta, ngươi không tốn tiền đã làm chuyện như vậy. Thanh âm của hắn trong lộ ra một tia âm trầm. Ngươi là một cái người có thân phận, có thể không nên bị như vậy một thân phận đê tiện người Đông Phương nhục nhã, ta cũng giống vậy. Ta nghĩ cho hắn biết gan dám đắc tội chúng ta đại đế quốc Anh nhân dân hậu quả cùng hạ tràng. Lẽ nào ngươi nguyện ý như vậy bị nhục nhã mà không phản kích? Đương nhiên không muốn. Nghe vậy giải tán y đức trong con ngươi chợt lướt qua một tia âm ngoan quang mang, chậm rãi mở miệng nói được rồi, ta thừa nhận ngươi đã thành công thuyết phục ta. Tên khốn kiếp kia lại dám theo ta giải tán y đức cướp nữ nhân, thực sự là hắn tự cho là. Nói đi, kế hoạch của ngươi là cái gì, muốn làm gì?
gặp giải tán y đức rốt cục hạ quyết tâm, La Tần trong ánh mắt nhất thời giấy lên vẻ hưng phấn. Hắn vẻn vẹn chỉ là cái thông thường mafia tiểu đầu mục, trong tay có thế lực cùng năng lượng khẳng định không sánh bằng Phật Lạc Y theo đức loại này, có thể bên cạnh theo theo 7-8 người cao mã đại bảo tiêu, vừa nhìn cũng biết là lai lịch không nhỏ tên. Vì vậy nếu là có thể đem đối phương kéo xuống, vậy hắn kế hoạch trả thù khẳng định tự hoàn mỹ. Ta có thể liên lạc với nước Nga Viễn Đông giúp người, tin tưởng Phật Lạc Y theo đức người hẳn nghe nói qua bọn họ đi. Chỉ phải trả tiền, bọn họ cái gì đều chịu làm, cũng cái gì cũng dám làm. Bất quá bọn hắn mỗi một lần xuất nhiệm vụ, ít nhất cần tiền thuê đều là 5 vạn Âu, ta không nhiều tiền như vậy, vì vậy ý của ta là, chúng ta cũng không thể được một người phân nửa. Hắn nói theo. Vừa nói, một bên ánh mắt của hắn có chút lóe ra. Bởi vì hắn cũng không phải thực sự không nhiều tiền như vậy, mà là luyến tiếc, dù sao đây chính là đủ 5 vạn Âu a. Mặc dù đối với hắn như vậy một cái mafia tiểu đầu mục mà nói, cũng là một khoản không nhỏ chữ số, vì vậy hắn càng muốn tìm người gánh vác một chút. Như vậy đối với mọi người đều tốt. Người có thể liên lạc với Viễn Đông giúp người. Nghe vậy Phật Lạc Y theo đức sắc mặt kinh ngạc một chút, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể liên lạc với cái loại này nước Nga tổ chức dưới đất. Trách không được dám giết người. Ở Âu Châu, ngoại trừ giống như màu đỏ tươi răng cái loại này đỉnh cấp, thế giới cấp tổ chức sát thủ ở ngoài, cái khác nổi danh có họ, có thể gọi đi ra tên, kỳ thực cũng tự mấy cái như vậy. Nước Nga Viễn Đông giúp chính là một cái trong số đó, chính là nước Nga tiếng tăm lừng lẫy thế lực dưới đất, đối với này, hắn Phật Lạc Y theo đức đương nhiên sẽ không xa lạ. Chỉ là đám kia lão mao tử miệng hình như có chút không quá bền chắc, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Ta có thể với ngươi một người phân nửa, bất quá, Viễn Đông giúp đám người kia danh tiếng luôn luôn không tốt lắm, hãy tìm người ý đi. Ta có thể đem Italia huyết nhận phương thức liên lạc cho ngươi, 5 vạn Âu hoàn toàn vậy là đủ rồi, người phụ trách liên hệ bọn họ, thế nào? Nghĩ đến đây hắn mở miệng như thế nói rằng, Italia huyết nhận, tốt, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta gánh vác tiền thù lao, những chuyện khác ta sẽ toàn bộ xử lý đáo vị. Nghe vậy La Tân hưng phấn nói, Italia là mafia chính thống sinh ra, vì vậy tương giác xa đông bang những tên kia, hắn quả thực càng muốn tin tưởng huyết nhận. Mà trước hắn sở dĩ sẽ chọn người trước, đây chỉ là đơn thuần bởi vì hắn không liên lạc được người sau mà thôi. Hôm nay có lựa chọn tốt hơn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đang lúc bọn hắn bên này đã sao định hạ lai, chuẩn bị đi tìm Italia huyết nhận sát thủ, treo giải thưởng Trần Phi đầu lúc, bên kia, Trần Phi đã cùng ảnh tiên vũ đi tới bãi đỗ xe, đi tới một chiếc màu xanh da trời pó 911 trước mặt. Hơn nữa ngay thần bay hơi có chút ánh mắt kinh ngạc trong, ảnh tiên vũ cư nhiên trực tiếp mở cửa, ngồi xuống. Đây là ngươi xe, Trần Phi một bên ngồi vào đi chỗ ngồi kế tài xế, một bên hiếu kỳ nói. Ừ, mấy ngày hôm trước mua, ta ở bên cạnh thi hộ chiếu. Nghe vậy ảnh tiên vũ bình thản mở miệng nói rằng, hắn đủ ở bên cạnh đợi một tháng, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày nhàn rỗi, vì vậy ở ship tìm một nhà giá giáo học tập lái xe, cũng rất nhanh cầm hộ chiếu. Dù sao hắn và Trần Phi là cùng loại người, ngũ giác, thân thể phản ứng không biết muốn so với người bình thường cường ra gấp bao nhiêu lần, vì vậy cái này học tập lái xe, đối với nàng mà nói tựa như học tập ăn uống nước đơn giản như vậy. Hơn nữa một điểm tiền, của nàng hộ chiếu liền rất dễ cũng rất nhanh xuống. Không cần giống như dưới tình huống bình thường chờ lâu như vậy. Đến mức tiền, vậy cổ vũ giả cũng không thiếu tiền. Chớ nói chi là phía sau nàng còn là đứng thanh khâu cái loại này quái vật lớn, liền càng không thể nào thiếu tiền dùng. Được rồi, ngươi vừa rồi thế nào bất hòa tên kia nói. Nghe vậy Trần Phi mới chợt hiểu ra, sau đó lại có chút ngạc nhiên nói. Từ đầu tới đuôi nha đầu kia đều không cùng tóc quan nam tử tóc vàng nói một câu, hơn nữa tên kia ngay từ đầu còn nói như vậy. Chẳng lẽ nửa tháng này, nàng đều không cùng hắn nói câu nào. Ta không thích cùng không thích người nói. Có thể tiếp ảnh tiên vũ lại cư nhiên nói như vậy. Ngạch! Nghe vậy Trần Phi triệt để ngẩn người, mắt có chút mở lớn, sau đó trong con người rốt cục toát ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt vẻ. Được rồi, hắn thừa nhận, lý do này hắn vẫn thật hài lòng. Sau đó ảnh tiên vũ vậy chiếc màu xanh da trời pó 911 liền từ kéo nạp thẻ phi trường quốc tế bãi đỗ xe gào thét chạy như bay đi ra ngoài, hướng về Lima Tho chỗ ở ship bờ phía nam lái xe. Hiển nhiên, ảnh tiên vũ là ở tại Lima Tho. Cùng lúc đó, Italia Brescia tộc,
kỳ thuộc hạ tổ chức sát thủ huyết nhận trong, đang có như vậy một màn bắt đầu trình diễn phát sinh. Kim sĩ bỗng nhiên thẻ tát là La Mã đầu đường ta nổi danh club phục vụ viên, ở rất nhiều người trong mắt đó cũng không phải một phần cầm xuất thủ công tác, tiền lương cũng rất ít, có thể kim sĩ bỗng nhiên lại đối với mình phần này chức nghiệp rất hài lòng. Còn có chỗ nào có thể so sánh cái này club mỹ nữ càng nhiều. Bạch bạch nộn nộn bắp đùi, cao vót hồn viên hai ngọn núi, đẫy đà cái mông cùng với quần áo phiến sợi hoàn toàn có thể trở thành là tình quy nội y nhìn làm phát hỏa trang phục. Nga tương đương thượng đế, đây mới là thiên đường, loại cảm giác này chân thực quá sung sướng. Thế mà, cùng rất nhiều người không đồng dạng như vậy vâng, hắn, kim sĩ bỗng nhiên có một rất đặc thù mê. Đó chính là hắn kỳ thực cũng không quá thích chơi, mà là thích xem. Không sai, hắn rất thích giống như vậy núp ở góc nhãn thần nhìn này trong sàn nhảy lẳng lơ, dùng nóng bỏng nhãn thần quét mắt các nàng trên người lõa lộ ra ngoài da thịt, mê người khe rãnh, đùi thon dài. Biết này lẳng lơ hướng hắn đưa đến ánh mắt chán ghét, hắn mới có thể cười hắc hắc, lưu luyến lấy ra ánh mắt của mình, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm kế tiếp cảm giác hứng thú mục tiêu. Có thể, hắn thật sự có một ít thay đổi tai đi. Bất quá cái này hình như cũng tốt vô cùng, không phải sao? Kim sĩ bỗng nhiên tuét miệng cười nói. Ông, có thể nhưng vào lúc này, hắn đặt ở y phục bao nội điện thoại di động lại đột nhiên chấn động một cái, điều này làm cho hắn hơi biến sắc đồng thời, ngay tức khắc cấp tốc từ túi quần trong móc ra một cái đen như mực hộp, phía trên các đồng hồ đo bất ngờ có một thanh nhuốm máu chủy thủ icon. Lại tới nhiệm vụ sao? Nga, bảo bối các, xem ra ta rời đi trước một trận. Thực sự là đáng tiếc a. Nhìn trên các đồng hồ đo nhuốm máu chủy thủ icon, kim sĩ bỗng nhiên cư nhiên nhất phương thái độ bình thường có chút thay đổi tai lè lưỡi L.I.O.T.A. môi một cái, thật giống như trong cơ thể hắn có thần bí gì gì đó bị tỉnh lại vậy, máu trở nên có chút nóng bỏng, biểu tình kia cũng để cho chung quanh đồng sự thấy ngay tức khắc cảm giác trong lòng không gì sánh được khó chịu, sấm nhân. Nga, kim sĩ bỗng nhiên người này vẫn còn cái này lề mề cái gì? Không phát hiện có một bàn khách nhân đã đi rồi chưa, còn không mau nhanh đi qua cho ta thu thập. Ngươi nếu lại như thế ma thẳng thẳng, đừng trách ta cho ngươi lấy không được tiền lương tháng này. Cả người ải thể mập mập mạp hùng hùng hổ hổ đi tới. Đây là nhà này club lão bản, hắn tựa hồ đã sớm xem kim sĩ bỗng nhiên không vừa mắt, thường xuyên tìm hắn phiền phức, trừ tiền lương. Phanh! Đã có thể sau đó một khắc, một đạo hắc ảnh lại chuẩn xác không có lầm. Thế lớn lực trầm một cước hung hăng đá vào hắn thật cao đột xuất bụng bia trên, trực tiếp đem đạp bay ra ngoài. Đưa tới club bên trong một trận gây rối cùng thét chói tai. Này, mập mạp chết bầm, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, vì vậy hiện tại rất vinh hạnh thông chi ngươi, ngươi bị lão tử cuốn gói, ha ha ha. Chỉ thấy kim sĩ bỗng nhiên trực tiếp đem trên người phục vụ viên y phục kéo nát vụn, vứt xuống một bên, lộ ra bên trong không gì sánh được cứng rắn ngăm đen cơ thể. Khiến không ít lắp bên trong tịch mịch thiếu phụ mắt đều nhìn thẳng. Nga tương đương thượng đế, ngươi nhượng ta nhìn thấy gì? Vậy thì thật là quá hoàn mỹ, cơ thể quả thực dường như cây thuốc phiện vậy điên cuồng trêu chọc các nàng nội tâm, làm bọn hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng lúc này, kim sĩ bỗng nhiên cũng đã ly khai căn này club, đồng thời trong thời gian cực ngắn đi hướng một cái hắn bình thường căn bản cũng không sẽ đi địa phương. Một gian hoang phế nhà xưởng. Tại nơi hoang phế nhà xưởng trong, hắn cư nhiên tiến nhập một gian tầng hầm ngầm, đồng thời cấp tốc đi qua nào đó công nghệ cao dụng cụ tiếp thu được về nhiệm vụ lần này tin tức. Nga, không sai, hắn đích xác còn có một cái khác gặp không riêng thân phận. Đó chính là hắn kim sĩ bỗng nhiên, là một gã sát thủ. Một gã Italia theo danh sát thủ tập đoàn huyết nhận cấp 4 sao sát thủ. Huyết nhận sát thủ cộng phân vi 5 cái đẳng cấp, từ 1 sao cấp đến cấp 5 sao, thực lực từ yếu đến cường lần lượt tăng lên. Mặt khác cùng những tổ chức sát thủ khác hơi có chút khác biệt vâng, mỗi một vị huyết nhận sát thủ, ở bên trong tổ chức bộ, đều sẽ có một vị phụ trách liên hệ bọn họ người đại diện, tổng quản nhiệm vụ phát ra, cùng với triều thành. Mà hắn kim sĩ bỗng nhiên làm mấy năm gần đây bên trong tổ chức lấy tốc độ nhanh nhất vào tới cấp 4 sao minh tinh sát thủ, tự nhiên bị thụ hắn người đại diện tin cậy. Đồng thời triều thành đếm rất thấp, cũng coi là thấp nhất tài nghệ. Không biết mục tiêu lần này thì là ai ni, tới tay 300 vạn đồng euro, đây chẳng phải là cố chủ cầm hơn 600 vạn đi ra. Thật đúng là bỏ được a, cũng không biết có cái gì thâm cửu đại,
Kim sĩ bỗng nhiên một bên nhàn nhã rót một chén cây cà phê, một bên tiện tay đem đã in mục tiêu tư liệu cầm lên nhìn một chút. Đã có thể sau đó một khắc, giữa lúc hắn ánh mắt quét đến trong tài liệu lúc, hắn hai cái tay nhất thời nhìn không được mạnh run lên, răng rắc một tiếng, chén cà phê rơi trên mặt đất, cái chén rơi nát bấy. Mà nóng, mới phao tốt cây cà phê đều văng đến hắn chính mang dép chân trên, hắn nhưng thật giống như không hề hay biết vậy, chỉ có một tên là run cùng tâm tình sợ hãi. Dường như thiêu đốt ngô đồng hoa vậy, khi hắn xanh đen trên mặt từ từ thích thả. Cái này, đây không phải là... Kim sĩ bỗng nhiên cư nhiên thần sắc sợ hãi nhìn đã rơi xuống đất, tài liệu kia trên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười người Đông Phương ảnh chụp, cả người đều không kiềm hãm được run rẩy. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trước hắn ở đi đã qua tổ chức cao hơn tầng tồn tại Brett gia tộc cổ bảo ngoại, tại nơi chờ một vị bên trong tổ chức đại nhân vật lúc. Từng tận mắt đến một vị đính thiên, cũng liền hơn 20 tuổi Đông Phương thanh niên nhân, cư nhiên ở vĩ đại mà lại cao quý chính là bố kéo thêm đức gia tộc đại quản gia, Tây Lợi Á đại nhân khiêm tốn cùng đi, ở cổ bảo nội nhàn nhã tản ra bộ. Thậm chí làm vị trẻ tuổi kia tựa hồ hình như phát hiện hắn nhìn lén ánh mắt, nghiêng đầu đến, cùng hắn cười đối diện lúc. Trương mang theo nhàn nhạt nụ cười người Đông Phương khuôn mặt, tựa như cùng hình xăm vậy, hung hăng khắc ở trong lòng của hắn. Từ ngày đó sau hắn cũng nữa không dám quên. Nói đùa, hắn lại không ngốc, đương nhiên rất rõ ràng, ngay cả đường đường Tây Lợi Á đại nhân, đều chỉ có thể như vậy khiêm tốn cùng đối phương ở cổ bảo nội nhàn nhã đi chơi tản bộ, vậy vị chính mình người Đông Phương mặt tuổi nhỏ người, tất nhiên địa vị thiên đại. Dù sao đây chính là vĩ đại mà lại cao quý chính là Brett gia tộc đại quản gia, Tây Lợi Á đại nhân A, có thể để cho thứ đại nhân vật này cũng như cái này khiêm tốn tự mình cùng tản bộ. Tại đây Italia, có thể có mấy người. Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên nhìn thấy gì? Thấy bọn họ tổ chức lại dám nhận loại nhiệm vụ này, nhượng hắn đi lấy người của đối phương đầu. Nga tương đương thượng đế, ngươi là ở đùa ta chơi sao? Trong lòng kêu khổ một tiếng, kim sĩ bỗng nhiên ngay tức khắc lấy ra chiếc đen nhánh kia cái hộp nhỏ, ở phía trên thâu nhập mấy cái ký hiệu cùng với chữ số sau, nhất thời chợt nghe đến tích một tiếng. Một đạo có chút trầm thấp máy móc thanh ngay tức khắc vang lên Nga, kim sĩ bỗng nhiên, tìm ta có chuyện gì mà. Ngươi thấy ta cho ngươi phát tài liệu sao, đây chính là bút đại buôn bán, giết người nọ ngươi có thể bắt được 300. Đại buôn bán cái rắm, ngươi cái này chết tiệt vương bát đản là muốn hại chết ta. Bây giờ lập tức cho ta chuyển được nhiều luân nhiều hầu tước, nhanh, ta không thời gian với ngươi nhiều lời, nếu không hai chúng ta cũng phải đi gặp thượng đế. Có thể kim sĩ bỗng nhiên lại ngay tức khắc thô bạo đem cắt đứt, miệng đầy thô tục lớn tiếng nói. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Xin lỗi, kim sĩ bỗng nhiên, ta hình như nghe không hiểu ngươi lời này ý, hơn nữa lấy ngươi quyền hạn, là không có cách nào trực tiếp cùng nhiều luân nhiều hầu tước đại nhân trò chuyện. Bên kia sửng sốt nửa ngày, mới chậm rãi nói. Có thể kim sĩ bỗng nhiên lại tựa hồ như không muốn cùng hắn lại nói nhảm nhiều như vậy, giọng nói lo lắng mở miệng nói cơ lan. Ta khuyên ngươi bây giờ ngay tức khắc đem cái gì chết tiệt quyền hạn đã quên, nếu là ngươi, không muốn mạc danh kỳ diệu đầu chăn bắn ra mặc nói. Nhanh lên một chút giúp ta chuyển được nhiều luân nhiều hầu tước, ta hiện tại không thời gian cũng không có tâm tình cùng ngươi lời thừa. Hắn lời nói này xong bên kia là thật lâu trầm mặc, thẳng đến làm kim sĩ bỗng nhiên trong lòng kiên trì đều sắp bị mài sạch sẽ lúc, cuối cùng từ cái hộp đen trong chuyển đến tích một tiếng. Chợt có một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, nói là ai? Vĩ đại mà lại tôn kính nhiều luân nhiều hầu tước, người khỏe. Ta là bên trong tổ chức cấp 4 sao sát thủ kim sĩ bỗng nhiên, ta nghĩ ta có một cái phi thường vô cùng nghiêm trọng chuyện tình, cần hướng về phía trước báo cho ngài, ta nghĩ ngài nhất định sẽ có hứng thú biết đến. Nghe vậy kim sĩ bỗng nhiên trong lòng một cái giật mình, cảm thụ được mạc đại áp lực, nhưng vẫn là ngay sau đó kiên trì mở miệng nói. Cấp 4 sao sát thủ. Có thể nghe nói. Bên kia âm lãnh kia chủ nhân của thanh âm nhưng thật giống như có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong tổ chức cư nhiên sẽ có người dám trái với quy củ, nhượng một cái cấp 4 sao sát thủ vượt quyền cùng hắn nhiều luân nhiều trò chuyện. Bất quá hắn vẫn là không có lập tức cúp điện thoại, chỉ là giọng nói có chút không nhịn được nói đi, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Ta ngày hôm nay nhận được một cái nhiệm vụ mục tiêu là một cái hơn 20 tuổi người Đông Phương. Mà cái kia người Đông Phương... Ta tựa hồ từng ở Brett gia tộc cổ bảo nội gặp qua hắn, lúc đó, Tây Lợi Á đại nhân còn bồi ở bên cạnh hắn.
Nghe vậy Kim Sĩ bỗng nhiên ngay tức khắc nói thật nhanh. T. Mà khi hắn sau khi nói xong, hắn bất ngờ sợ hãi phát hiện, từ cái hộp đen cư nhiên truyền đến nhiều luân nhiều hầu tước đại nhân bỗng nhiên cũng hút lương khí thanh âm. Đồng thời theo sát mà, thanh âm hắn đều có chút run rẩy, nói một cái người đông phương. Hơn 20 tuổi, Tây Lợi Á tiên sinh còn bồi ở bên cạnh hắn. Vừa nói, một đầu khác nhiều luân nhiều hầu tước thậm chí đều đã trên mặt hiện đầy áp đều áp không được sợ hãi vẻ. Bởi vì đi qua Kim Sĩ bỗng nhiên miêu tả, hắn hình như đã biết đối phương nói tới ai. Có thể để cho bọn họ Brett gia tộc đại quản gia, Tây Lợi Á tiên sinh đều cung kính bồi bên người, hơn nữa còn là cái người đông phương, hơn 20 tuổi. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được mạnh cả người run rẩy, bởi vì này một ít miêu tả, duy nhất phù hợp, ngoại trừ đến từ đông phương hoa hạ, vĩ đại mà lại tôn kính Trần tiên sinh, còn có thể là ai? Có người ở bọn họ huyết nhận tuyên bố nhiệm vụ ám sát Trần tiên sinh. Nhiều luân nhiều hầu tước đại nhân, người vẫn còn nghe sao? Cắt đứt sao? Ngay sau đó Kim Sĩ bỗng nhiên tự nhận thấy được thông lời đã bị cắt đứt, điều này làm hắn nhịn không được thở dài một hơi, dù gì nói xem ra cuối cùng cũng nhặt hồi một cái mạng. Hắn không ngốc, tự nhiên rất rõ ràng có thể làm cho nhiều luân nhiều hầu tước đại nhân, vẻn vẹn chỉ là nghe được sự miêu tả của hắn, đi ra hít một hơi khí lạnh, loại trình độ đó. Đến tột cùng là đáng sợ dường nào đại nhân vật mới có thể làm được a? May là... Phanh! Ngươi nói cái gì? Có người muốn giết Trần, hơn nữa còn là ở huyết nhận dưới nhiệm vụ. Brett bên trong gia tộc, ta nhà cao tầng bên trong phòng họp, lão Brett vừa lấy được từ phía dưới truyền tới tin tức, liền ngay tức khắc biến sắc, một cái tát trực tiếp đem trước mặt bàn đều chụp nát. Nói đùa, ám sát Trần. Trước dám ám sát Trần tổ chức sát thủ. Hiện tại đều đã cặn bã cũng không thừa một chút. Nga, tôn kính lão Brett, có chuyện gì mà sao? Ta hiện tại đã ly khai Italia, đang ở ship bên này. Ship Lima Thota ven biển tửu điếm, Trần Phi một người ở bên trong phòng nhận được lão Brett nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, dưới tình huống bình thường, nếu là không có gì chuyện trọng đại, đối phương cũng sẽ không đơn giản liên hệ hắn mới là. Nga, Trần. Ta nghĩ ta bên này có cái tin tức cần phải báo cho đến ngươi. Có một cái tên là Ngô Tiểu Quân người Hoa, còn có một cái là La Tân người Anh, ở chúng ta Brett gia tộc thuộc hạ tổ chức sát thủ ủy thác nhiệm vụ muốn giết ngươi. Không biết ngươi có biết hay không hai người này, có gì cần chúng ta giúp một tay sao? Bên đầu điện thoại kia lão Brett lập tức nói. Vừa nói, hắn kỳ thực trong lòng còn có chút tình hình cùng nghĩ mà sợ, bởi vì có quan hệ vì vậy Trần Phi chuyện tình. Hắn căn bản tựu đã quên hướng người phía dưới nhắc tới, hơn nữa hắn cũng căn bản không nghĩ tới lại có người thật dám hạ nhiệm vụ ám sát Trần Phi. Vì vậy lần này quả thực tựu là vận khí tốt, đụng tới gia tộc bọn họ phía dưới tên sát thủ kia tổ chức sát thủ, vừa vặn tại bọn hắn Brett gia tộc cổ bảo nội gặp qua Trần, lúc này mới tránh khỏi đến tiếp sau bi kịch phát sinh. Dù sao tiểu tử kia liên màu đỏ tươi răng đều có thể trực tiếp ném đi, nếu là lần này lại bị ám sát, không chừng sẽ thế nào dở mặt. Đến lúc đó sợ rằng nói cái gì đều không dùng. Vì vậy thực sự là may là may là lần này vận khí không tệ, nếu không phiền phức tựu lớn. Ngô Tiểu Quân. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người. La Tân tên này, hắn đương nhiên còn nhớ rõ, chính là trên phi cơ đại xuất một lần danh tiếng cao to bạch nhân, chỉ là Ngô Tiểu Quân tên này, hắn hình như thật chưa từng nghe qua. Hắn lúc nào lại được tội như thế một người? Không ấn tượng Nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được có chút bất đắc dĩ khấu trừ trừ đầu, lẩm bẩm ta lớn lên có như thế bị người oán hận sao? Không phải là không cẩn thận nói ra người bí mật nhỏ sao, đến mức ác như vậy, còn tìm sát thủ ám sát ta. Vừa nói, Trần Phi trong con ngươi đen nhánh mặt có lau một cái sát khí chợt lóe lên. Mặc kệ nói như thế nào, tìm sát thủ tới giết hắn, điều này tựa hồ có chút qua. Tuy nói hắn cũng không phải một cái người tàn nhẫn. Cũng không phải cái đắc thế không buông tha người người, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn có thể cho phép có người như thế không chút kiêng kỵ, thuê sát thủ đến ám sát hắn. Mà dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng giơ cao đánh khẽ, quyền đương cái gì đều không phát sinh qua. Người anh làm phiền các ngươi giúp ta xử lý một chút đi. Nga, được rồi, ở nhường hắn triệt để câm miệng trước, tốt nhất có thể trước điều tra, xem tên kia có đúng hay không có cái gì đồng bọn. Nghĩ như vậy. Trần Phi theo sát mà như có điều suy nghĩ chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì hắn còn giống như nhớ kỹ, trước ở ban ngày thời gian,
cao to bạch nhân La Tân tựa hồ khi hắn cùng ảnh tiên vũ sau khi rời khỏi, tiến lên trước đi, cùng giải tán y đức khuấy hợp ở tại cùng nhau. Ta hiểu được, Trần, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, chúng ta Brett gia tộc rất am hiểu làm loại sự tình này mà. Mà đang nghe Trần Phi nói, lão Brett không ngoài sở liệu nở nụ cười, âm trầm nói. Hắn chân thực quá rõ Trần Phi lợi hại, ngay cả đao phong xét cái loại này truyền kỳ sát thủ đều thua bởi trên tay hắn. Hôm nay loại này tiểu quái vật mạc danh kỳ diệu cũng bị người treo giải thưởng ám sát, không tức giận mới là lạ, có thể nghĩ, này dám can đảm treo giải thưởng hắn người, có ngày lành quá mới là lạ. Tốt lắm, thực sự là đa tạ, ta cúp điện thoại trước, cảm thụ được trong ống nghe truyền tới âm trầm tiếng cười, Trần Phi không thể đưa không lắc đầu, cúp điện thoại. Ngô Tiểu Quân, người Hoa. Cúp điện thoại sau, Trần Phi ánh mắt chậm rãi quét về phía đối diện mặt mình trong gương trên người, không khỏi trong con ngươi hơi lướt qua một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Hắn cũng không nhớ rõ bản thân trong ấn tượng hiểu được tội một người như vậy, hơn nữa cái họ này thì với hắn mà nói cũng rất xa lạ. Cũng mặc kệ nói như thế nào, đối phương cư nhiên sẽ treo giải thưởng muốn đầu của hắn, vậy khẳng định chính là của hắn địch nhân không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, có một cái tin nhắn ngắn vào được, nội dung là một cái hòm thư tài khoản cùng mật mã. Gửi thư tín người chính là lão Brett. Trần Phi lập tức dùng bên trong căn phòng máy vi tính lên đất liền đi tới, phát hiện bên trong bất ngờ có vài tấm hình, cùng với tên kia Vi Ngô Tiểu Quân tên thô sơ giản lược tin tức. Phương thức liên lạc, hòm thư cái gì? Xem ra ta tìm người cha một chút người này. Trần Phi hơi nỉ non, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Cùng lúc đó, kinh thành, lão từ nhà bên trong tứ hợp viện, Hứa lão thái gia tiểu tôn tử Hứa Tế Chính bồi bạn lão nhân gia ở phía sau viện thừa lương. Có thể nhưng vào lúc này, hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Đây là, gia gia, là Trần tiên sinh cho ta gọi điện thoại tới. Hứa Tế lấy điện thoại di động ra nhìn một chút ngay tức khắc lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới lại là Trần Phi cho hắn đánh tới, lập tức hướng Hứa lão thái gia nói rằng. Trần tiên sinh. Ngươi là nói Trần Phi tiểu tử kia. Nhanh nghe điện thoại, hỏi mau hỏi hắn hiện tại ở đâu, chạy thế nào đi ra ngoài lâu như vậy, một điểm tin tức cũng không có, hãy cùng nhân gian bốc hơi lên vậy. Nghe vậy Hứa lão thái gia ngay tức khắc từ đằng trên ghế gỗ ngồi thẳng người, cấp thiết thúc giục. Phải biết rằng ở đi qua hơn một tháng nội, cái này tứ cửu thành thế nhưng xảy ra một cái thiên đại sự tình. Hắn vốn còn muốn nhượng tiểu tử kia hồi đi xem, dù sao máu mủ tình thâm. Mặc kệ năm đó có cái gì hiểu lầm, cái gì sai, một lần cuối tóm lại cần phải thấy. Nhưng ai biết, hắn cư nhiên trực tiếp liên mọi người không tìm được, gọi điện thoại cho La Viễn Chí, sở nói cho hắn cũng chỉ là tiểu tử kia hiện tại chạy đi Italia, đi tìm cái gì tổ chức sát thủ báo thù. Tối trọng yếu là, bọn họ hiện tại cũng liên lạc không được. Vì vậy lúc này hắn đang nghe tiểu tôn tử nói, tiểu tử kia cư nhiên sẽ đích thân gọi điện thoại tới cho hắn lúc, mới giật mình như thế. Bởi vì hỗn tiểu tử này rốt cuộc biết ló đầu a. Nga, tốt, tốt, này, là Trần tiên sinh sao? Là ta là Hứa Tế, xin hỏi có gì cần ta? Nghe vậy Hứa Tế vội vã chuyển được điện thoại mở miệng nói rằng. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi bên kia cắt đứt. Chỉ thấy Trần Phi mở miệng nói Hứa ca, phiền phức giúp ta sự kiện, có thể hay không giúp ta ở kinh thành tra một người. Nghe vậy Hứa Tế nhất thời có chút lăng lên. Cha một người, cha ai, hắn nhịn không được nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết là ai, bất quá có ảnh chụp cùng một ít thô sơ giản lược tin tức. Người này ở Italia tìm sát thủ ám sát ta, vì vậy ta nghĩ cha một chút, đối phương đến tột cùng là ai. Trần Phi giải thích, ngươi nói cái gì, có người ở Italia tìm sát thủ ám sát ngươi. Nghe vậy Hứa Tế nhịn không được biến sắc, kinh hô thành tiếng. Cái gì, ám sát, điện thoại cho ta. Mà đang nghe bản thân tiểu tôn tử cái này thanh kinh hô, Hứa lão gia tử trong nháy mắt hơi biến sắc mặt thay đổi, trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động hỏi, này, tiểu tử thối, là ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Hứa gia gia. Trần Phi không nghĩ tới Hứa lão thái gia cư nhiên cũng ở bên cạnh, còn giành lấy điện thoại, chợt ngay tức khắc cười giải thích ngài đừng lo lắng, kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Chính là có người tìm được Italia ta tổ chức sát thủ. Bỏ tiền treo giải thưởng đầu của ta, bất quá tổ chức sát thủ đầu lĩnh là bằng hữu của ta, liền đem chuyện này nói cho ta. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút,
lại tiếp tục nói bất quá tên kia hình như là cái người Hoa, tên ta lại rất xa lạ, cho nên muốn xin nhờ Hứa ca giúp ta xem một chút, đối phương đến tột cùng là lai lịch gì. Đến mức ta hiện tại, mới từ Italia ly khai, ở ship du ngoạn. Du ngoạn. Nghe vậy Hứa lão thái gia thần sắc thoáng cổ quái ra mặt tử run lên, lại tiếp tục hỏi trước ngươi chạy đi Italia. Sự tình đều làm xong. Ngài đều biết, đều làm xong, tổ chức sát thủ bị ta cho tận diệt, hiện tại đã không có. Trần Phi nao nao, lại cười nói, lại vừa cười vừa nói. Phải, nếu sự tình đều làm xong, tự sớm một chút hồi đến. Gần nhất phong hơi lớn, phải chú ý một chút. Nghe vậy Hứa lão gia tử hơi dừng lại một chút, sau đó già nua trong con ngươi lướt qua một tia phong mang vẻ, ý có điều chỉ nói. Phong hơi lớn. Nghe vậy Trần Phi nhìn không được ngây ra một lúc, không nghĩ tới lão thái gia lại đột nhiên sẽ cùng hắn đánh loại này bí hiểm. Cái này tứ cửu thành phong, luôn luôn đều rất lớn, vì vậy hắn mới luôn luôn kính nhi viễn chi, bởi vì sợ phiền phức, nhưng bây giờ, lão gia tử biết rất rõ ràng hắn. Lại vẫn là như vậy ý có hàm ý chỉ điểm hắn. Chẳng lẽ, gió này cùng hắn có quan hệ gì phải không? Ta hiểu được, Hứa gia gia, ta sẽ mau chóng hồi đi qua. Hắn nói theo. Tốt lắm, người ta sẽ nhường tiểu tế giúp ngươi cha. Cứ như vậy đi, Hứa lão thái gia theo cúp điện thoại. Gia gia, mà ở nhìn thấy Hứa lão thái gia cúp điện thoại, Hứa tế nhịn không được nghi hoặc. Bởi vì hắn cũng không rõ. Gia gia hắn tại sao muốn cùng Trần Phi nói cái loại này nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy rằng hắn sớm đã thành đã biết, Trần Phi cùng cái này tứ cửu bên trong thành lão Trần gia, tựa hồ có chút quan hệ, có thể càng là loại tình huống này ở lúc này không phải là vượt hẳn là rời xa kinh thành, rời xa trận này vòng xoáy sao. Bởi vì hắn cũng coi là có chút hiểu rõ Trần Phi, tự nhiên có thể đón được, coi như thật để cho kỳ đã biết chân tướng của sự tình. Cũng không có khả năng đúng lão Trần gia có cái gì tốt sắc mặt xem. Dù sao năm đó, hai mẹ con bọn họ thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đuổi ra lão Trần gia, đuổi ra cái này kinh thành A. Trần gia ra cái này việc chuyện, đợi được hơn một tháng sau nhất định sẽ loạn, không biết bao nhiêu người chờ bỏ đá xuống giếng. Nhưng vào lúc này, Hứa lão thái gia lại đột nhiên nằm ở đằng ghế, híp mắt dù gì nói mà dưới tình huống như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm được Trần Phi tiểu tử kia. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng chỉ có tiểu tử kia hiện tại mới có thể nói đụng đến ta, có thể làm cho ta đứng ra bảo hộ bọn họ, kinh sợ bọn đạo trích. Nhưng này dạng, đó không phải là càng không nên nhượng Trần tiên sinh mau chóng trở về nước sao? Nghe thế Hứa tế càng hồ đồ, nhịn không được đặt câu hỏi. Nhưng vấn đề là chuyện này tiểu tử kia đến tột cùng biết được nói a, không có khả năng vẫn nhượng hắn chẳng hay biết gì đi. Có thể nghe nói Hứa lão thái gia lại như vậy mở miệng. Kỳ già nua con ngươi lướt qua một tia nhàn nhạt vẻ phức tạp tiểu tử kia tính cách quá quật, thậm chí có một ít cực đoan, vì vậy ta sợ hắn biết đến vượt chậm, trong lòng oán khí sẽ càng lớn. Đến lúc đó, bọn họ song phương nếu là thật tại đây kinh thành nháo lên, này tại vị, là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cái này, tại đây tứ cửu thành nháo sự, Trần tiên sinh cũng không khả năng to gan như vậy đi. Nghe vậy Hứa tế nhất thời ngẩn người, có chút lắp bắp nói. Phải biết rằng từ cái này nước Cộng Hòa thành lập ngày khởi, cái này tứ cửu thành, cái này kinh thành, chính là bọn họ Mênh Mông Hoa Hạ trọng yếu nhất. Vô luận là năm đó hoành hành một chiếm hắc ác thế lực, hay là này cổ vũ giả vòng tròn nội kiệt ngạo bất tuân cuồng đồ, thậm chí Tây Cương rừng sâu núi thẳm trong, này cùng xa trùng thử nghĩ làm bạn cái gọi là Vu Trung Sư, thậm chí nghe đồn trong một ít người không người quỷ không ra quỷ quái vật, đều chưa bao giờ một cái khô tới đây thủ đô kinh thành nháo sự. Dù sao cái này tứ cửu thành thế nhưng một cái tiêu chí, nếu là xích mích, đó chính là vẽ mặt A. Không có gì không thể nào. Thế mà Hứa lão thái gia nghe vậy lại bĩu môi, thản nhiên nói trên đời này từ không thiếu hụt tên điên cuồng, nhất là giống như tiểu tử kia cái loại này, tuổi quá trẻ. Hơn nữa hắn còn có lý do tránh đáng. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, con này có thể coi là lão Trần gia việc nhà, vì vậy chỉ cần không huyên náo quá lớn, hay là liên lụy đến những người khác nói. Coi như là bọn họ muốn quản, cũng chỉ có thể tiểu trừng đại giới, dù sao tiểu tử kia hay là ta Hứa Đông Điền ân nhân cứu mạng, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật. Nhưng mặc dù nói như vậy, nhưng tư để hạ chờ bỏ đá xuống giếng, muốn cho lão Trần gia kể từ bây giờ vị trí này trên đi xuống người, vẫn không ít. Những tên kia thế nhưng vẫn mắt nhìn chằm chằm,
Vì vậy tiểu tử kia nếu là thật làm ra cái gì không lý trí chuyện tình, tự nhiên không khỏi sẽ gặp phải những tên kia nhằm vào. Vi hơi dừng một chút, lão thái gia lại híp mắt nói. Cái này, ta. Thế mà Hứa Tế lại càng nghe càng hồ đồ, nếu. Vân vân chờ đã, có thể nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên trước mắt sáng ngời, bật thốt lên ta hiểu được. Vì vậy ra ra ngươi muốn cho Trần Tiên Sinh mau chóng trở lại kinh thành, ở 3 tháng kỳ nào Hà Nội đem chuyện này giải quyết. Bởi vì chỉ cần tại đây 3 tháng kỳ Hà Nội, không ai năng động hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng nghe rõ. Nghe vậy Hứa lão thái gia híp mắt cười cười, lại cùng lắc đầu, thở dài nói tiểu tử kia từ nhỏ theo mẫu thân lớn lên, tuy rằng không phải là không chỗ nương tựa, nhưng tóm lại còn là thiếu khuyết một ít gì. Không hưởng thụ qua hoàn chỉnh tình thương của cha tình thương của mẹ, tự tất nhiên sẽ dưỡng thành một điểm cùng thường nhân không đồng dạng như vậy cực đoan tính cách. Hãy cùng ba ngươi vậy. Nghe vậy Hứa Tế lúng túng cười cười, tuy rằng ba hắn tính tình quả thực rất cổ quái, thế nhưng hắn cũng không dám phù hợp, không dám nói a. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không cho hắn mật báo. Ha ha ha. Thấy thế Hứa lão thái gia toét miệng tùy tiện cười nói, lại tiếp tục mở miệng nói cho nên nói, loại phiền toái này chuyện này tốt nhất nhường hắn ở kỳ hạn nội xử lý tốt. Nói cách khác, chỉ sợ ta bộ xương già này lại được nhức đầu. Lão thái gia lúc đầu dưới gối con nối dòng cũng rất ít, cộng thêm Trần Phi hay là hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa tiểu tử kia vô luận là nói hay là tính tình cái gì, cũng còn coi là đúng khẩu vị của hắn, vì vậy dần dần cũng liền sinh ra mấy phần thân cận. Nếu là sự tình thật làm lớn chuyện, đến cuối cùng túi bụi, thậm chí cái này tứ cửu thành đều đã bị một ít liên lụy nói, vậy hắn bộ xương già này, tự nhiên cũng chỉ có thể kiên trì lên. Cũng không thể nhường tiểu tử kia một thân một mình chống không phải là. Gia gia ngài yên tâm đi, ta nghĩ Trần Tiên Sinh là một cái rất năng lực người, coi như chuyện này đối với hắn mà nói có lẽ sẽ có một ít trùng kích, nhưng hắn cũng còn là sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Sẽ không để cho chúng ta lo lắng. Nghe vậy Hứa Tế nhịn không được nói an ủi. Trên thực tế, nếu là loại này đối thoại là phát sinh ở cái khác kinh thành nội đại gia tộc nội, sợ là chúng ta phải hoài nghi hắn giờ phút này lần nói, có đúng hay không có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Dù sao lão thái gia coi trọng như vậy một ngoại nhân, đây chẳng phải là sẽ đưa hắn vị trí cho đoạt. Thế mà Hứa Tế nhưng trong lòng hoàn toàn không nghĩ như vậy, một là bởi vì bọn hắn lão Hứa nhà lúc đầu người lớn cũng không vượt, chi thứ đều không mấy cái, càng đừng nói cái gì dòng chính. Dù thế nào cũng tự chuyện như vậy, có thể có cái gì tốt cướp. Hai là trong lòng của hắn rành mạch từng câu Trần Phi là một người nào, không chỉ có y thuật cao minh, thậm chí ngay cả cổ vũ tu vi cũng cường đến làm người ta giận sôi. Cho nên đối phương căn bản lại không thể có cái loại này tâm tư, thậm chí có nhìn hay không được với cái này cái gọi là quyền thế, thân phận, cũng còn nói không nhất định. Hắn đi mù thao phần này tâm hoàn toàn chính là dư thừa. Hơn nữa trên thực tế, kỳ thực hắn Hứa Tế cũng đúng loại vật này không phải là rất cảm thấy hứng thú. Bằng không, hắn cũng sẽ không chạy đi làm cái gì thầy thuốc. Tiểu tử kia quả thực không đơn giản, ngoại trừ từ những địa phương kia đi ra tên ngoại sao, đời này, ta còn chưa thấy qua người thứ hai khi hắn loại này tuổi, có thể có lần này thành tích người. Phỏng chừng Trần lão đầu hiện tại coi như đi, cũng khẳng định rất hối hận đi. Nếu là Trần gia có thể được hắn, áp quá Tôn gia cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Hứa lão thái gia nhịn không được cảm thán nói. Những địa phương kia, Hứa Tế nghe vậy sửng sốt. Nghe ra ra hắn ý tứ này. Trên đời này còn có cùng Hứa Tiên Sinh cùng một dạng kiệt xuất thiên tài. Cái này, không quá khả năng đi. Là mấy cái thần bí địa phương, ngươi tạm thời còn không dùng biết. Thế mà lão thái gia lại trực tiếp đem đề tài xốc đi qua, mặt khác hỏi, được rồi, tiểu tử kia không phải là cho ngươi giúp đỡ cha cá nhân sao? Nhận được tin tức không? Nhận được phải đi nhận chân chân cha một chút, nếu quyền hạn không đủ, phải đi trung ương cảnh vệ cục tìm ngươi chính thúc thúc. Liền nói là ý của ta, nhường hắn giúp đỡ cha một chút. Trịnh thúc thúc, vâng, ta đã biết, ra ra, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ ngay tức khắc đem hết toàn lực đi làm. Nghe vậy Hứa Tế con ngươi mạnh xẹt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó vội vã mở miệng nói. Phải biết rằng lão thái gia trong miệng cái này trịnh thúc thúc thật không đơn giản, đây chính là trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng. Chính đại quân khu chức vị chính. Hơn nữa năm đó vị kia có thể là theo chân gia gia hắn dưới trướng đã từng đi lính đánh giặc. Hôm nay tại đây tứ cửu bên trong thành tuyệt đối cũng coi là tay cầm quyền to, thân chức vị cao.
là bọn hắn lão Hứa gia phái hệ một viên đại tướng, thậm chí có thể ở này thúc thúc trong vững vàng bài nhập trước ba. Nhưng bây giờ, Trần Phi Trần tiên sinh bên kia chỉ là muốn tra cá nhân, ra ra hắn cư nhiên để hắn đi tìm chính thúc thúc. Đây tột cùng là nặng hơn nhìn, quả thực vừa xem hiểu ngay. Tiểu Tam Nhi, người có đúng hay không nghĩ ra ra quá nhỏ nói thành to. Ít như vậy sự tình, phải đi làm phiền ngươi chính thúc thúc. Mà ở nhìn thấy bản thân tiểu tôn tử trên mặt kinh ngạc, lão thái gia mỉm cười, có chút ý vị thâm trường hỏi. Cái kia, cái này, ra ra, quả thật có chút, ta không minh bạch ngài làm như thế thâm ý, ở đâu. Hứa Tế Khấu trừ trừ đầu, cuối cùng vẫn rất thành thực mở miệng nói. Ngươi a, nghe vậy lão thái gia bất đắc dĩ lắc đầu, nói kỳ thực rất đơn giản, đây là đâu tiểu tử lần đầu tiên tìm ngươi làm việc, có thể làm thật xinh đẹp tóm lại là tốt. Hơn nữa ngươi vừa rồi không nghe được, hắn cho ngươi cha người này, là ở nước ngoài tổ chức sát thủ dưới nhiệm vụ treo giải thưởng đầu hắn, ngươi nghĩ tiểu tử kia có khả năng buông tha người như thế. Vì vậy tốt nhất còn là sớm cho trịnh tiểu tử đề tỉnh đi, tuy rằng còn không rõ ràng lắm chuyện này đến tột cùng về không về trung vệ cục quản, nhưng có ta bộ xương già này tử mặt mũi ở, tổng quản vẫn có thể mặt dày trộn lẫn một chút. Ra ra ngươi là nói, ta hiểu được. Nghe vậy Hứa Tế sửng sốt nửa ngày, cuối cùng cũng trước mắt sáng ngời, minh bạch ra ra hắn làm như thế thâm ý, ở đó. Bởi vì lấy hắn đối xứng bay tính tình hiểu rõ, nếu là có người dám can đảm thuê sát thủ ám sát lời của hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đều khi đó, cái này tứ cửu thành mạc danh kỳ diệu người chết, hơn nữa nếu người nọ thân phận còn không nhất thiết nói, nhất định sẽ kinh động một ít người. Đến lúc đó, thì phiền toái. Tuy rằng ta cũng không quá thích những này cong cong từng đạo, có thể dù sao không có biện pháp. Tiểu tử ngươi về sau không có chuyện gì còn là nhiều suy nghĩ một chút đi, đỡ phải bị người mưu hại, đều còn không biết vì sao. Mà ở nhìn thấy bản thân tiểu tôn tử cuối cùng cũng hiểu mình thâm ý sau, đây cũng vừa nói, một bên nhắm mắt lại nằm sẽ đằng ghế, hưởng thụ ban đêm gió nhẹ thổi lất phất lên. Cái này tứ cửu thành thật lâu không gió nổi lên, cũng không biết lúc này đây, sẽ như thế nào ni. Lão nhân gia ở trong lòng có chút cảm thán độc thoại theo. Nếu còn chưa ngủ nói, có thể hay không theo ta đi phía ngoài bãi cát hóng gió một chút. Bên kia, Ship Lima Tho Ta ven biển tửu điếm, Trần Phi vừa mới chuẩn bị ngủ nghỉ ngơi, ngoài cửa lại cư nhiên truyền đến tiếng đập cửa, làm hắn nhất thời ngẩn người. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này không là người khác, cư nhiên. Chính là ảnh tiên vũ. Hóng gió một chút. Trần Phi có chút sắc mặt cổ quái nhìn bên trong gian phòng treo trên vách tường đồng hồ trên, kim đồng hồ đều đã chỉ đến sáng sớm 2-3 giờ. Tiểu nha đầu này còn chưa ngủ, hơn nữa cư nhiên bây giờ còn muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Đã ngủ chưa, ta đây, bản thân đi thôi, mà nhưng vào lúc này, ngũ giác tuyệt hảo Trần Phi nghe được ngoài cửa phòng ảnh tiên vũ nỉ non thanh. Nhất thời Trần Phi thoáng cái tựu từ trên giường no lên, xuất hiện ở gian phòng trước, đem mở. Đẩy cửa ra, Trần Phi nhìn thấy ảnh tiên vũ nửa người trên mặc một bộ không có tay ngắn tê, nửa người dưới còn lại là tương giác dưới có chút bảo thủ như tử quần sóc cùng với sáng trông suốt bãi cát dày sang đan. Mặc dù chỉ là thật đơn giản phối hợp, nhưng cũng làm cho cảm giác được một loại khôn kể đánh vào thị giác, tinh xảo dung nhan cùng với khí chất quả thật rất đẹp, người thật hấp dẫn. Ta còn chưa ngủ, bất quá, ngươi làm sao, có tâm sự. Thế nhưng Trần Phi làm mất đi hắn cặp kia dường như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời trong, đã nhận ra một tia né tránh cùng ý loạn vẻ. Hiển nhiên, tiểu nha đầu này tựa hồ có tâm sự. Ta không có tâm sự, chỉ là muốn cho ngươi theo ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút, mấy ngày nay ta đều là một người. Ảnh tiên vũ có chút lảng tránh Trần Phi ánh mắt cùng vấn đề, nhẹ giọng nói. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, con ngươi hơi lóe lóe, vươn tay. Ở hắn hơi lộ ra xốc xếch mái tóc trên gỡ gỡ, nói có tâm sự giấu ở trong lòng mặt không tốt. Ngươi chớ chối, ta không phải là người mù, hơn nữa ngươi cũng biểu hiện quá rõ ràng, bất quá. Ngươi nếu là không muốn nói coi như xong đi. Đi thôi, ta cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút, buổi tối Lima Tho bãi cát, sẽ là dạng gì ni? Trần Phi đưa tay thu hồi lại, sau đó rồi lại biếng nhác đem hai tay đều lưng ở tại gáy, ngay sau đó. Hắn liền khóe miệng câu ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt, từ hơi có chút ngây người ảnh tiên vũ bên cạnh xuyên qua. Ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Nghe được Trần Phi nói, lại cảm thụ được người nào đó từ bên cạnh mình gặp thoáng qua,
ảnh tiên vũ trắng nón, tuyệt mỹ thân thể mềm mại hơi run lên, trên răng cắn cắn mình nhu môi. Hắn đúng là cái sẽ không nói láo người, mỗi lần đều biết bị phát hiện. Thậm chí từ nhỏ đến lớn, đều như vậy. Síp là một rất nhỏ đảo quốc, vì vậy quốc nội kinh tế tương giác dưới có vẻ cũng không nhiều mặt, mà là cực kỳ chỉ một, trong đó đặc biệt du ngoạn coi như là cần quốc kinh tế sản nghiệp dây xích trong trọng yếu nhất. Vì vậy cái này Lima tho cạnh biển bãi cát quả thật rất đẹp, vô luận là ban ngày hoặc là buổi tối, làm tinh mịn gió nhẹ dường như lông chim vậy khẽ vuốt ở trên thân người lúc, cái loại này đặc biệt cảm thụ tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Chớ nói chi là còn có thoáng mặn gió thổi trên biển, mênh mông vô bờ ngỗi lệ viễn cảnh, dẫm ở dưới chân hết sức thoải mái bãi cát cát mịn. Thậm chí top 5 top 3 tại đây buổi tối gian, đi ra ngoài tìm cầu lãng mạn, chính rơi vào tình yêu cuồng nhiệt trong. Đến từ thế giới các quốc gia cả trai lẫn gái, bọn họ cộng đồng hợp thành cái này một bức tràn đầy màu sắc bức họa cuộn tròn. Vì Lima thò bãi cát bằng thêm không ít mị lực. Không hổ là địa trung hải theo danh du ngoạn thắng địa một trong, quả thực cùng quốc nội không quá vậy. Đón buổi tối yên tĩnh yên ắng đại hải, thổi phong, đạp cát mịn, dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi tuét miệng sừng cảm thán lên, mặt mỉm cười, giang hai tay ra tựa hồ muốn ôm cái gì. Thẳng đến lúc này. Hắn đột nhiên hình như nghĩ nửa đêm đi ra như thế đi một chút gió thổi trên biển, loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm. Mà ở bên cạnh hắn, một thân thanh lương trang phục ảnh tiên vũ lại lẳng lặng đi tới không nói gì, ngay cả cái loại này tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ mặt cười đều trong trẻo nhưng lạnh lùng theo, không biểu tình gì, thật giống như từ không trung rơi xuống phàm trần tiên nữ vậy, làm cho một loại cô lập ở thế giới cao lãnh. Thế mà... hắn lại sẽ thường thường đột nhiên nâng lên trắng nõn chân ngọc, nhẹ nhàng đá động này đang lẳng lặng ngủ yên ở trên bờ cát tiểu vỏ sò, hòn đá, đá không được, còn có thể theo bản năng đô chu mỏ. Loại này dáng dấp tự nhiên là tràn đầy tính trẻ con. Như vậy đi tới, bọn họ đã không chú ý đi ra khoảng cách rất xa. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đi tảng đá kia mặt trên tâm sự thiên, thấy phía trước có một khối đá núi đứng vững ở đại hải trên. Phía dưới đã có sóng biển vuốt, rất thú vị hình dạng. Chợt đưa ngón tay ra chỉ, cười nói. Nói đến đây hắn còn vi hơi dừng một chút, sau đó lộ ra một tia hiệp xúc dáng tươi cười, lại tiếp tục nói nếu không chúng ta nhiều lần xem, ai tới trước khối kia trên tảng đá. Ngươi là đang khi dễ ta sao? Thế mà nghe được Trần Phi lời này, ảnh tiên vũ lại nghiêm trang, nhận chân chân nghiêng đầu đến. Dùng hắn cặp kia giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời nhìn chăm chú vào Trần Phi hai mắt, nhỏ giọng hỏi. Cái này nhất thời làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút sắc mặt hồng hồng thật xin lỗi. Nói, lấy hắn hiện nay ra chân có thể so với tiên thiên trung kỳ luyện khí ngũ trọng tu vi, lại đưa ra loại này thi đấu, tựa hồ, hình như. Là có như vậy một chút giờ. Khi dễ người, ngạch, a. Có thể nhưng vào lúc này nguyên bản mặt cười thần sắc nhận chân ảnh tiên vũ, lại đột nhiên khóe môi cong lại, bước liên tục một chuyển, cả người ngay Trần Phi hơi mở lớn ánh mắt trong tiêu thất, lấy tốc độ cực nhanh ba bước hai bước leo lên khối kia nham thạch. Thẳng đến một màn này sau khi phát sinh, Trần Phi lúc này mới kinh ngạc hoàn hồn, chợt sắc mặt cổ quái nhìn đã đứng trên tảng đá xinh đẹp thân ảnh, khóe miệng co quắp nói nha đầu kia lúc nào cũng sẽ chơi chiêu thức ấy. Không khoa học à. Một bên ngoài miệng nói như vậy theo, một bên hắn cư nhiên trực tiếp cả người thân ảnh liền ở tại chỗ lóe lóe, sau đó kèm theo một luồng sợi hơi sáng diễm quang mọc lên, cả người hắn cũng đã xuất hiện ở trên nham thạch. Mà ở nhìn thấy một màn này, ảnh tiên vũ trong con ngươi xinh đẹp hơi xẹt qua một tia kỳ dị sáng, nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi. Là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn biết sao? Nghe vậy Trần Phi Dương Dương đắc ý vung lên khóe miệng, bán một cái nút. Vừa rồi chúng ta thi đấu ngươi thua, ngươi tiền ta nhất người đổ ước. Nói mau đi, có thể nghe nói, ảnh tiên vũ sắc mặt đều không thay đổi một chút, đem lời nói này rất bình tĩnh tự nói ra, khiến Trần Phi trên mặt nguyên bản dương dương đắc ý màu sắc, thoáng cái đều cứng lại rồi. Được rồi, ta nói. Tiếp hắn nhìn không được trên mặt hiện ra lau một cái buồn bực biểu tình, ủy khuất nói một tháng không gặp, người thế nào thoáng cái tự trở nên tinh như vậy linh. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, nghe được Trần Phi nói cùng với nhìn thấy Trần Phi trên mặt biểu tình buồn bực, không biết vì sao, ảnh tiên vũ cư nhiên cảm giác mình hình như thật vui vẻ vậy. Hắn khóe môi hơi ngoéo, một cái, lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi đã quên ta là một gã luyện khí sĩ sao? Tự giống như vậy, Trần Phi đưa tay đánh một cái búng tay,
sau đó cư nhiên từ dưới chân hắn thoáng cái thì có lau một cái hơi sáng diễm quang bốc lên đi ra, mà đang ở ảnh tiên vũ cặp kia giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời bị kỳ hấp dẫn tới thời gian, chân phi thân ảnh, liên đới xóa sạch hơi sáng diễm quang lại một lần từ toàn bộ đều biến mất. Có đúng hay không rất thần kỳ, theo sát mà một hơi có chút thô ráp bàn tay to từ sau khoát lên ảnh tiên vũ trên đầu xoa xoa, Trần Phi thân ảnh cư nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, cười híp mắt mở miệng hỏi. Quả thực rất thần kỳ. Cảm thụ được Trần Phi thoáng thô ráp bàn tay to, ảnh tiên vũ thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, hai tròng mắt giật thải sinh huy. Ngược lại không phải là hắn có chút chống cự hoặc là không thích Trần Phi động tác này, mà là, nàng là không nghĩ tới trong chớp mắt, hắn cư nhiên có thể thoáng cái từ trước mắt mình tiêu thất, sau đó xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái này muốn là địch nhân nói. Theo sát mà ảnh tiên vũ vươn tay đem Trần Phi tay từ bản thân mái tóc trên cầm xuống tới, cặp kia giống như thanh khê vậy thanh lương con ngươi nâng lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, nhận nhận chân chân mở miệng hỏi ngươi, có thể hay không đủ dạy ta, làm sao trở thành một danh luyện khí sĩ. Nghe vậy Trần Phi hơi có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn trở thành một gã luyện khí sĩ. Sau đó hắn nhịn không được có chút giật mình thần hỏi. Nghĩ như vậy. Hắn lại nhìn không được trong lòng mình mắng bản thân một miệng ngu ngốc, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được, luyện khí sĩ khẳng định so với cổ vũ giả lợi hại, đổi thành hắn, khẳng định cũng muốn học, có thể trở thành, hắn khẳng định cũng giống vậy a. Không được sao? Có thể đang nghe Trần Phi cái loại này ngữ khí trả lời, rõ ràng mang theo một tia trần trở cùng sợ run, ảnh tiên vũ cặp kia giống như thanh khê vậy trong trẻo con ngươi nhất thời có chút tối nhạt xuống phía dưới, đầu nhỏ cũng theo đi xuống mặt thấp thấp. Nhỏ giọng nói không được coi như xong đi. Hắn biết có thể bản thân có chút hỏi nói bậy, bởi vì phàm là quan hệ truyền thừa loại vật này, bất kể là cổ vũ vòng tròn, hoặc là luyện khí sĩ vòng tròn, cũng đều là giống nhau. Không có khả năng có người sẽ tùy tùy tiện tiện đem mình sư môn truyền thừa giao cho những người khác. Nếu là bị phát hiện, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Vì vậy trên thực tế, hắn vừa mới mở miệng hỏi ra đi câu nói kia thời gian, cũng đã có chút hối hận. Có thể hắn trong nội tâm nhưng thật giống như vẫn không nguyện buông tha cơ hội này. Mà bây giờ, xem như là bị cự tuyệt đi, vậy cũng là đương nhiên, không ngoài hắn sở liệu. Nghĩ đến đây, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có chút khó chịu lên, cũng tốt giống như cảm giác được, có như vậy một ít ủy khuất. Vì vậy hắn theo lại lần nữa khôi phục cái loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt, ngồi chồm hổm xuống, ngồi ở trên tảng đá. Lặng lặng cảm thụ được mặn gió thổi trên biển, nhìn trong bóng tối Lima thò bãi cát, trầm mặc không nói gì lên. Ta hình như không có cự tuyệt ngươi đi, làm gì thoáng cái cứ như vậy đa sầu đa cảm. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi nhưng ở hắn bên cạnh dựa vào ngồi xuống, đồng dạng ngẩng đầu nhìn viễn phương, phiến còn trầm tĩnh trong bóng đêm yên tĩnh đại hải, cười hỏi tuy rằng ta bắt đầu nói không hỏi. Bất quá ngươi có phải là thật hay không có cái gì phiền não chuyện này? Có thể nói ra đến cho ta nghe nghe sao? Ngươi có thể giúp ta sao? Nghe vậy ảnh tiên vũ con ngươi hơi lượng lượng. Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi. Nghe vậy Trần Phi tự tin cười cười, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một thuộc về người tuổi trẻ ngạo nhân cùng xung động. Hắn sau đó vừa cười vừa nói ngươi nếu muốn trở thành một gã luyện khí sĩ nói, ta có thể giúp ngươi, sau đó sẽ cho ngươi một môn nữ tính tu luyện công pháp. Bất quá! Ta cho rằng ngươi tốt nhất hay là chờ đến trở thành tiên thiên cường giả sau này hãy nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói đến mức ngươi nếu gặp gỡ phiền toái gì nói, cũng thật có thể nói cho ta biết. Coi như ta không giúp được, coi như phát tiết nói hết một chút, kỳ thực cũng không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt nhất đợi được trước ngày sau sao? Ảnh tiên vũ cặp kia giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời hơi lóe lóe. Sau đó đột nhiên lại đem đầu nhỏ chôn xuống phía dưới, nói ta nhận được sư phó điện thoại, hắn nhượng ta mau trở về. Hắn cho ngươi mau trở về, cái này có cái gì hỏi? Chẳng lẽ là, nghe vậy Trần Phi trước còn có chút không rõ vì vậy, mà khi hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước, ở trên xe lửa ảnh tiên vũ đã từng nói với hắn nói lúc, nhất thời trên mặt thần sắc có chút khẽ biến lên. Hắn nhớ kỹ ảnh tiên vũ cùng cái gì bày tòa chuyện tình. Hình như chính là bởi vì sư phó hắn cùng La Tôn đánh cuộc mà thúc đẩy, chẳng lẽ? Vì vậy ta ngày mai sẽ được đi, mặc kệ vì sao, sư phụ ta sẽ như vậy đột nhiên vội vã muốn ta trở lại, ta còn là phải hồi đi xem. Ảnh tiên vũ vừa nói, dĩ nhiên chậm rãi đem đầu của nàng nâng lên,
dựa vào đến rồi Trần Phi gặp trên, thanh âm có vẻ hơi có chút phiêu hốt cùng nhỏ giọng nói xin lỗi, vốn là ta nhượng ngươi tới đây, kết quả ngày mai lại muốn cho một mình ngươi lưu lại nơi này. Ngươi không cần thiết hướng ta xin lỗi, ta không phải là cũng để cho ngươi ở đây ngốc đợi một tháng sao. Chỉ là, chuyện này ta có thể giúp trên gấp cái gì? Gặp ảnh tiên vũ nói như vậy, Trần Phi có chút bất đắc dĩ mâu quang lóe ra nói. Hỗ trợ, tạm thời không cần đi, ta về trước đi nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ảnh tiên vũ lại lắc đầu nói. Được rồi, dù thế nào nếu thật có chuyện gì, cứ việc liên hệ ta đi. Chỉ cần là ta có thể giúp chút gì không, ta đều biết nghĩ biện pháp giúp. Gặp ảnh tiên vũ lắc đầu, Trần Phi cũng không tiện kiên trì nữa, huống hồ nghiêm ngặt lại nói tiếp cái này hình như là hắn bên trong tông việc nhà, hắn không tốt nhúng tay. Ừ, ta đã biết, ảnh tiên vũ tựa ở Trần Phi trên vai tựa hồ không muốn nói thêm bảo, càng ngày càng thấp thanh. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển giật mình trên bả vai mình vị trí. Để cho nàng dựa vào được thoải mái hơn, sau đó cũng nhìn yên tĩnh đại hải ngẩn người. Hắn vốn chính là một cái thói quen người cô độc, hơn nữa gần nhất cũng giống như xảy ra không ít chuyện mà, trong hoàn cảnh này, vừa vặn thích hợp lẳng lặng suy nghĩ một chút. Ngồi yên lặng, Trần Phi vẻ mặt yên tĩnh nhìn xa xôi chỗ hải đầu cùng, thẳng đến liên chính mình cũng không biết mất thần bao lâu sau, vậy còn hải đầu cùng, bắt đầu từ từ có hồng quang sáng lên. Giống như là có một đoàn to lớn hỏa diễm tự đường chân trời bốc cháy lên vậy, từ từ muốn trọi lọi thăng tới phía chân trời. Trời đã sáng a, thấy tình cảnh này Trần Phi nhìn không được hơi nỉ non một tiếng, sau đó lại theo bản năng khóe miệng câu ra lau một cái cười. Bởi vì, này loại cảnh sắc, hắn hình như vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vì vậy thoạt nhìn hình như quả thực sự đẹp vô cùng. Như vậy nỉ non một tiếng sau. Trần Phi lại nhìn không được nghiêng tai lắng nghe trên vai người nào đó hơi yếu tiếng hít thở. Nguyên lai ảnh tiên vũ cư nhiên không biết từ lúc nào cư nhiên dựa vào bả vai hắn ngủ thiêu ta đi. Mà khi đường chân trời hải đầu cùng rơi đến lau một cái nhàn nhạt, mang theo ấm áp hồng quang, rơi vào ảnh tiên vũ dường như bạch ngọc vậy làm sạch, lại thích tự tiên nữ vậy tinh xảo, tràn đầy linh khí khuôn mặt sau, tất cả chợt có vẻ cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu. Không hổ là trong chốn giang hồ thịnh truyền đệ nhất mỹ nữ. Có ai có thể nghĩ tới, hắn lúc này cư nhiên có thể như vậy tựa ở ta đầu vai ngủ thiêu ta đi ni. Ngay cả Trần Phi cũng không nhìn được tức cười, lắc đầu. Bất quá tựu sau đó một khắc, hắn lại đột nhiên đưa tay ở ảnh tiên vũ khép hờ mi mắt phía trước quơ quơ. Này, tỉnh tỉnh, sau đó hắn nhỏ giọng mở miệng nói. Ô tương đương một đạo dường như tiểu động vật ông minh. Dù thế nào là phân biệt không được lai lịch ra sao ô thanh từ hắn trong miệng truyền ra, nhất thời dường như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời từ từ mở ra. Ảnh tiên vũ trong con ngươi xinh đẹp đầu tiên là có lau một cái vẻ mơ hồ lẩn quẩn, sau đó từ từ chăn trước rơi mà đến ấm áp tia sáng hấp dẫn ở, kinh ngạc nhìn phía trước thật xinh đẹp a. Làm lửa đỏ thái dương từ đường chân trời chậm rãi trọi lọi thăng sau khi thức dậy, trong nháy, nguyên bản tối sầm đại hải, trở nên ba quang lân lân. Mỹ lệ không gì sánh được. Giống như là lau một cái rực rỡ màu đỏ câu động ra ngũ sắc sặc sỡ, khiến trong trời đất này đều phảng phất một chút tràn đầy sinh mệnh lực. Đúng vậy, quả thực rất đẹp, vì vậy ta đem ngươi cho ngươi đánh thức. Sẽ không trách ta chứ? Trần Phi cũng nhiều hứng thú đánh giá viễn phương đường chân trời một màn này, cười nói. Ta tại sao muốn trách ngươi? Ở đây mặt trời mọc cảnh sắc, cùng lĩnh nam núi lớn không giống với. Ảnh tiên vũ lúc này coi như tỉnh, cư nhiên cũng như trước tựa ở Trần Phi đầu vai không có nâng lên, sau đó dùng hắn cặp kia ánh mắt sáng ngời lẳng lặng đánh giá viễn phương hải đầu cùng, cảm giác một màn này hắn hình như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, rất mới mẻ, cùng lĩnh nam núi lớn nhìn thấy không giống với. Phải, có thể nghe thế Trần Phi nhưng có chút đột nhiên không biết nên nói những gì. Đêm tối nhượng rất nhiều người ý loạn tình mê, có thể ban ngày lại làm cho người thoáng cái là có thể thanh tỉnh. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ nhà đầu kia ngày hôm nay phải ly khai, tuy rằng có nguyên nhân. Nhưng hắn trong con ngươi nhưng vẫn là tình không điều khiển tự động toát ra lau một cái thất vọng. Mà làm người ta kinh hoàng vâng, ngay cả chính hắn cũng không biết, cái này lau một cái thất vọng đến tột cùng là thế nào tới. Bởi vì nàng tông môn nội không biết chuyện gì xảy ra, cần phải chạy trở về, đây không phải là rất bình thường sao? Hắn vì sao biết thất vọng, tại sao muốn thất vọng? Chẳng lẽ, hắn theo sát mà đột nhiên lắc đầu, có chút không muốn suy nghĩ.
Trước đó hắn chưa bao giờ phương diện kia tâm tư, hơn nữa đối với phương diện kia sự tình, hắn hiện nay cũng tốt giống như có bản năng chống cự vậy. Không biết là bởi vì cái gì, nói chung chính là không quá nguyện ý suy nghĩ. Nếu không lấy hắn tình huống hiện tại, cũng sẽ không cho tới nay đều độc thân. Mà ở cảm giác được Trần Phi thân thể xảo túng tức thể dị dạng, đầu nhỏ tựa ở Trần Phi trên vai ảnh tiên vũ đầu tiên là nao nao, sau đó cũng không biết vì sao, trong lòng dĩ nhiên hiện ra như vậy một tiểu xóa sạch mờ mịt thất thố. Như vậy không nói gì hồi lâu sau hắn bỗng nhiên đứng lên, thấp giọng nói đi thôi, đã trời đã sáng. Nguyên lai lúc này đã hoàn toàn trời đã sáng, vì vậy, bọn họ lúc rời đi cũng đến rồi. Ừ, được rồi, trực tiếp đi sân bay sao? Ở đây phải có phản hồi quốc nội tốc hành cơ đi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu, cười đứng dậy, đem bản thân trên quần bụi bặm vỗ vỗ, đi xuống khối kia nham thạch. Ừ, mà ở nhìn phía Trần Phi dẫn đầu đi xuống đá nham bóng lưng, ảnh tiên vũ con ngươi hơi giật giật, sau đó vẫn lắc đầu một cái không nói nữa. Sau đó hai người cùng nhau quay trở về tửu điếm. Khi bọn hắn trở lại tửu điếm sau, trên thực tế thời gian cũng còn sớm, bất quá mới sớm 6 giờ còn chưa tới. Cho nên bọn họ liền cùng nhau ở tửu điếm nhà hàng ăn sáng xong sau, lại lần nữa lái xe ảnh tiên vũ chiếc kia Po 911 đi trước kéo nạp thẻ phi trường quốc tế. Đợi được đại khái 9 giờ hắn lên phản hồi quốc nội tốc hành chuyến bay sau, Trần Phi lúc này mới lại phản hồi tửu điếm, ở trên giường vận chuyển tọa vong kinh tu luyện. Đã bị hắn phụ tu công pháp Tam Dương kiếm điển thành công đột phá đến đệ tam trọng ảnh hưởng, hắn chủ tu công pháp tọa vong kinh cũng bị liên đới tiến vào luyện khí ngũ trọng. Vì vậy hắn gần nhất đều ở đây củng cố tự cảnh giới của mình, để cầu có thể nhanh nhất đi đến trạng thái tột cùng. Đến lúc đó, thực lực của hắn còn nghĩ có thể nâng cao một bước. Mà không biết vì sao, ngay hắn lúc này đây lúc tu luyện, trong đầu lại dường như phim đèn chiếu vậy không ngừng nổi lên hắn một tháng này đến, đi ngang qua hơn nửa Á Châu Đại Lục, thấy được trên thế giới này bất đồng phong cảnh, bất đồng phong tục tập quán dân tộc dân phong tất cả. Làm hắn không hiểu tâm tính trở nên vững vàng rất nhiều, giống như là phong mang nội liếm vậy, thoáng có như vậy một ít tắm cố gắng chỉ hoa mùi. Đến mức như vậy chuyển biến mang đến cho hắn thật là tốt chỗ, tự nhiên là tự thân thực lực lại lần nữa nâng cao một bước. Hắn chủ tu công pháp tọa vong kinh vững vàng vững chắc ở tại luyện khí ngũ trọng mới vào cảnh giới, cùng lúc đó, hắn trong cơ thể hắn Tam Dương chân hỏa kiếm khí số lượng cũng có lại một lần nữa tăng vọt vậy tăng trưởng, đạt tới 13 nói. Tam Dương kiếm điển đệ tam trọng, 18 nói Tam Dương chân hỏa kiếm khí là cực hạn. Mà cần công pháp đệ tứ trọng nói, 36 nói mới là cực hạn. Như vậy xem ra, lấy trước mắt hắn tốc độ tu luyện, sợ rằng lại muốn không được bao lâu, tự mới có thể kém không xa. Mà đang ở Trần Phi bên này còn đắm chìm trong tu luyện lúc, lão Brett cũng đã y theo Trần Phi xin nhờ bắt đầu động thủ. Có đôi khi, trên mặt nổi tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng thực cũng không thể đủ chân chính làm cho sợ hãi, hoặc là đáng sợ, thế mà có chút ẩn giấu trong bóng tối khủng bố quái thú, đây mới thực sự là đáng sợ. Tỷ như Hoa Hạ hiện nay Trung vệ cục, Thiên Địa Long Tam Tổ, quốc tế trên Mỹ quốc Trung ương cơ quan tình báo, dị năng giả chấp pháp nghiệp đoàn, Âu Châu Hắc Ám 11 ghế, nước Nga thú nhân cổ bảo. Những thứ này đều là giấu trong bóng đêm rất đáng sợ, rất lực lượng đáng sợ. Mà ở bình thường, bọn họ có thể rời cuộc sống của mọi người rất xa, mọi người cũng thường thường sẽ quên sự tồn tại của bọn họ, có thể không có biện pháp phủ nhận, người này nếu là một khi xuất thủ, đến thực sự, vậy tất nhiên là lợi kiếm ra khỏi vỏ, thấy máu phong hầu. Nhất là giống như Brett gia tộc loại ý này đại lợi hiện nay ông vua không ngai, Âu Châu Hắc Ám 11 ghế thượng lưu gia tộc. Bọn họ bản thân thì không phải là người bình thường, mà là trong truyền thuyết huyết tộc, hấp huyết quỷ, lực ảnh hưởng lan tràn, trải rộng toàn bộ Âu Châu, vì vậy bọn họ muốn tùy tùy tiện tiện đối phó hai cái người Anh, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Là lại giản đơn bất quá chuyện. Hơn nữa chuyện này dù sao cũng là Trần Phi cái loại này tên, lần đầu tiên xin nhờ bọn họ, vì vậy dù là lão Brett cũng không dám bỏ qua, phớt lờ. Vì vậy hắn ở buông xuống cùng Trần Phi điện thoại sau, từng đạo mệnh lệnh ngay tức khắc từ trong miệng hắn truyền xuống phía dưới. Mà Brett gia tộc cái này chiếm giữ ở Âu Châu đại lục khủng bố quái vật lớn, cũng lập tức lấy tốc độ khủng cây Ethiota vận chuyển. Cũng không quá thời gian bao lâu, về cái gì La Tân cùng với giải tán y đức hai người hoạt động, cùng với cái khác sở hữu tất cả có thể ở trong thời gian ngắn tìm được tư liệu, đều bị bố trí ở tại lão Brett trước mặt. Trừ bọn họ ra giữa hai người hoạt động ở ngoài,
ngay cả bọn họ từng âm thầm làm qua cái gì chuyện xấu đều nhất nhất bày ở lão Brett trước mặt, tỉ như cưỡng gian, vu hãm chờ vân vân chờ đã, bất quá đây đối với người sau mà nói lại dâu ria. Dù sao Trần Phi đều tự mình mở miệng xin nhờ hắn, hai cái tiểu tử làm sao có thể chạy thoát. Anh quốc Andros gia tộc. Đại thể nhìn lướt qua này thịnh phóng ở nó tài liệu trước mặt, lão Brett đột nhiên có chút tha có ý tứ phát hiện, tên kia vi giải tán y đức tiểu tử, lại là anh quốc Andros gia tộc một thành viên. Đến mức cái này Andros gia tộc, còn lại là anh quốc ngoại trừ yêu thi đức gia tộc ngoại, một cái khác mafia gia tộc phụ thuộc gia tộc. Mà cần mafia gia tộc, từng cùng bọn họ Brett gia tộc có chút mâu thuẫn. Có chút ý tứ, nghĩ đến đây lão Brett già nua, đỏ sẫm con người hơi lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, trong miệng nhẹ giọng dù gì nói. Dĩ vãng bọn họ Brett gia tộc không muốn cùng cái kia anh quốc mafia gia tộc nhiều tính toán, là bởi vì bọn hắn Italia cảnh nội có cái màu đỏ tươi răng, hơn nữa kỳ thực lực thập phần đáng sợ, thậm chí có một ít uy hát Iota được bọn họ. Vì vậy bọn họ khi đó chủ yếu tâm tư đều ở quốc nội, không đếm xỉa tới sẽ bên ngoài khiêu khích người của bọn họ. Nhưng bây giờ, tình huống lại có chút không giống. Màu đỏ tươi răng bị Trần Phi tận diệt, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ Brett gia tộc lúc đó hiểu rõ phóng ra. Từ nay về sau, cũng có thời gian, hảo hảo sắp xếp trước những chuyện kia. Có thể, cái này sẽ là một cái vui vẻ mà lại khó quên ban ngày. Lão Brett như vậy hơi cười, cầm lên một chiếc điện thoại. Sau đó từng đạo không mang theo chút nào cảm tình, màu sắc băng lãnh mệnh lệnh từ trong miệng hắn nói ra, nhất thời Brett gia tộc cái này khổng lồ mà vừa kinh khủng hắc ám cơ khí, hắc ám cự thú, ở Italia vừa mặt trời mọc ánh chiều tà trong, hành động. Đầu tiên là người của bọn họ lấy nhanh chóng nhất chạy tới ship, đem ngủ say ở trong tửu điếm ngủ say xưa La Tân một thương súng băng đầu. Lại sau đó, tránh ở nhà mình biệt thự phong lưu tiêu sái cả đêm giải tán y đức cũng không ngoại lệ. Bị một đám người hắc y nhân xông vào, đầu trực tiếp bị trên đỉnh băng lạnh lùng nòng súng. Nga, không, các ngươi đến tột cùng là ai? Ta thế nhưng người Anh, đến từ vĩ đại Andros gia tộc, các ngươi phải có nghe nói qua chứ? Buông, có thể chúng ta có thể nói chuyện. Bị lạnh như băng nòng súng trận đầu, giải tán y đức sợ choáng váng, run rẩy nói. Hắn không rõ tại sao mình lại đột nhiên chọc như vậy một đám tên. Còn có bên ngoài hắn đám kia thủ hạ. Bảo tiêu đều mẹ là phế vật. Thế nào không đem những người này cản lại? Nói một chút, ta cũng không cảm thấy giữa chúng ta có cái gì tốt nói. Mặt khác, ta cũng biết ngươi là Andros gia tộc đại nhân, có thể vậy thì thế nào? Ai bảo ngươi không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội người đâu? Ha ha, dùng thương súng ngăn chặn Phật Lạc Y theo đức đầu chính là một cái thoạt nhìn thập phần anh tuấn tóc vàng thanh niên nhân. Thế mà hắn lúc này con ngươi lại có vẻ cực kỳ đỏ sẫm. Cùng với âm trầm, lời nói ra càng làm cho người cực sợ. Không, không, không nên đắc tội người. Ôm, xin lỗi, ta thật không rõ người ý tứ. Ta là anh quốc Andros gia tộc thành viên, ta có rất nhiều tiền, vì vậy, chúng ta làm khoản giao dịch đi, ta đem tiền của ta đều cho ngươi, cầu, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta là nghiêm túc, ta nguyện ý đem ta tất cả mọi người cho ngươi, ta có thể chống lại đế thề. Nghe vậy giải tán y đức run rẩy nói. Hắn không ngốc, tương phản còn rất thông minh, vì vậy hắn lúc này đương nhiên có thể cảm thụ được đối phương đúng sát ý của hắn, không có thể như vậy nói đùa, mà là đến thực sự. Mà điều này cũng làm cho hắn không khống chế được cả người run rẩy, cả người đều cực kỳ sợ hãi. Tuy rằng kỳ thực đến bây giờ, hắn cũng không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Những người này tại sao muốn giết hắn? Hắn Phật Lạc Y theo đức lại lúc nào không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội người đâu. Thế mà những này đều đã không trọng yếu, hắn hiện tại chỉ muốn sống. Tiền, ha ha, ha ha ha, không thể không nói, ngươi thật đúng là hài hước a, phốc suy. Ngươi nghĩ, ta cần hoặc là thiếu tiền sao? Có thể nhưng vào lúc này, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn tóc vàng thanh niên nhân nghe vậy lại khóe miệng cong lại, chợt thần tình khoa trương cười ha ha. Mà đang ở hắn như vậy khoa trương cười to trong nháy mắt, một tia làm người ta đè nén mùi máu tươi, không hiểu đầy dẫy đi ra. Tràn ngập ở trên không khí gian, khiến quyển kia đến run rẩy té trên mặt đất Phật Lạc Y theo đức trên mặt thần sắc càng sợ hãi, con người càng bỗng nhiên co rụt lại. Hô, một tiếng, bên trong biệt thự trong đêm đen, hai chương thoạt nhìn còn có chút ngây ngô tử sắc cánh từ thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn tóc vàng thanh niên nhân phía sau lưng mạnh lộ ra,
đón gió mở, khiến huyết quang cùng màu tím kia cánh rạng rỡ sinh huy. Một thuộc về huyết tộc thượng vị giả hầu tước cấp bậc khí tức cường đại, cũng tán phát ra rồi. T. Ngài là một vị tôn kính hầu tước đại nhân. Phải biết rằng Anros gia tộc vốn là Anh quốc một tam lưu huyết tộc gia tộc. Mà làm cần gia tộc thành viên chính thức, cái này giải tán y đức trong cơ thể tự nhiên chảy xuôi vĩ đại huyết tộc máu, chỉ là cũng không thuần khiết, vì vậy tu vi cảnh giới cũng liền nhìn là một nam tước mà thôi, đính thiên cũng liền so với người bình thường cường một ít. Mà bây giờ, hắn lại cư nhiên gặp được cái gì? Gặp được một vị vĩ đại mà lại cao quý chính là hầu tước đại nhân, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Còn là tới giết hắn. Huyết tộc thực lực ấn quý tộc tước vị đến phân chia, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước. Trong lúc này đủ tương xoa ba đại cảnh giới, thật giống như khoảng cách vậy cự ly, nhưng bây giờ, như vậy vĩ đại mà lại cao quý chính là đại nhân cư nhiên tự mình đến tìm hắn. Nga tương đương thượng đế, lẽ nào ta là đang làm gì ác mộng sao? Cái này hắn mà đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì sao? Tôn kính đại nhân, ta chân thực không rõ. Chẳng lẽ là ta không cẩn thận mạo phạm ngươi sao? Nghĩ đến đây Phật Lạc Y theo đức cả người đều choáng váng, nơm nớp lo sợ phủ phục trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ run rẩy nói. Mạo phạm ta? Có thể chính mình hầu tước tu vi kinh tế nam tử tóc vàng nghe vậy lại cư nhiên trào phúng vậy cười cười, khóe miệng chợt ngay tức khắc buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Hắn sau đó ý vị thâm trường nói nếu ngươi loại này con kiến chỉ là mạo phạm ta, có thể cũng liền chỉ biết bị tiện tay ấn chết hoặc là dùng chân đạp rơi, mà sẽ không liên lụy những người khác. Nhưng bây giờ, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng vô tri, phía sau ngươi Anros gia tộc cũng sẽ đã bị dính dáng, từ đó bị xóa tên. Bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng vô tri, phía sau ngươi Anros gia tộc cũng sẽ đã bị dính dáng, từ đó bị xóa tên. Làm tóc vàng kia thanh niên nhân loại này trào phúng mà lại miệt thị nói thốt ra lúc, Phật Lạc Y theo đức cả người đều choáng váng, thậm chí ngốc đến cả người hoàn toàn không ức chế được run, nội tâm điên cuồng hiện ra nồng nặc sợ hãi. Bởi vì, này câu nếu từ kỳ trong miệng hắn nói, có thể hắn còn có thể cười nhạt, cho rằng người này điên rồi, là một nhược trí. Nhưng bây giờ, lời như vậy cũng từ một vị vĩ đại mà lại cao quý chính là hầu tước đại nhân trong miệng, tự mình nói ra được, hắn tại sao có thể thờ ơ. Dù sao phải biết rằng coi như là các nàng Anros gia tộc cường đại nhất gia tộc nguyên lão, cũng bất quá là một vị hầu tước a. Chớ nói chi là đối phương còn là còn trẻ như vậy. Hắn giờ này khắc này đã hoàn toàn choáng váng, một khi hắn quả thực không có biện pháp tiếp thu từng bị hắn dẫn cho rằng kiêu ngạo cùng dựa vào cường đại bối cảnh, hiện tại nhưng thật giống như bởi vì hắn nào đó sai lầm sẽ mạc danh kỳ diệu đã bị liên lụy, từ đó bị xóa tên. Chớ nói chi là tối trọng yếu hay là hắn bản thân. Đối phương liên phía sau hắn gia tộc đều không buông tha, lại làm sao có thể bỏ qua làm thân là thủ phạm hắn. Có thể hắn chân thực không nghĩ ra a, đến tột cùng hắn giải tán y đức ở không biết chuyện tình huống dưới làm chuyện gì, cư nhiên dẫn phát rồi hậu quả nghiêm trọng như vậy. Khiến một vị vĩ đại huyết tộc hầu tước đại nhân đều tự mình nhích người, trước tới giết hắn. Chớ nói chi là nhìn tình huống này còn thậm chí sẽ liên lụy đến phía sau hắn gia tộc. Muốn diệt bọn hắn Anros gia tộc. Đến cuối cùng Phật Lạc Y theo đức đều tuyệt vọng, bởi vì hắn biết đối phương đường đường một vị huyết tộc hầu tước cũng đích thân tới, hắn làm sao có thể chạy thoát. Nhưng dù vậy, hắn cũng còn là muốn làm rõ ràng đến tột cùng vì sao. Tôn kính hầu tước đại nhân, có thể để cho ta trước khi chết biết chân tướng của sự tình sao? Ta đến tột cùng làm cái gì? Lại sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vì vậy hắn theo chiến nguy hỏi. Muốn biết sao, kỳ thực chuyện này rất đơn giản. Nghe vậy tóc vàng kia thanh niên nhân khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt cùng lãnh đạm, có thể cũng không giống như bản thân giết người như vậy không thú vị đi. Thẳng thắn nói ra còn nhớ rõ ngày hôm qua ngươi và một cái anh quốc lão cùng nhau cầm tiền, thuê chúng ta huyết nhận sát nhân sao. Nghe vậy Phật Lạc Y theo đức con ngươi chợt co rụt lại. Ngài là huyết nhận người. Lẽ nào người Đông Phương cùng các ngươi huyết nhận có quan hệ gì, vì vậy, mới. Nghe được đối phương lời kia Phật Lạc Y theo đức triệt để choáng váng, trong miệng vô ý thức lầm bầm, không nghĩ tới chân tướng sự thật thì ra là như vậy. Người Đông Phương cũng không phải trong mắt hắn có thể tùy tiện khi dễ tiểu nhân vật, mà lại là cùng huyết nhận cái loại này khổng lồ tổ chức sát thủ có quan hệ. Trách không được. Đã có thể sau đó một khắc,
Tóc vàng kia thanh niên nhân huyết tộc hầu tước lại khóe miệng trào phúng vậy cười cười, nói tiếp ra một phen khiến Phật Lạc Y theo đức ra đầu tê dại, sắc mặt sợ hãi nói. Bởi vì hắn cư nhiên nói như vậy ngươi chỉ sai đúng phân nửa. Ta cũng không phải huyết nhận người, mà là huyết nhận theo ta sau lưng gia tộc hơi chút có như vậy giờ quan hệ. Nga, ngươi nhìn ta một chút, đều đã quên tự giới thiệu, ta gọi là bố kéo đồng ý kỳ, đến từ Italia Brett gia tộc. Bố, Brett gia tộc, ngài, tê, nghe vậy Phật Lạc Y theo đức trong mắt đều trừng mắt, trong nháy mắt vẻ mặt, trong ánh mắt tràn đầy run cùng sợ hãi. Bởi vì làm huyết tộc thế giới một thành viên, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua Brett gia tộc uy danh. Phải biết rằng đây chính là Âu Châu Hắc Ám 11 ghế bài danh đệ nhị khủng bố gia tộc, thậm chí coi như là phóng nhãn toàn cầu, toàn thế giới, cũng không thể nghi ngờ là đứng đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, vì sao chính là một cái người Đông Phương sẽ kinh động cái loại này kinh khủng gia tộc A? Coi như là bọn họ Andros gia tộc phía sau dẫn cho rằng chỗ dựa vững chắc khổng lồ mafia gia tộc, cùng đối phương so với, đều chênh lệch không phải là một điểm nửa điểm. Cái này, xem ra người có nghe nói qua chúng ta Brett gia tộc uy danh, như vậy cũng tốt làm. Mà tóc vàng kia thanh niên nhân bố kéo đồng ý kỳ nói như thế, lại đột nhiên sắc mặt biến được dữ tợn, hung lệ lên, bên phải tay run một cái, chợt năm móng lập tức nhanh như thiểm điện đâm về phía trước. Xuyên thủng tiến nhập ta tim của người ta bẩn vị kia Trần Tiên Sinh thế nhưng ngay cả chúng ta Brett gia tộc, đều chút nào không dám chậm trễ đại nhân vật. Chỉ ngươi loại tiểu nhân vật này, cư nhiên cũng dám tìm người ám sát hắn, thực sự là muốn chết. Phốc suy một tiếng, hắn năm móng bóp vỡ ta tim của người ta bẩn. A, à, Phật Lạc Y theo đức sau khi nghe xong tròng mắt đều trợn tròn, vẻ mặt kinh khủng tới cực điểm nhìn chằm chằm Brett. Thậm chí ngay cả trái tim đã bị bóp vỡ đau nhức đều chút nào không cảm giác được. Bởi vì, này chân tướng của sự thật, quả thực quá vượt quá tưởng tượng của hắn lực ở ngoài. Người Đông Phương địa vị cư nhiên như thế khủng bố. Ngay cả vĩ đại Brett cái loại này đều. Phát thông. Thế mà hắn đã không có năng lực cùng sinh mệnh lực đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trái tim của hắn đã triệt để bể mất. Sau đó chỉ thấy hắn nhãn thần buồn bã. Có chút người cứng ngắc từ từ về phía sau khuynh đảo, phát ra ngã xuống đất phát thông thanh. Thấy tình cảnh này bố kéo đồng ý kỳ tranh cười đem năm móng thu hồi lại, nhìn lướt qua phía trên tiên huyết, có chút chán ghét lại có một ít khuôn mặt vặn vẹo vậy cười cười, sau đó chỉ thấy hắn xuất ra một cái khăn tay đem máu trên tay dịch trà lau sạch sẽ, cùng lúc đó đã ở hướng bên người thuộc hạ thản nhiên nói xử lý một chút, ta đi trước. Vâng. Này đi theo bố kéo đồng ý kỳ bên cạnh huyết nhận thành viên nhất thời cả tiếng đáp. Mà đang ở bố kéo đồng ý kỳ hầu tước bên này đã xử lý xong La Tân cùng với Phật Lạc Y theo đức hai người này sau, bên kia, Brett gia tộc cũng bắt đầu hướng Anh quốc Andros gia tộc hạ thủ. Quả thật, làm Anh quốc tam đại mafia đại một trong những gia tộc gì gia tộc phụ thuộc, Andros gia tộc ở Anh quốc cảnh nội đúng là có chút lực ảnh hưởng, có thể đây đối với Âu Châu Hắc Ám 11 ghế bài đệ nhị. Hiện nay được khen là Italia ông vua không ngai Brett gia tộc mà nói, lại quá tầm thường. Tối thiểu Brett gia tộc thậm chí đều không cần vận dụng gia tộc 1/5, Nga, không. Bọn họ đều không cần vận dụng gia tộc 1/10 lực lượng, đây đối với Andros cái loại này tam lưu huyết tộc gia tộc mà nói, cũng đã là một hồi kinh khủng tai nạn. Chỉ là một trên buổi trưa, Anh quốc bản thổ thậm chí toàn bộ Âu Châu cũng đã phô thiên cái địa ở TV, báo chí. Internet chờ tất cả truyền thông con đường, xuất hiện về Andros gia tộc gièm pha. Mà gia tộc bọn họ sở nắm có đưa ra thị trường công ty cổ phiếu, càng như đoạn nhai vậy bay chảy trực hạ sụt. Đã bị đến từ khắp nơi tập đoàn tài chính công kích, thậm chí ngay cả Anh quốc vương thất, chính phủ đều hiếm thấy kể cả một mạch, điên cuồng điều tra, bắt người của bọn họ. Mà một màn này cũng để cho Andros gia tộc, thậm chí toàn bộ Anh quốc đều sợ ngây người. Cái này Andros đến tột cùng trêu chọc phải hạng thực lực cường đại. Huống hồ cái này châm trích, cũng quá rõ ràng đi. Vì sao biết như vậy? Vì sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy tên như là chó điên vậy đối phó chúng ta? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Anh quốc London, Andros gia tộc nghiêm túc nhất xoay tròn cao tầng trong phòng họp, một vị thoạt nhìn cực kỳ giả yếu tóc vàng lão giả nắm chặt quả đấm hung hăng đấm đánh một cái trước mặt tảng đá bàn tròn, thần sắc tái nhợt gầm thét. Mà có lẽ là bởi vì tâm tình quá kích động duyên cớ, hắn phía sau lưng lại bỗng nhiên hô suy một tiếng, một đôi quanh quẩn theo điểm sáng màu bạc tử sắc cánh mạnh lộ ra, một luồng sợi làm người ta đè nén mùi máu tươi trồi lên đến,
tại đây mờ tối trong phòng họp tản mát ra thuộc về huyết tộc hầu tức cường giả, độc hữu đáng sợ, khí tức cường đại. Mà người này không là người khác, chính là Anh quốc Luân Đôn Andros, gia tộc cường đại nhất nguyên lão một trong Navas Andros. Tu vi của hắn cảnh giới đã đạt đến hầu tước đỉnh, tùy thời, cũng có thể phản tổ phi thăng, thoái hóa trở thành một danh vĩ đại mà lại cao quý chính là huyết tộc công tước. Mà đến lúc đó, bọn họ Andros gia tộc địa vị, tại đây Luân Đôn, đem đại không giống với. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngay loại tình huống này dưới, bọn họ Andros gia tộc gần nghênh đón mới thời kỳ cường thịnh lúc, lại đột nhiên không giải thích được gặp đại họa như thế. Không chỉ có kỳ dưới sản nghiệp, đưa ra thị trường công ty cổ phiếu giá bị điên cuồng công kích, thậm chí tự lượng ấn vương quốc, chính phủ đều cư nhiên hướng hắn các hạ thủ. Ở nơi này cá biệt tiếng đồng hồ sau không biết bị bắt bao nhiêu người đi vào. Thậm chí bao quát bọn họ Andros gia tộc lén buôn bán súng ống đạn được cho vùng Trung Đông có chút phản chính phủ vũ trang quân đội, mạnh mẽ bắt người cướp của thế giới các quốc gia cô gái trẻ tuổi mở làng chơi vân. Vân chờ đã, chứa nhiều mọi việc như thế khó coi hình ảnh, chân tướng sự thật, đều bất ngờ xuất hiện ở các trang web lớn tin tức qua báo chí. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không là cái gì vừa khớp, mà là âm thầm có một người tổ chức khổng lồ hướng bọn họ hạ thủ, thế nhưng cái này vì sao a? Vì sao cái này không giải thích được tự? Navas nguyên lão, ngài nói có phải hay không là cắt hưu gia tộc đám người kia? Chúng ta không phải là vừa cùng bọn chúng nháo quá mâu thuẫn. Nhưng vào lúc này, một vị gầy như que củi, tặc mi thử nhãn trung niên nhân run run ngờ vực vô căn cứ nói. Trên trán tràn đầy mồ hôi, đồng dạng cũng sắc mặt có vẻ cực kỳ tái nhợt, thậm chí vẫn lấy tay trong khăn tay lau chùi mồ hôi trán thích, đều vẫn là không tránh cho toàn bộ tóc đều làm ướt. Bởi vì loại tình huống này quả thực thật là làm cho người ta sợ. Cắt hưu gia tộc, F-U-C-K, người hắn ma là một óc heo sao? Người nghĩ cắt hưu gia tộc đám phế vật kia, có khả năng chính mình năng lượng lớn như vậy. Đừng nói là nhiều như vậy đến từ thế giới các nơi tập đoàn tài chính, coi như là vương thất cùng chính phủ, người nghĩ đám người kia có năng lực có thể chỉ huy. Mà tặc nghi thử nhãn lời nói dối nói chưa dứt lời, vừa nói. Navas nguyên lai liền nhìn không được sấm sét giận dữ, dắt tiếng nói giống. Phải biết rằng cái gọi là hưu gia tộc, đính thiên cũng liền cùng bọn họ Andros gia tộc tương xứng, nhưng bây giờ, loại tình huống này rõ ràng cho thấy có vô luận là thực lực hay là nội tình đều vượt qua bọn họ Andros gia tộc rất nhiều thế lực, đang âm thầm châm chích cực mạnh ghim hắn các. Bọn người kia là một đám óc heo sao? Cái này đều nghĩ không ra. Ôm, xin lỗi, tôn kính kéo ga nguyên lão đại nhân. Tặc nghi thử nhãn tên bị kéo ga nguyên lão như thế chỉ vào mũi mắng, cũng hay là không dám có chút bất mãn cùng phản bác. Hắn liên tục tay cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, điên cuồng xin lỗi lên. Đúng vậy, cắt hưu gia tộc coi như nghiêu bức nữa, cũng đính thiên cùng bọn chúng Andros gia tộc không muốn trên dưới, nhưng bây giờ, cái này hoàn toàn chính là nghiêng về một bên nghiền ép tư thái, lại là những tên kia có thể làm được. Chớ nói chi là đây hết thảy còn phát sinh đột nhiên như vậy. Như vậy mãnh liệt, ngay một đêm, thậm chí cho tới trưa trong lúc đó, tựa hồ cũng sắp đem bọn họ Andros gia tộc lật ngược. Vì vậy, chỉ dựa vào cắt hưu gia tộc những người đó làm sao có thể làm được. Đừng nói là Navas nguyên lão không tin, chính hắn cũng không tin a. Nguyên lão. Mà nhưng vào lúc này, một vị ăn mặc áo bành tô quý tộc trang phục hốc mắt hãm sâu trung niên nhân, lại ở tầm mắt mọi người trong mâu quang cực kỳ run rẩy đi đến. Thấy tình cảnh này, bên trong phòng họp mọi người nhìn không được thất kinh, sắc mặt chợt biến. Bởi vì bọn họ đã phát hiện trong mắt đối phương, thậm chí dừng lại ở trên mặt, hoàn toàn không cách nào che giấu sợ hãi, cùng với mất trật tự tiếng bước chân. Nhất thời Navas nguyên lão đình chỉ đúng lấm la lấm lét nam tử giống, những người khác cũng cấp tốc đem ánh mắt tụ vào đến phía sau hắn. Có thể chính khi bọn hắn muốn lái mới hỏi thăm thời gian. Người sau cũng đã ba đặt mông co quắp ngồi ở phòng họp bàn tròn cạnh ghế trên, lộ ra một tia mộng du thậm chí dại ra, vẻ tuyệt vọng nguyên lão, Navas nguyên lão, xong, chúng ta Andros gia tộc muốn xong. T. Ngươi nói cái gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ba lôi đặc biệt? Đúng vậy, ba lôi đặc biệt tộc trưởng, chúng ta Andros gia tộc tại đây Anh quốc Luân Đôn sừng sững gần 200 năm duy rồi ngã xuống, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Đến tột cùng phát sinh sao cái gì? Nghe vậy mọi người tại đây cũng không nhìn được mạnh thân thể run lên, không ít người cũng hít một hơi khí lạnh,
nhưng nhiều người hơn còn là một chút khởi động đến, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ba lôi đặc biệt, người đến tột cùng điều tra được cái gì? Lẽ nào đối phương thật là chúng ta Anros gia tộc không cách nào sánh bằng thế lực cường đại? Có thể coi là như thế này, đừng quên phía sau chúng ta còn có. Chẳng lẽ đối phương liên mặt của bọn họ tử cũng dám không để cho sao? Mà Navas nguyên lão rất hiển nhiên là chấn định nhất một cái, như vậy chậm rãi nói. Có thể hắn già nua trong con ngươi ẩn núp một luồng sợ hãi, bất an, còn là đem tâm tình của hắn ở giờ khắc này bán đứng. Rất hiển nhiên hắn bây giờ nội tâm, xa không có hắn hiện tại biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Có thể thấy vậy, ba lôi đặc biệt, Anros gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, đường đường bá tước cường giả, cũng còn là phảng phất không nghe được Navas nguyên lão theo như lời nói vậy. Biểu hiện trên mặt dại ra, tuyệt vọng nửa ngày, lúc này mới như là bị ác ma câu đi linh hồn vậy, ôm đầu bất đắc dĩ nói nguyên lão, là Italia Bred gia tộc. Mặc dù bây giờ còn không có xác thực chỉ chứng, nhưng ngay khi vừa rồi, chúng ta lại nhận được đến từ Bred gia tộc tối hậu thư. Hắn hạn chúng ta ở 12 giờ trưa hôm nay trước, giải tán gia tộc, bằng không, đó là cùng bọn chúng Bred gia tộc triệt triệt để tuyên chiến. T. Người trong phòng họp sau khi nghe xong, tất cả đều mạnh hít một hơi lãnh khí. Bố, Bred gia tộc. Dù là Navas nguyên lão trước đều cực lực muốn phải giữ vững chấn định, hiện tại đều vẫn là không nhìn được bỗng nhiên biến sắc, một đôi già nua con người toát ra khó có thể tin sợ hãi cùng sợ hãi. Thậm chí ngay cả, hắn lúc này giọng nói chuyện, thanh âm, đều có chút cà lăm, đủ để tưởng tượng hắn lúc này bị bao nhiêu trùng kích. Ở trên thế giới này, có cái thuyết pháp là Âu Châu cùng Mỹ Quốc, là trên thế giới này hai cực, mà làm cái này hai cực trong Âu Châu cả vùng đất nguyên thủy nhất, xưa nhất huyết tộc gia tộc cao cấp, Bred, kỳ có lực ảnh hưởng cùng lực lượng tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đường đường Italia ông vua không ngai, Âu Châu hắc ám 11 ghế bài danh đệ nhị cường thịnh tồn tại. Quả thực siêu cấp đáng sợ. Thậm chí coi như là bọn họ Anros gia tộc đứng phía sau ta Anh quốc Mafia gia tộc, cùng đối phương so với, đều tựa hồ không ở một tầng thứ mặt trên. Bởi vì Bred gia tộc có thể được công nhận Mafia đại gia tộc. So với thông thường Mafia gia tộc, ít nhất, cường ra mấy lần. Vì sao bọn họ lại đột nhiên như vậy đối phó chúng ta Anros gia tộc? Đây là không lý do a, chúng ta cũng không có đắc tội bọn họ, càng không có làm bọn hắn mạnh như vậy xu thế lý do. Ba một tiếng, Navas trưởng lão liệt ở chỗ ngồi, hình như thoáng cái già nua 20-30 tuổi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tự lẩm bẩm. Vẻ mặt đều là tuyệt vọng. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra, đến tột cùng là bởi vì lý do gì, nguyên nhân gì, đáng giá đối phương cái loại này gia tộc như vậy phí tâm tư đối phó bọn họ. Đây quả thực. Nguyên lão, hiện tại những này đã không trọng yếu. Bởi vì đối phương chỉ cho chúng ta một trên buổi trưa, mà bây giờ cách 12 giờ trưa, chỉ kém 10 phút, vì vậy, chúng ta phải làm như thế nào ra tuyển trạch. Ba lôi đặc biệt lắc đầu cười khổ nói. Ai? Còn cần hỏi ta chăng? Coi như nơi này là Anh quốc mà không phải Italia, Bred gia tộc cái loại này Mafia đại gia tộc uy nghiêm, cũng không phải chúng ta có thể chất vấn. Tản đi, Navas nguyên lão phảng phất là dùng hết cả người một điểm cuối cùng khí lực, hoàn toàn không có gì kính nhi nói. Trên thực tế, Bred gia tộc vẻn vẹn chỉ là để cho bọn họ giải tán gia tộc, mà không phải đuổi tận giết tuyệt, cũng đã là cũng đủ nhân từ. Bởi vì đối với cái loại này quái vật lớn mà nói, bọn họ Anros gia tộc, quả thực nhỏ bé đáng sợ, cũng căn bản không có chút nào sức đánh trả. Vì vậy ở nơi này mà cho tới chưa thời gian, Anh quốc Luân Đôn nhấc lên một hồi địa chấn. Anros gia tộc không có, triệt để từ Anh quốc quý tộc giai cấp bên trong bị xóa tên, cũng triệt để từ huyết tộc trong thế giới bị xóa tên. Hơn nữa tối trọng yếu là, đây hết thảy đều hay là bọn hắn tự nguyện. Không ít coi như là không biết chuyện này nội tình người. Ở thu được Anros gia tộc giải tán tin tức sau, nhịn không được cả người phát lạnh. Đến tột cùng là địa vị cỡ nào kinh người, cỡ nào có thể chụp thực lực, mới có thể mới vẻn vẹn trong một đêm, thậm chí một buổi sáng, đã đem chuyện này diễn biến đến như vậy kết cục. Phải biết rằng giải tán gia tộc đối với quý tộc, thậm chí đối với ở huyết tộc gia tộc mà nói, đã hoàn toàn không phải là cúi đầu nhận lầm, mà là triệt để quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không, không có khả năng có gia tộc nguyện ý bỏ qua dòng họ vinh quang để đổi lấy đối phương khoan thứ. Bởi vì đó là tối bị suy chi dĩ tị. Nhưng bây giờ lại thật xảy ra. Khó có thể tin.
Thế mà Trần Phi bên kia lại cũng không biết cận là bởi vì mình một câu nói, để Anh Quốc bên kia nhấc lên xảy ra lớn như vậy địa chấn. Bất quá hắn coi như biết, chỉ sợ cũng mặc kệ sẽ đi, bởi vì hắn vừa vặn lại có mới sự tình cần phải đi làm. Nguyên màu đỏ tươi răng tứ đại vương bài một trong ma pháp sư, Amodic cho hắn chuyển đến tin tức, nói từng ám sát hắn quang minh con đã bị kỳ tìm được rồi. Tên kia trốn ở Phi Châu một cái lạc hậu khu vực, nhưng vẫn là bị Amodic nhéo đi ra, hỏi hắn tiếp phải làm sao. Trốn được Phi Châu đi, thật đúng là chạy đủ xa, xem ra hắn là đã đoán được màu đỏ tươi răng bị diệt, cùng ta có quan hệ đi. Amodic các hạ, ta hiện tại ở Ship Limathor. Ngươi trực tiếp đem hắn mang tới đi, ta có một số việc muốn cẩn thận hỏi một chút hắn. Nhận được Amodic điện thoại sau, Trần Phi vừa cười vừa nói. Nguyện cho ngươi cống hiến sức lực, tôn kính các hạ. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Amodic khẩn trương đáp lại một tiếng, sau đó rốt cục như là thở dài một hơi vậy phun ra ngoài, cúp điện thoại. Phải biết rằng cái này hơn một tháng, trong lòng của hắn thế nhưng treo, dù sao nếu là hắn tìm không được cái này quang minh con. Sự tình có thể thì phiền toái, trời biết Trần Phi có thể hay không lại tìm hắn phiền phức. Đơn giản hoàn hảo là tìm được rồi, may là. Như vậy lớn như vậy ước nửa ngày nhiều sau, Amodic tương quang minh còn dẫn tới ship, dẫn tới Trần Phi trước mặt. Nga, thực sự là khổ cực ngươi, Amodic các hạ. Đa tạ ngươi có thể giúp ta tìm được hắn. Mà ở nhìn thấy Amodic đến, cùng với vị kia từ vào cửa thời gian khởi. Cũng không biết khi nào từ lâu là vẻ mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi người da đen, Trần Phi nhịn không được khóe miệng cong lại, vô ý thức đưa tay sờ sờ trên cổ vết đạn lưu lại địa phương, sau đó lại mạnh sắc mặt có chút ngạc nhiên đã xong chưa. Nguyên lai đương sơ đối phương ở trên cổ mình lưu lại vết đạn, hiện tại thì đã hoàn toàn tốt rồi, thậm chí ngay cả dấu đều không thế nào lưu lại. Gặp cảnh tượng này, Trần Phi phảng phất là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi liền cùng đối phương, vậy hắn tìm thật lâu tên nhãn thần đối mặt, lau một cái nhàn nhạt sẳng giọng chảy lộ ra ngươi hẳn là nhận thức ta đi. Trước tại nơi cái cao thiết đứng, mà đang nghe Trần Phi lời này, hắc nhân kia cả người run rẩy lợi hại hơn. Nói đùa, hắn làm sao có thể không biết Trần Phi. Cũng bởi vì như vậy một cái người đông phương, toàn bộ Italia thậm chí toàn bộ Âu Châu số một số hai tổ chức sát thủ màu đỏ tươi răng. Toàn bộ bị diệt, trở thành bụi bẩm của lịch sử. Cũng bởi vì như vậy một cái người đông phương, hắn quang minh còn bị ép trốn chết đi Phi Châu, trốn ở ta phiến hỗn loạn nhất, tối lạc hậu khu vực. Lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng hắn vẫn bị nhéo đi ra, hơn nữa nhéo hắn đi ra ngoài người, hay là bọn hắn màu đỏ tươi răng đã từng tứ đại vương bài sát thủ một trong, danh hiệu vi ma pháp sư Amodic đại nhân. Đây quả thực làm cho khó có thể tin. Hơn nữa cái này còn chưa phải là để cho hắn sợ hãi, để cho hắn sợ hãi chính là hắn sư phụ, được khen là trên địa cầu này, hắc ám sát thủ giới truyền kỳ sát thủ Đao Phong Xét, từng đi Vatican thần thánh giáo duyên giáo hội ẩn núp sát nhân, đến cuối cùng còn hoàn hảo không tổn hao gì trốn tới nam nhân, lại cư nhiên chết ở đối phương như vậy một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân trong tay, điều này làm cho hắn tại sao có thể tin tưởng, tại sao có thể tiếp thu. Mà thẳng đến lúc này, hắn đột nhiên có chút minh bạch vì sao, bọn họ hắc ám sát thủ giới lão nhân vì sao biết đúng phiến thổ địa như vậy kiêng kỵ Mạc Thâm, thậm chí căn bản cũng không nguyện ý nhận nhiệm vụ bên kia. Bởi vì, cái này Hoa Hạ thật sự là quá thần bí cùng quỷ dị, một cái có mấy nghìn năm văn minh siêu cấp quốc gia cổ, không biết có bao nhiêu bí ẩn không muốn người biết, cũng không biết có kinh khủng bực nào. Thật là quái không được a. Tùy tiện tiện kéo cái thanh niên nhân đi ra. Cứ nhiên đều có thể đưa bọn họ màu đỏ tươi răng diệt, đều có thể đủ đem sư phụ hắn truyền kỳ sát thủ Đao Phong Xét cho làm thịt. Cái loại địa phương đó, cái loại này quốc gia, ai dám đi rủi ro, ai dám đi trêu chọc. Có thể ngươi càng hẳn là trả lời vấn đề của ta, nếu không. Ngươi nên biết chúng ta Hoa Hạ cổ vũ giả có thật nhiều ngạc nhiên cổ quái, dằn vặt người thủ đoạn đi. Ta bảo chứng, ngươi nếu muốn thử xem nói, ta có thể toàn bộ cho ngươi thử xem. Bất quá bộ dáng, ngươi có thể tự sẽ cảm thấy xuống địa ngục hoặc là so với sống rất tốt. Nhưng ngay khi quang minh con tuyệt vọng, dại ra theo trong lòng nỉ non một trận, bên tai lại có một đạo bình thản lạnh giọng đột nhiên vang lên, làm hắn cả người cũng không nhịn được run lên. Tôn kính đại nhân, xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá sợ. Ta nguyện ý trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì, chỉ hy vọng ngươi có thể làm cho ta không có thống khổ mất đi,
mà đây cũng là ta hiện tại, hy vọng xa vời duy nhất. Sau đó hắn ngay tức khắc ngữ tốc cấp thiết mở miệng, cầu xin Trần Phi. Hắn biết rõ sự tình đều chạy tới bước này, liền màu đỏ tươi răng cũng bị mất, liền sư phó hắn đều chết hết, đối phương tự nhiên càng không thể nào buông tha hắn cái này tự mình động thủ thủ phạm. Nghĩ đến đây, hắn tình không điều khiển tự động lắc đầu cảm thán đương sơ phải biết rằng ám sát mục tiêu là ngài loại đáng sợ này chính là nhân vật, ta coi như lại kiêu ngạo, tự tin đi nữa, cũng không thể nào biết tiếp được nhiệm vụ chạy đi tìm cái chết. Thế nhưng không có nếu như. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ngươi cũng biết ngươi lúc đầu nhất thương, nhượng một cái người vô tội đều bởi vì ta mà bị thương. Thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta rất đáng ghét loại chuyện này, chớ nói chi là mục tiêu của ngươi hay là ta, vì vậy ta nghĩ ngươi rành mạch từng câu, ta là không có khả năng buông tha ngươi. Bất quá ngươi nếu có thể trả lời vấn đề của ta, làm ta hài lòng nói, ta cũng là có thể cho ngươi không có thống khổ chết đi. Cảm tạ, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, ta sẽ lão lão thật thật nói cho ngươi biết. Quang minh con minh bạch Trần Phi thứ đại nhân vật này không đến mức lừa gạt hắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn loại này trên tay dính đầy tiên huyết sát thủ mà nói, kỳ thực, chết cũng không phải đáng sợ nhất là nhận hết dằn vặt mà chết. Đó mới là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ bản thân tựu đã từng thường làm như vậy, nghe người người bị giết tuyệt vọng hí, bi thảm tử vong kêu thảm thiết. Mà cái loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng rung động, làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ, không muốn nếm thử. Rất đơn giản, ta muốn biết là ai tìm ngươi giết ta. Ta nhường Amodic các hạ cha lần màu đỏ tươi răng nội bộ nhiệm vụ ghi lại, tựa hồ cũng không có tương quan nội dung ghi chép cùng lưu trữ. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia hàn mang nói. Hắn sở dĩ lăn qua lăn lại lâu như vậy, nhiều chuyện như vậy mà, đơn giản chính là muốn biết đến tột cùng là ai từ một nơi bí mật gần đó, muốn đối phó hắn. Bởi vì hắn hiện tại quả thực rất đáng ghét này âm thầm hạ độc thủ địch nhân, điều này để bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng đồng thời, còn có thể bằng thêm rất nhiều không cần thiết biến số. Tựu như cùng ban đầu ở Bắc Sơn thì cao thiết đứng một màn kia. Nhiệm vụ này chắc là hắn lén tiếp nhận, bằng không, bên trong tổ chức bộ không có khả năng không có dấu vết nào. Amodic nhìn không được mở miệng nói. Vừa nói, hắn còn nhìn không được lạnh lẽo quét Quang Minh con liếc mắt, tràn đầy thấu xương vẻ. Nếu không phải là bởi vì hắn lén tiếp nhận loại nhiệm vụ này, như thế nào sẽ dẫn loại này đại loạn tử, dẫn Trần Phi loại quái vật này, liên lụy đến bọn họ màu đỏ tươi răng đều bị diệt vong. Là một cái tên là Ngô Tiểu Quân người Hoa, ta cũng không biết hắn là lai lịch gì, bất quá ta có hình của hắn cùng với hắn lén tìm tới ta ngữ âm nói chuyện phiếm ghi lại. Nghe vậy thấy thế Quang Minh con chỉ có thể bất đắc dĩ ngoéo. Một cái khóe miệng, chậm rãi nói. Ngô Tiểu Quân, lại là hắn. Mà đang nghe lời của đối phương, Trần Phi nhịn không được thật sâu nhíu mày một cái. Không nghĩ tới xoay qua chỗ khác lộn lại, cư nhiên lại là người kia, lại là tên này. Ngô Tiểu Quân, Ngô Tiểu Quân, chỉ là cái này Ngô Tiểu Quân đến tột cùng là ai? Hắn còn giống như thật không nhớ rõ bản thân trong ấn tượng, có trêu chọc tới như thế một cái khó chơi tên. Thật đúng là kiên nhẫn a, màu đỏ tươi răng bị hắn cho lộng sụp đổ, cái này lại mã bất đình để tiếp tục tìm tới huyết nhận. Có thể nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Lấy điện thoại ra vừa nhìn, điện báo biểu hiện rõ ràng là Hứa Tế đánh tới. Xem ra có tin tức, gặp điện báo biểu hiện là Hứa Tế đánh tới, Trần Phi ngay tức khắc liên tưởng đến trước bản thân thoát khỏi đối phương chuyện điều tra. Thực sự là buồn ngủ tới gối đầu đi ra a. Này, Hứa ca sao? Có đúng hay không có kết quả? Hắn ngay tức khắc nhận điện thoại nói. Ừ, ngươi muốn ta điều tra gì đó? Ta đã điều tra được, cái kia Ngô Tiểu Quân là chúng ta kinh thành Ngô gia một trong đệ tử hạch tâm, trong khoảng thời gian này cùng Tôn Long đi được rất gần, hơn nữa ta bên này còn tra được hắn cùng với nước ngoài một cái thần bí íp có liên hệ. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế ngay tức khắc đưa hắn tra được đồ vật nói ra. Tôn Long, một cái thần bí íp. Mà đang nghe đối phương nói trước đây nửa đoạn nói, Trần Phi ngay tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tên tiểu tử kia. Trước bị hắn khiến cho bị trục xuất toàn bộ lão sư cửa tiểu tử kia, nguyên lai là hắn âm thầm thuê sát thủ đối phó bản thân a. Đây hết thảy tự hoàn toàn nói xuôi được. Hứa ca, đem nước ngoài íp chia ta xem một chút. Đến mức chuyện còn lại ngươi tự không cần phải để ý đến, ta tự mình tới xử lý đi, đa tạ, Hứa ca.
Ở biết mình mong muốn sự tình đáp án sau, Trần Phi trong lòng cũng thả lỏng không ít, vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta đợi cúp điện thoại liền đem tin tức chia ngươi. Bất quá, Trần tiên sinh, mấy ngày nay tứ cửu thành tiếng gió thổi có điểm chặt, ngươi nếu. Dù thế nào tốt nhất đừng làm rộn ra quá lớn động tĩnh. Nghe vậy, Hứa Tế do dự một chút, còn là mở miệng nói. Tiếng gió thổi có điểm chặt. Nghe vậy Trần Phi nhìn không được ngẩn người, lại nghĩ tới lúc đầu cùng Hứa lão thái gia đối thoại, chợt ngay tức khắc minh bạch đối phương đây là đang có thể nhắc nhở bản thân. Tựa hồ, mấy ngày nay tứ cửu bên trong thành phong, xa so với trước hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn a. Hứa ca ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Bất quá theo sát mà hắn vẫn gật đầu cười, cúp điện thoại, chọn gần Hứa Tế Phát đưa tới thần bí ngoại quốc íp cho Quang Minh con nhìn một chút, hỏi, đoạn này íp, ngươi nhận thức sao? Nhận thức. Quang Minh còn rất dứt khoát gật đầu, nói đây là ta trước cùng người Hoa kia liên hệ lúc, sử dụng íp. Bất quá đoạn này íp ta hiện tại đã đem nó phế bỏ, vì vậy lại tra, cũng sẽ không tra ra vật gì vậy. Phải, vậy xem ra tựu không cần gì cả hỏi lại, ơ mò đích các hạ, còn dư lại tựu giao cho ngươi. Tạm biệt, nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, sau đó một bên đứng dậy, một bên nói như thế, theo chỉ thấy hắn ly khai tửu điếm gian phòng. Hôm nay hắn muốn tìm đáp án. Đã hoàn toàn trình hiện tại hắn trước mắt, tự nhiên cũng đã đến hẳn là lúc trở về. Lại nói tiếp hắn tất cả đi ra nhanh 2 tháng, thời gian này, quá thật đúng là nhanh. Trần Phi không có tự mình động thủ làm thịt cái kia từng ám sát quá nhà của hắn hỏa, bởi vì quả thực đã không có cái kia cần thiết, ơ mò đích có thể vì hắn đại lao. Mà khi Trần Phi chân trước đạp ra món đó ven biển tửu điếm căn phòng sau, chân sau bên trong gian phòng tự truyền đến tiên huyết phun trào tiếng kêu rên. Mà đây cũng không phải là Ermodic ra tay, mà là Quang Minh con mình hiểu bản thân, không có thống khổ chết đi. Làm một danh lấy hưởng thụ giết chóc vui vẻ cùng với thu hoạch tiền tài báo thù lãnh khốc sát thủ mà nói, hắn, Quang Minh con, có thể cũng sớm đã đoán được kết quả của mình sẽ là như thế này. Hoa hạ không phải là có vài câu ngạn ngữ sao, ở làm việc thiên đang nhìn, không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Mà đang ở chuyện này rốt cục hạ màn sau. Trần Phi cũng bước lên đường về nước phi cơ chuyến. Từ ship lái về phía Dubai, sau đó sẽ từ nơi đó chuyển cơ về nước. Mà Trần Phi hiện tại loại này tính tình, tự nhiên cũng lười lại cố ý đi trang cái gì điệu thấp, trực tiếp mua là nên chuyến bay khoang hạng nhất. Bởi vì khoang hạng nhất là có ưu tiên đăng ký quyền lợi, cho nên khi hắn đều đã đăng lên phi cơ sau, mới nhìn đến phía ngoài khoang phổ thông hành khách lục tục bắt đầu đăng ký. Như vậy, Trần Phi nhắm hai mắt lại. Chuẩn bị trước ngủ một giấc. Bất quá tái kiến dần dần tiến nhập mộng đẹp trước, suy nghĩ của hắn lại kìm lòng không đậu trở về đến nơi này 2 ngày 1 đêm ngắn ngủi ship cuộc hành trình trong. Nói thời gian, cũng là bởi vì ở chỗ này thời gian quá xa, vì vậy hắn cũng không có đúng Lima tho tòa thành thị này, thậm chí cũng không có đúng ship quốc gia này lưu lại cái gì ấn tượng khắc sâu. Bất quá, hắn lại còn nhớ rõ sáng nay, sáng sớm, dưới bầu trời đêm mặn gió thổi trên biển. Trong bóng tối mênh mông vô bờ đại hải, lẻ loi trong biển đá nham, cùng với nửa đêm ta ngồi ở trên đó một nam một nữ. Đây là một loại rất đặc biệt kinh lịch, tối thiểu hắn lớn như vậy, thực sự vẫn là lần đầu tiên, vì vậy ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng không biết hắn lần này trở lại, sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, Trần Phi hơi nỉ non một tiếng, nói. Bởi vì chỉ cần là người sáng suốt tùy tiện đều có thể đủ nhìn ra. Hắn lần này trở lại chắc chắn sẽ không quá thuận lợi, thậm chí sẽ có không phiền toái nhỏ, có thể, dù sao cũng là chính cô ta tông môn nội việc nhà, hắn không muốn đơn giản nhúng tay. Tối thiểu cũng phải chờ tới hắn tự mình mở miệng rồi hãy nói. Như vậy nghĩ như vậy, Trần Phi lại thoáng cái lắc đầu, hồi tưởng lại một món khác hắn lần này không đi gấp làm sự tình, có chút tiếc nuối nói chỉ tiếc vòng ngọc kia tử, còn chưa kịp đi Anh Quốc. Cũng không biết Pierce có thể hay không đem ta chuyện này làm thỏa đáng. Nguyên lai ngay hắn đăng ký trước, đã cho Italia Thánh La Lan gia tộc Pierce bá tước gọi điện thoại. Thời gian quay về đến nửa giờ trước đây. Làm Trần Phi cho Pierce bá tước đẩy đi điện thoại chuyển được sau, bên trong ngay tức khắc chuyển đến người sau kích động thanh âm Nga, là thân ái Trần sao. Buổi chiều tốt, người biết không, là tòa thân thể tình hình đã khôi phục không ít, thậm chí lần gần đây nhất thân thể kết quả kiểm tra, đều khiến những tên kia điệt phá kính mắt, kêu to không có khả năng. Nga tương đương thân ái Trần,
y thuật của ngươi thực sự là quá thần kỳ, thực sự thập phần cảm tạ ngươi. Phải, đúng là một cái tin tức tốt, bất quá cá nhân kiến nghị, gần nhất một người còn là ít nhượng La Toa nữ sĩ hành hạ như thế đi. Ta cảm giác này kiểm tra cũng không có bao nhiêu cần phải, còn có, ta bên này khả năng có chút việc muốn làm phiền ngươi. Trần Phi vừa cười vừa nói. Ngươi nói đi, chỉ cần là ta Pierce có thể làm được, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe vậy Pierce bá tước ngay tức khắc vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Là như vậy, lúc đầu ta lần này tới Italia, trong đó có một cái mục đích chính là vì ta món ngọc khí. Bất quá nó hiện tại hình như lại bị một cái người Anh cầm đi, mà ta hiện tại lại chuẩn bị trở về quốc đi, sợ rằng không thời gian nữa Anh quốc một chuyến. Vì vậy, tôn kính bá tước các hạ, có thể hay không giúp ta thay đứng ra xử lý một chút chuyện này. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói. Trần Phi mở miệng nói chỉ muốn mua món đó ngọc khí sở hữu tốn hao, người không cần lo lắng, ta toàn bộ phụ trách. Nga, thân ái Trần, người nói lời này thực sự là quá khách khí. Đây chỉ là một làm việc nhỏ, tự giao cho ta đi, ta nhất định sẽ cấp cho người thật xinh đẹp, ta bảo chứng. Nghe vậy Pierce bá tước lập tức lớn tiếng nói. Lấy hắn thân phận và địa vị đương nhiên không thiếu tiền, chớ nói chi là còn chỉ là như vậy, vẻn vẹn chỉ là mua cái đồ vật, đây đối với hắn Pierce mà nói không khác giống như ăn uống nước đơn giản như vậy, tự nhiên không có khả năng cảm thấy phiền phức. Tốt lắm, về món đó ngọc khí tư liệu ta đợi phát quá ngươi. Chờ mong tin tức tốt của ngươi, Pierce bá tước các hạ. Nghe vậy Trần Phi vừa cười vừa nói. Thân ái Trần ngươi quá khách khí, có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Là ta Pierce vinh hạnh. Pierce vừa cười vừa nói. Vợ hắn La Toa có thể từ tử thần trong tay đoạt lại tính mệnh, hoàn toàn là bái Trần Phi diệu thủ hồi xuân ban tặng, vì vậy Trần Phi tự nhiên không cần cùng hắn khách khí, hắn cũng sẽ không cùng Trần Phi ma ma tức tức, quanh co. Chớ nói chi là hắn thế nhưng còn biết, vị này đến từ Đông Phương Hoa Hạ tuổi nhỏ người ngoại trừ y thuật cao minh ở ngoài, kỳ thân phận, bối cảnh tựa hồ cũng không giống bình thường. Cùng vậy bọn họ Italia hiện nay ông vua không ngai, Brett gia tộc có liên hệ. Cũng chính vì vậy, loại này thấy thế nào đều có thể lượng khá lớn chính là nhân vật, mặc dù là hắn Pierce thân là vĩ đại thánh La Lan gia tộc bá tước, cũng không có khả năng chậm trễ. Đã ngoài đó là nửa giờ sau chuyện xảy ra. Sau đó Trần Phi ngồi tự ship lái về phía Dubai phi cơ chuyến chính thức khởi hành. Cần phi cơ chuyến đến Dubai sau, có chừng 5 canh giờ tả hữu dừng lại thời gian. Đây có lẽ là để cho tiện trên phi cơ hành khách tại đây tọa thế giới nghe tiếng xa xỉ phẩm, kẻ có tiền đều khoái trá tiêu phí, mua sắm một thanh. Đương nhiên, nếu là có việc gấp người, người bình thường cũng sẽ không tuyển trẻ cưỡi lớp này sẽ ở Dubai dừng lại, chuyển cơ phi cơ chuyến. Trần Phi rất hiển nhiên cũng là bởi vì muốn tại đây tọa thế giới nghe tiếng quốc tế đại đô sẽ đi dạo, gặp từng trải, cho nên mới lựa chọn lớp này phi cơ chuyến. Quyền đương về nước trước người cuối cùng tiêu sái đi. Phi ca. Mà đang ở Trần Phi kết thúc mấy canh giờ ở Dubai đầu đường đi dạo, phản hồi sân bay, chuẩn bị một lần nữa đăng ký thời gian, đột nhiên một đạo ngạc nhiên thanh âm cắt đứt hắn. Gì, là ngươi, Phi song, thực sự là đã lâu không gặp a. Trần Phi quay đầu nhìn về phía tiếng vui mừng âm truyền tới phương hướng, lại phát hiện bắt chuyện hắn người lại là đã lâu cũng không có thấy Phi song. Người sau lúc này chính vẻ mặt kinh hỉ cùng vui sướng. Làm hắn cũng không kiềm hãm được nở nụ cười, nói. Từ lần trước hắn từ Hương Cảng trở về, cùng đối phương lần kia xảo ngộ, cùng với sau lại hắn lại chạy đi Hương Cảng, thuận lợi giúp nàng giải quyết rồi một cái phiền toái nhỏ, đem Hương Cảng Mã gia hoàn khố đại thiếu Mã Thiên Sinh dạy dỗ một chầu sau. Người sau, Cố Phi song hoa số truyền thông nội địa vị liền thẳng tắp tăng vọt, thậm chí ngay cả bên trong công ty chứa nhiều diễn nghệ, ca sướng giới lão nhân, ở trước mặt nàng cũng không dám bày chút nào cái giá. Hết thảy vẻ mặt ôn hòa, hận không thể nhượng toàn bộ công ty trên dưới. Thậm chí toàn bộ vòng tròn nội đều biết quan hệ bọn hắn thập phần tốt. Cứu kỳ nguyên do, tự nhiên là bởi vì đường đường Hương Cảng năm đại hào môn một trong Mã gia dòng chính, vòng tròn nội có danh tiếng hoàn khố đại thiếu Mã Thiên Sinh, đều vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối với nàng có không an phận muốn, không hề quý tâm tư, kết quả là bị thiếu chút nữa cắt đứt chân, thậm chí sau lại đều bị gia tộc trưởng bối tự mình đè nặng. Đi bọn họ hoa số truyền thông tổng bộ, làm trò trước công chúng, trước mắt bao người, lại lần nữa cho nàng nói xin lỗi. Điều này sao có thể khiến người của bên trong vòng không kinh hãi, không rung động? Phải biết rằng,
dù sao thế nhưng hùng bá Hương Cảng cao nhất bưng vòng tròn năm đại hào môn một trong Mã gia a. Coi như là bọn họ hoa số truyền thông toàn bộ công ty, ở trước mặt đối phương sợ rằng đều không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, có chút như vậy mà, ở vòng tròn nội không biết có bao nhiêu thông thường, lại khiến cái loại này bàng đại gia tộc dòng chính đều khiến cho chật vật như vậy, chân đều thiếu chút nữa bị cắt đứt không nói, thậm chí còn như vậy mất mặt thân tử bị đè xuống xin lỗi, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại cũng đủ để khiến chứa nhiều trong vòng người kinh hồn táng đảm. Rất hiển nhiên hoặc là cái này Cố Phi xong lúc đầu địa vị tựu lớn kinh người, hoặc là chính là nàng dựa vào một cái siêu cấp lợi hại bắp đùi, dù thế nào vô luận là cái nào, đều đủ để khiến hắn tiền đồ không lo tại đây vòng tròn nội tùy ý du lịch. Điểm này từ hắn gần nhất đã trở thành quốc nội tối chạm tay có thể bỏng điện ảnh và truyền hình tân tinh nữ thần, nhưng lại lục tục nhận được trong vòng mấy vị nổi danh đại biển hiệu đạo diễn mới phía nữ nhân vật chính thử sức mời. Thậm chí ngay cả quốc tế trên cực kỳ hiển hiện địa vị Dubai xa xỉ phẩm hạ thu trang phục mốt chu, cơ hội như vậy hoa số truyền thông đều cho hắn. Hiện nay vòng tròn nội, công ty đối với hắn là nặng bực nào nhìn, liền có thể rõ ràng một. Hai. Nhưng mà đối với loại biến hóa này, Cố Phi song trong lòng lại rất rõ ràng là bởi vì cái gì, là bởi vì ai, mới có hắn hôm nay chuyển biến. Cho nên hắn vào lúc này gặp nhau lần nữa Trần Phi thời gian. Mới có thể có vẻ kích động như thế cùng vui sướng. Dù sao cũng là bởi vì Trần Phi, hắn mới có thể có được ngày hôm nay đây hết thảy. Phi ca thật là ngươi, thật sự là quá tốt, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc sao? Đều không thấy ngươi gọi điện thoại cho ta. Được rồi, ngươi làm sao sẽ đến Dubai đến, là tới du ngoạn mua sắm sao? Sau đó hắn thậm chí còn kích động chạy đến Trần Phi bên cạnh. Hai cái tay kéo Trần Phi cánh tay tò mò hỏi. Ngạch, không có ý tứ, trong khoảng thời gian này quả thực rất bận rộn. Ta mới từ Italia trở về, ở bên cạnh chuyển cơ, chuẩn bị trở về quốc, ngươi ni. Là quá làm việc sao? Cố Phi xong hôm nay mặc là nhất kiện thập phần bằng gam phong không có tay rộng thùng thình hoa văn tê tuất, cộng thêm một cái rất là hiện chân dài như tử quần sóc. Khi nàng như vậy ôm Trần Phi cánh tay sau. Nhất thời người sau liền cảm giác được một làn gió thơm kéo tới, trên cánh tay da thịt cũng cảm thấy hai luồng mềm mại ấm thịt thư thích chèn ép hắn, khiến kỳ nhất thời tâm viên ý mã lên. Ta là tới dự họp một nhà ta đại nói xa vật phẩm trang sức nhãn hiệu, hạ mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo. Cố Phi song tuy rằng cũng nhận thấy được Trần Phi thân thể trong nháy mắt dị dạng, trong lòng cười thầm cái này Phi ca cư nhiên vẫn là như cũ, thuần khiết như vậy. Có thể hắn nét mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắc điềm điềm cười cười, hồi đáp. Xa xỉ phẩm buổi họp báo, tốt vô cùng. Thân ái Cố Phi song tiểu thư, bên này, chúng ta ở bên cạnh. Nhưng ngay khi Trần Phi nghe vậy vừa cười vừa nói lúc, đột nhiên lại có một đạo sứt sẹo ngoại quốc làn điệu tiếng Trung từ cách đó không xa vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa đang có một vị một thân hàng hiệu, trên tay mang tích nhà đồng hồ đeo tay, thoạt nhìn anh Tuấn tiêu sái. Xanh thẳm con người cũng rất có lực hấp dẫn cao phú xuất ngoại quốc nam tử chính vẻ mặt mỉm cười hướng về phía Cố Phi song ngoắc, trên mặt cũng tràn đầy nhiệt tình mà lại kích động dáng tươi cười. Bất quá, làm ánh mắt của hắn trong lúc lơ đảng quét ngang đến thời khắc này đứng ở Cố Phi song bên cạnh, còn bị kỳ thân mật hai tay ôm cánh tay Trần Phi lúc, nhất thời trong con người lóe lên lau một cái âm lãnh vẻ. Hiển nhiên người này kỳ thực cũng không nhớ hắn biểu hiện ra biểu hiện như vậy ánh dương quang. Mà ở nhìn thấy một cái như vậy đẹp trai, anh Tuấn tiêu sái cao phú xuất hiện ở sân bay, không ít bên trong phi trường đến từ thế giới các quốc gia nữ nhân đều lộ ra lửa nóng cùng vẻ hâm mộ. Hận không thể các nàng chính là cao phú xuất sở chờ nghênh tiếp nữ nhân vật chính, dù sao tên kia nhưng là chân chính một thân hàng hiệu, chỉ là trên người một bộ y phục, một cái quần, thậm chí một cái dây lưng, phỏng chừng tối thiểu đều phải mấy nghìn Âu. Chớ nói chi là trên tay hắn đeo khối kia tích nhà đồng hồ đeo tay. Đây chính là cần xa xỉ phẩm nhãn hiệu 3 năm trước đây ban bố số lượng sản phẩm, để kỷ niệm cần đồng hồ đeo tay nhãn hiệu người sáng lập, vì vậy toàn cầu số lượng 500 chỉ, giá trị rất nặng, giá thị trường tối thiểu cũng muốn mấy vạn Âu. Đủ để hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thế mà làm sự kiện lần này đích thực chính chủ sừng, Cố Phi song tái kiến cái kia cao phú suốt người ngoại quốc lúc lại nhịn không được đầu tiên là ngẩn ra thần, sau đó chân mày to nhíu lại, mâu chỉ có một ít chán ghét cùng bất đắc dĩ. Trần tiên sinh. Bất quá cao phú xuất bên cạnh rất hiển nhiên cũng không chỉ có một mình hắn, mà là còn có một cái thoạt nhìn có chút hơi mập nữ nhân, là người Hoa. Người này không là người khác,
chính là trước Trần Phi cũng đã gặp Cố Phi xong người đại diện, Lý Tỷ. Mà khi hắn khi nhìn rõ Sở Trần Phi khuôn mặt sau nhất thời lại càng hoảng sợ, tình không điều khiển tự động trong con ngươi xẹt qua nồng nặc kính nể cùng hoảng loạn lên. Bởi vì cùng Cao Phú xuất người ngoại quốc bất đồng, hắn thế nhưng rất rõ ràng đối phương thân phận. Ngay cả Hương Cảng năm đại hào môn một trong Mã gia, ở trước mặt đối phương tựa hồ cũng chỉ dám run rẩy lật lật, trước tự vẻn vẹn đơn giản là một chút chuyện nhỏ, đã đem Mã Thiên Sinh như vậy gia tộc bọn họ dòng chính chân đều cắt đứt, thậm chí còn tự mình đưa tới cửa xin lỗi. Cái này ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại hắn cũng có chút hai chân như nhũn ra, đầu say xe. Có thể, thế nhưng, giờ khắc này ở trước mắt nàng vị này Cao Phú xuất người ngoại quốc lại đồng dạng thân phận địa vị cũng không đơn giản, xuất từ bọn họ hiện nay đang cùng hợp tác, một nhà ở toàn cầu trong phạm vi đều cực kỳ nổi danh xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Cho nên hắn trong nháy mắt ngây ngô lên, không biết trước mắt cái tình huống này nên xử lý như thế nào. Phi xong, xem ra ngươi rất được hoan nghênh a, ngay cả người ngoại quốc hiện tại đều thích ngươi. Ngươi thật đúng là đừng nói, người này thoạt nhìn thật không tệ, lại cao lại tráng lại có hình. Mà ở nhìn thấy Cố Phi xong nhíu mày, Trần Phi vô ý thức khóe miệng ngoéo. Một cái, có chút trêu ghẹo nói. Bớt đi, Phi ca, ta cũng không thích người ngoại quốc. Phải thích ta cũng thích người loại này loại hình, lại xuất lại săn sóc người, lại có mị lực. Có thể nghe nói Cố Phi xong ngay tức khắc đỏ mặt nói rằng, nhãn thần lại nhận chân chân nhìn phía Trần Phi ánh mắt. Lời nói này hắn rất sớm trước đã nghĩ nói, chỉ là vẫn không dám, hiện tại. Tuy rằng nghe càng giống như là một vui đùa, có thể hắn cuối cùng cũng còn là nói ra khỏi miệng. Phải, không nghĩ tới ta Trần Phi còn có bị người khích lệ đẹp trai một ngày a, hơn nữa còn là bị như ngươi vậy một vị đại mỹ nữ, ừ, không sai, không sai. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem người này bỏ rơi? Đừng nhìn ta hôm nay mặc thành như vậy, có thể trang nam bằng hữu loại sự tình này mà cũng đã là lão thủ, cái loại này đồ ăn con gà khẳng định chơi bất quá ta. Nghe vậy Trần Phi cười sờ sờ cằm, tựa hồ thật cao hứng mình bị Cố Phi xong khích lệ suất. Chợt chỉ thấy khóe miệng hắn buộc vòng quanh lau một cái sang sáng dáng tươi cười vừa nói. Nói thật, ở giả trang nam bằng hữu trên con đường này hắn thế nhưng càng chạy càng xa. Vì vậy tầm thường người nào phỏng chừng thật đúng là chơi bất quá hắn. Rồi hãy nói cái này Cao Phú xuất người ngoại quốc thực sự rất cao rất tuấn tú rất có tiền sao. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu Tình không điều khiển tự động nhếch miệng cười, so với những. Này, hình như hắn còn thật không sợ. Đương nhiên, Phi ca mau giúp ta bỏ rơi hắn. Người này gần nhất vẫn quấn quýt lấy ta, người cũng không biết có bao nhiêu phiền. Nhưng ngay khi Trần Phi trong lòng tự biên tự diễn thời gian, bên tai lại nhất thời truyền đến Cố Phi xong mặt cười đỏ rực lại mang theo hưng phấn mà thanh âm. Sau đó chỉ thấy hắn hai trắng noãn như ngọc cánh tay càng thêm thân mật ôm Trần Phi, thậm chí gợi cảm, lồi lõng có hứng thú thân thể mềm mại cũng theo sát mà chăm chú dính vào, kỳ trắng noãn khuyên tai đều có chút nóng lên. Trên thực tế, có thể chỉ có trong lòng chính nàng mặt mới rõ ràng, cơ hội như thế, loại thời điểm này hắn không biết một thân một mình chờ mong đã bao lâu, rồi lại có chút sợ, vì vậy trước dĩ vãng đều vẫn không dám quá mức rõ ràng biểu lộ ra. Cho nên khi Trần Phi nói ra trước câu nói kia sau, hắn liền ngay tức khắc không chút do dự làm ra như vậy thân mật động tác. Một là bởi vì hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi vì nàng chân thực quá nhát gan, sợ nói ra khỏi miệng nói sẽ bị cự tuyệt. Thứ hai là bởi vì hắn cũng không cho là Phi ca sẽ chiếm của nàng tiện nghi, coi như sẽ, hắn cũng nguyện ý. Đừng ôm chặt như vậy, ta không quá quen. Có thể ở cảm giác được Cố Phi song thân thể mềm mại khuynh dán mà đến mềm mại cùng chặt dồn sau, Trần Phi nhịn không được hơi miệng khô lưỡi khô một chút, bật thốt lên hỏi. Ta, bay, vâng, nghe vậy Cố Phi song nhất thời sắc mặt ảm, có chút thất vọng buông lỏng tay ra cánh tay. Thậm chí ngay cả hắn hơi bên đi qua đôi mắt đẹp, đều tình không điều khiển tự động lấp lánh trong suốt. Vẫn bị cự tuyệt sao? Có lẽ là ta tự mình đa tình đi. Đã có thể sau đó một khắc, đã có một cường kiện hữu lực cánh tay trực tiếp vòng qua của nàng eo thon nhỏ đem ôm, sau đó chợt nghe gặp Trần Phi thanh âm ở hắn bên tai nhỏ giọng nhớ tới nói vẫn là như vậy thoải mái một điểm. Chuẩn bị, ngoại quốc lão tới, nhìn ngươi Phi ca ta thế nào cùng ăn sáng con gà vui đùa một chút. Ta, vâng. Nhất thời Cố Phi xong trong con ngươi xinh đẹp trong suốt ngay tức khắc biến mất không thấy, thay vào đó là dấu kín không nhịn được vui sướng, cùng đỏ rực mặt cười, cùng với nóng lên đến đều có chút hơi nước trắng noãn ngọc khuyên tai.
Trần Phi loại này cường thế, hữu lực ôm hắn eo thon nhỏ cử động, rất hiển nhiên ngay tức khắc khiến trong lòng nàng rung động, dường như thiêu đốt ngô đồng hoa vậy, sáng chói nở rộ lên. Có thể, sự tình cũng không có ta tưởng tượng hư như vậy, hì hì. Hắn nhịn không được ở trong lòng tràn ngập ngây thơ chất phác nở nụ cười. Liên theo tiểu hài tử vậy. Chỉ là tuy rằng chúng ta cố phi song cố đại mỹ nữ hiện tại tâm tình tốt, có thể cao phú suốt người ngoại quốc nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì ở trên mặt nhiệt tình, kích động dáng tươi cười, nhưng bởi vì nhìn thấy như vậy khiêu khích một màn, triệt để duy trì không nổi nữa. Chỉ thấy hắn theo sắc mặt tựu trở nên không gì sánh được âm trầm, thậm chí nhãn thần cũng còn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ hận không thể đem hắn giết. Nói, ngoại quốc lão lai lịch gì? Theo lý thuyết hiện tại công ty của các ngươi sẽ phải xuất đầu, giúp ngươi giải quyết loại sự tình này mà đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi nhịn không được bĩu môi, tiến đến cố phi song bên tai. Hắn gọi Zitek Blevik, phi ca ngươi có thể chưa quen thuộc cái họ này thị, bất quá ngươi phải có nghe nói qua Pura Đạt cái này xa xỉ phẩm nhãn hiệu đi. Pura Đạt liền là gia tộc bọn họ trưởng quản công ty. Hiện tại công ty chúng ta đã cùng cái này nhãn hiệu triển khai hợp tác. Mà ta hiện tại đã ở Á Châu khu nội đại nói cái này nhãn hiệu, cùng hắn là tránh không được tiếp xúc. Cố phi song thấp giọng trả lời. Pura Đạt, Italia xa xỉ phẩm sao? Trần Phi nhịn không được sắc mặt cổ quái hỏi một câu. Bởi vì hắn hình như nhớ kỹ, trước ở Italia thời gian, có ở Thánh La Lan tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp nhìn thấy cái này tấm bảng, nói thật như vậy sao? Đúng vậy, Pura Đạt cái này nhãn hiệu là thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong. Italia Thánh La Lan tập đoàn kỳ hạ xa xỉ phẩm nhãn hiệu một trong, ở toàn cầu trong phạm vi đều rất có ảnh hưởng lực. Phi ca ngươi biết không? Nghe được Trần Phi nói, cố phi song nhịn không được tò mò cắn Trần Phi cái lỗ tai hỏi. Bởi vì giống như phi ca loại này tùy tiện tính cách, tựa hồ không quá như là thích quan tâm mới, xa xỉ phẩm vòng tròn người A. Thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn, theo thứ tự là Pháp LVMH Louis Vuitton Martin SC tập đoàn. Thụy Sĩ Richemont, Lịch Núi Tập đoàn cùng Pháp PPR Mùa Xuân Bách Hóa Tập đoàn Pinoprintemridao cùng với Italia Thánh La Lan Tập đoàn Hư Cấu. Trước ở Italia tựa hồ có từng thấy, nghe vậy Trần Phi sắc mặt cổ quái đáp lại một tiếng, không nghĩ tới thật như vậy xảo. Hắn chân trước vừa mới cùng Pierce gọi điện thoại tới, người sau cái này lại nhô ra một cái gì Blevik gia tộc, hơn phân nửa là Thánh La Lan gia tộc phụ thuộc đi. Nga, xinh đẹp phi song tiểu thư. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Xin cho phép ta cho ngươi dâng lên tối thành kính lễ nghi. Nhưng vào lúc này cao phú suốt người ngoại quốc di tích cư nhiên đi tới, nhưng lại cư nhiên thuận thế dắt cố phi song một tay, muốn hôn môi lễ nghi. 3. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi lại trực tiếp một cái tát đem tay hắn mở. Chợt cười híp mắt nói Nga, vị tiên sinh này, thực sự là xin lỗi. Ở chúng ta hoa hạ, cũng không có các ngươi loại này mở ra lễ tiết. Ngươi nói là sao? Phi song. Nghe vậy cố phi song lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, kiều liên thập phần nhục nhã nhìn cao phú suốt người ngoại quốc nói di tết tiên sinh, ta rất không thích ngươi mới vừa hành vi. Mời lần sau không muốn còn như vậy. Hắn tuy rằng rất đáng ghét cái này ngoại quốc lão chết cuốn lấy khó khăn đánh, nhưng di tết dù sao cũng là Blevik người của gia tộc, hắn hiện tại lại là đối phương gia tộc kỳ dưới công ty nhãn hiệu đại nói, cũng không tiện bày sắc mặt. Nga. Được rồi, phi song tiểu thư là ta làm không đúng. Quên mất quốc gia chúng ta trong lúc đó lễ nghi cũng không giống với, bất quá, vị bằng hữu kia của ngươi thật là đủ dã man. Mà ở bị Trần Phi một cái tát mở tay, lại bị cố phi song nói như vậy, cao phú suốt ngoại quốc lão di tích đôi mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, nhưng vẫn là sau cùng bị đè nén xuống tới, nhìn phía Trần Phi lạnh lùng mở miệng nói. Đối với cần bị quản giáo người, ta luôn luôn đều như vậy. Có thể nghe nói như thế Trần Phi lại ngoài cười nhưng trong không cười. Dã man, đó là ngươi tiểu tử chưa thấy qua chân chính dã man. Hanh, nghe được Trần Phi lời này cao phú xuất ngoại quốc lão di tích trên mặt thần sắc cứng nửa ngày, sau cùng mới tức giận hừ lạnh một tiếng, lại đưa ánh mắt về phía cố phi song, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói phi song tiểu thư, đây cũng là bằng hữu của ngươi đi. Thứ cho ta nói thẳng, như vậy dã man tên. Có thể không đáng như người vậy mỹ lệ nữ sĩ cùng hắn gặp gỡ. Zitek tiên sinh, ta nghĩ chuyện của ta cũng không cần ngươi quá phận quan tâm, dù sao chúng ta cũng chỉ là công tác quan hệ, liên bằng hữu cũng không tính, không phải sao.
Mà đang nghe đối phương lại dám như vậy nói thầm hắn phi ca, Cố Phi xong nhất thời mặt cười trên trước còn miễn cưỡng duy trì dáng tươi cười, lúc này cũng hoàn toàn trầm xuống, nhìn đối phương cao phú xuất ngoại quốc lão làm bất hòa nói còn có, vị này ở trong miệng ngươi thập phần dã man người, hắn là bạn trai của ta. Di Tích tiên sinh ngươi là ở chửi bới bạn trai của ta sao? Thật khiến cho người ta thất vọng, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Ngươi nói cái gì? Hắn là bạn trai của ngươi. Nghe vậy cao phú xuất ngoại quốc lão nhất thời biến sắc, thậm chí thoáng cái đều trở nên có chút âm trầm, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới là một cái như vậy tiểu minh tinh, lại dám như thế không đem hắn Di Tích để vào mắt. Thậm chí còn như vậy minh mục trương đảm chơi hắn, nam bằng hữu. Chó má, thật cho là hắn không nhìn ra được sao, thật mẹ là một lẳng lơ. Hắn lúc này nội tâm hoạt động Trần Phi, Cố Phi xong hai người tự nhiên không biết. Mà ở nhìn thấy ngoại quốc lão nghe được Cố Phi xong nói, nhất thời sắc mặt thay đổi âm trầm xuống, Trần Phi không khỏi khóe miệng vô ý thức phủi phiết, làm hết phận sự bắt đầu sắm vai khởi sừng của hắn sắc đến, nhìn đúng mới thản nhiên nói Di Tích tiên sinh đúng không? Ta gọi là Trần Phi, hạnh ngộ. Dù thế nào đánh từ vừa mới bắt đầu hắn chính là muốn đem cái này đáng ghét con ruồi tới rồi, tự nhiên cũng lười cố cái gì lễ nghi bất lễ nghi. Không cái kia cần phải. Hanh. Mà ở nhìn thấy loại này, Trần Phi đối với hắn tùy ý thái độ, cao phú xuất ngoại quốc lão nhìn không được lửa giận trong lòng thiêu đốt, có thể biểu hiện ra, lại còn là đem khí trầm xuống, vẻ mặt âm trầm nhìn Trần Phi, nói tuy rằng ngươi là một cái dã man người, bất quá, ngươi nếu là phi song tiểu thư bằng hữu, chúng ta đây đến còn có thể nhận thức một chút. Không biết tiên sinh ngươi ở đâu một chuyến công tác, lương một năm, có thể có bao nhiêu ni. Nói đến đây, hắn Di Tích nhịn không được không kiềm hãm được khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tự ngạo vẻ. Phải biết rằng hắn Di Tích có thể là trong gia tộc như vậy cái này đồng lứa kiệt xuất nhất mấy cái thanh niên nhân một trong, càng phân công quản lý Pura Đạt Kỳ dưới ta nữ trang dãy trẻ tuổi nhất chấp hành tổng tài, lương một năm cao tới hơn 10 vạn Âu. Vì vậy tựu Trần Phi loại này trong mắt hắn không đáng một đồng, không đúng tí nào, thậm chí toàn thân đều là rách nát người man dợ, tại sao có thể cùng hắn Di Tích đánh đồng ni. Rất hiển nhiên hắn như vậy trắng ra hỏi ra lời như vậy, hoàn toàn chính là vì khoe khoang. Để hắn sau có thể hảo hảo trào phúng dã man người Hoa làm chăn đệm. Chức nghiệp, lương một năm. Có thể nghe nói Trần Phi cũng không từ khóe miệng ngoéo. Một cái, trong con người vô ý thức hơi ngoại trừ lau một cái nhàn nhạt trào phúng, sau đó vừa cười vừa nói ha ha, ta là một gã bác sĩ, bất quá ta hiện tại cũng không có công tác, mà là một gã không việc làm. Đến mức trong miệng ngươi niên kỷ lương, ta cũng không biết đi, dù thế nào năm nay đến trên tay ta phải có vài ức. Đương nhiên đó cũng không phải nhân dân tệ, mà là đồng euro. Bác sĩ, vài ức đồng euro. Có thể Di Tích đều đồng ý tin tưởng Trần Phi loại này mạnh miệng. Còn vài ức đồng euro, ngươi cho là giấy trắng sao? Nhất thời chỉ thấy hắn chân tướng lộ, nhìn Trần Phi trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ trào phúng. Trong lòng sớm tự chuẩn bị xong ô môn uế ngữ nói ra ra bác sĩ. Ha ha, tự loại người như ngươi sợ rằng liên hơi lớn một chút y viện còn không thể nào vào được đi. Còn vài ức đồng euro, người Hoa các ngươi đều như thế yêu làm mộng tưởng hão huyền sao. Nga tương đương phi song tiểu thư, ta nói lời này cũng không phải ở ghim ngươi, mà là người kia như vậy không chịu trách nhiệm ngôn ngữ chân thực thật là làm cho người ta ác tâm. Tự loại này chỉ biết nói mạnh miệng. Nhưng lại yêu làm mộng tưởng hão huyền người thường, người nghĩ hắn có thể xứng đôi ngươi sao? Đừng, nữa đóng kịch, ta nhìn ra được, hắn căn bản cũng không phải là bạn trai của ngươi. Nói đến đây hắn lại nhìn không được lộ ra một tia miệt thị nhãn thần, lấy một loại khoan dung tà liếc nhìn Trần Phi, châm chọc nói tên ngu xuẩn, ngươi không cảm thấy loại người như ngươi xuất hiện ở đây trồng trọt phương đều có vẻ có chút không thích hợp sao? Ngươi biết ta là ai? Ngươi biết ta bây giờ nghề nghiệp là cái gì? Ngươi biết ta bây giờ lương một năm có là bao nhiêu sao? Nói đến đây hắn mạnh đưa ngón tay ra chỉ hướng Trần Phi ngực, vẻ mặt khinh thường nói ta cho ngươi biết, ta gọi là Di Tích Blevick, chúng ta Blevick gia tộc chiếm cứ Pura Đạt cái này nhãn hiệu phần trăm 51 công ty cổ phần. Mà ta bây giờ nghề nghiệp là bên trong công ty trẻ tuổi nhất chấp hành tổng tài, lương một năm 30 vạn Âu. Vì vậy ở trước mặt ta, ngươi hãy cùng Phi Châu như vậy dân chạy nạn không khác nhau, biết không? Mau cút đi, đây là 2.000 Âu, cũng đủ ngươi liều sống liều chết kiếm mấy tháng, đừng ở chỗ này tự đòi mất mặt. Hắn cư nhiên xuất ra một xấp tiền ném cho Trần Phi.
Di Tích, ngươi làm gì? Nghe vậy thấy thế Cố Phi song nhìn không được bỗng nhiên biến sắc, không nghĩ tới cái này ngoại quốc lão Di Tích cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này mà, không chỉ có buông lời cảnh cáo nhục nhã Phi ca, còn cư nhiên xuất ra một xấp tiền, nhét vào Trần Phi trước mặt, đây quả thực. Người khác không biết Trần Phi có thật lợi hại, hắn Cố Phi song lại không rõ lắm. Dù sao ngay cả Ma Cao năm đại hào môn một trong Mã gia, Trần Phi Phi ca trước mặt cũng như trận chiến này run rẩy lật, cần rực rực, thậm chí cần gia tộc một cái dòng chính thành viên trung tâm, vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối với nàng loại này tiểu minh tinh có ý tưởng, đây đúng là vòng tròn nội chuyện rất bình thường. Sau lại bị Mã gia tự mình cắt đứt chân, thậm chí sau lại còn chạy đến công ty bọn họ đến, gióng trống khua chiêng cho nàng một cái tiểu minh tinh xin lỗi. Như vậy, Phi ca là có rất nghiêu bức, là cỡ nào có thân phận, địa vị, hoàn toàn chính là rõ ràng chuyện. Vì vậy, lại là đối phương chính là một cái ngoại quốc lão có thể như vậy châm chọc, nhục nhã. Mà đang ở hắn nhịn không được đứng ra, muốn phản bác đối phương thời gian, Trần Phi lại cười vươn tay đem hắn ngăn lại, theo chỉ thấy kỳ tự tiếu Phi tiếu đang nhìn mình dưới chân sấp tiền, chậm rãi nâng lên con ngươi, nhìn chăm chú vào đối phương mạn điều tư lý nói 2000 Âu A, quả thực thật hào phóng. Bất quá ngươi bây giờ tốt nhất nhanh lên tiêu thất ở trước mắt ta, nếu không, ta cũng không thể tiếp tục bảo chứng ngươi thân người an toàn. Nga tương đương hắn con ngươi đột nhiên tùm lên, nhìn đối phương. Lại bị cầm tiền đập mặt a, cảm giác này thực sự là... Ngươi, tiểu tử, quốc gia các ngươi có câu là đừng quá đắc ý. Đặt ở trước mặt tiền cũng không biết nhặt, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi như vậy trắng ra uy hát yêu ta. Cao phú xuất ngoại quốc lão Di Tích vô ý thức không hiểu cả người run lên, sau đó lạnh lùng quét Trần Phi nói rằng. Chỉ là đang nói hết lời nói này sau, hắn lại đem một đôi âm trầm con ngươi nhắm ngay Cố Phi xong, lạnh lùng nói Nga tương đương xinh đẹp Cố Phi xong tiểu thư, nói thật đi, ngươi hành vi hôm nay làm ta rất thất vọng, cũng cho ta rất bất mãn ý. Ngươi thật cho rằng như vậy tùy tùy tiện tiện tìm cái dã man tên ứng phó ta, là có thể đem ta đuổi đi. Nga, không. Ngươi sai lầm rồi, ta Di Tích là một thập phần cố chấp người, vì vậy ta rất nguyện ý chơi với ngươi một chơi. Nói đến đây khóe miệng hắn lại bỗng nhiên buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt độ cung, cười lạnh, nói nếu ta nhớ không lầm, ngươi có cái đệ đệ hẳn là ở chúng ta Italia Milan niệm đại học đi. Xin lỗi, có thể ngươi cũng không biết chúng ta Blevich gia tộc, ở Milan lực ảnh hưởng cùng thực lực, là có cường đại dường nào. Có thể ngươi sẽ rất hối hận ngươi ngày hôm nay làm đây hết thảy. Hanh. Nói xong hắn liền mặt âm trầm xoay người đi nhanh rời đi. Mà Cố Phi song tắc nghe vậy sắc mặt mạnh đổi. Bay, Phi ca, xin lỗi. Ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Người này quả thực chính là một cái ngụy quân tử. Sớm biết rằng, ta cũng sẽ không mời giả trang bạn trai ta. Bất quá sau hắn lại đem bản thân trong con ngươi kinh hoàng che, hướng về Trần Phi lại là xin lỗi lại là nhận sai nói. Hiển nhiên hắn cho rằng giống như Trần Phi thứ đại nhân vật này, mạc danh kỳ diệu bị như vậy chỉ vào mũi mắng, nhục nhã, đây tuyệt đối là nhất kiện rất sỉ nhục chuyện tình. Chớ nói chi là chuyện này hay là bởi vì hắn lên, cho nên hắn trong lòng bây giờ mặt thập phần hổ thẹn. Nguyên bản nam nữ dây dưa, khoe khoang truy cầu loại sự tình này mà đều thập phần bình thường, vì vậy mặc dù hắn vừa rồi đều bị đối phương cầm tiền đập trên mặt, cũng đều không sinh nhiều khí, nghĩ qua còn chưa tính. Nhưng bây giờ ngoại quốc lão trước khi đi lại mạc danh kỳ diệu bỏ lại một câu nói như vậy, có ý tứ. Uy hát yêu ta sao, điều này làm cho hắn nhịn không được trong lòng động một vẻ tức giận. Mẹ, bản đại thiếu không với ngươi không chấp nhận ngươi muốn còn lên mũi lên mặt đúng không? Thật cho là mình rất nghiêu bức, coi là vật gì vậy? Ta, cái này, Phi ca, là như vậy, ta quả thật có cái biểu đệ ở Italia Milan niệm đại học, hơn nữa hắn quan hệ còn theo ta thật không tệ. Khi còn bé nhà bọn họ cũng vẫn rất chiếu cố ta. Ngươi nói, hắn có thể hay không thực sự đi tìm đệ đệ ta phiền phức a? Nghe vậy Cố Phi song nhịn không được lo lắng nói. Trần Phi đều như vậy hỏi, hắn tự nhiên không cần thiết đang ẩn núp trong lòng kinh hoàng. Dù sao hắn lúc này quả thực thật lo lắng, Blevich gia tộc ở Italia Milan lực ảnh hưởng, quả thực rất khủng bố. Yên tâm đi, không có việc gì. Nếu là người kia quang trên miệng nói một chút còn chưa tính. Nếu là hắn thật dám mượn chuyện như vậy áp chế ngươi, đi tìm đệ đệ ngươi phiền toái, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta nếu là không đem hắn khiến cho sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác, ta Trần Phi tên đảo ngược.
Nghe vậy Trần Phi lập tức mở miệng nói. Nói đùa, Italia, chỗ kia hiện nay còn có ai dám làm trái Brett ý chí của gia tộc. Và lại hiện tại chỉ là Thánh La Lan gia tộc phỏng trừng tựu đã hoàn toàn cũng đủ chế tài tự cho là đúng người, nếu thật dám động thủ vậy thử xem cuối cùng ai không may. Có thể mặc dù là Trần Phi nói như vậy, hắn cố phi xong vẫn là không nhịn được trần chờ, hoài nghi một chút. Dù sao đây chính là Italia, Âu Châu, cũng không phải quốc nội, phi ca coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bắt tay đưa đến bên kia đi thôi. Chớ nói chi là đối phương hay là đang Italia Milan làm bá chủ cấp bậc gia tộc Blevic gia tộc, lực ảnh hưởng đại đạo kinh người. Bất quá mặc dù trong lòng có như vậy hoài nghi, hắn còn là rất thông minh không có biểu lộ ra bất luận cái gì ở trên mặt, vẻn vẹn chỉ là cười lắc đầu, sau đó còn nói thêm hắn sẽ không có to gan như vậy cùng quyền lợi đi. Dù sao công ty chúng ta bây giờ còn cùng bọn họ lại hợp tác. Đi thôi, phi ca, chúng ta mau nhanh lên phi cơ đi, chúng ta chắc là một chuyến bay. Cùng lúc đó, Cao Phú xuất ngoại quốc lão đã sắc mặt âm trầm ly khai sân bay. Mẹ, cái này thối lẳng lơ, tiện nhân, lại dám không nhìn ta di tích Blevic. Thật cho là mình coi là vật gì vậy, tiện nhân. Đi rời đi phi trường trên đường lớn, hắn di tích sắc mặt dữ tợn lẩm bẩm. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân nếu cái này ưu tú một gã Italia thân sĩ, càng cao tôn Blevic gia tộc một thành viên, lại cư nhiên bị hoa hạ lẳng lơ điều này làm cho bỏ qua, cự tuyệt. Tự cả người rác dưới dã man người hoa, lẳng lơ, tiện nhân thật coi trọng cái loại này rác dưới mặt hàng. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn không được sắc mặt biến được càng thêm vặn vẹo cùng dữ tợn, bởi vì đố kỵ. Đố kỵ đối phương cái loại này rác dưới đều cư nhiên có thể có được cố phi song ưu ái. Mà hắn di tích như vậy ưu tú, như vậy tiếp xúc, như vậy đẹp trai. Lại cư nhiên bị cự tuyệt, còn bị như vậy trêu đùa, đây quả thực không công bình. Chó này nương dưỡng lẳng lơ, cầu nương dưỡng thiện nữ nhân. Hắn nhịn không được ở trong nội tâm làm nhảm quát mắng. Bá bá. Giữa lúc bên trong tâm phẫn nộ, đố kỵ đến sắc mặt nhăn nhó thậm chí nghiến răng nghiến lợi lúc, từ phía sau hắn sân bay đại đạo trên lại đột nhiên vang lên một đạo chói tai chạy tiếng còi xe. Chỉ thấy ở một chiếc màu xám đen bó xe thể thao nội, một cái nhuộm khoa trương đủ mọi màu sắc ngoại quốc thanh niên nhân chính vẻ mặt nghi ngờ nhấn cái loa một cái, đồng thời còn đem đầu lộ ra cửa sổ xe hướng trước mặt di tích hô này, di tích biểu ca, ngươi không phải muốn đi cái kia cái gì hoa hạ sao? Thế nào còn chưa đi, chẳng lẽ máy bay tối nay? Mà chiếc kia bó xe thể thao nội tóc nhuộm được cực kỳ khoa trương thanh niên nhân không là người khác, chính là di tích biểu đệ Bruce Antonio. Bruce xem như là di tích mẫu tộc bên này thân thích, vì vậy cũng không họ Blevic, bất quá Antonio cái họ này thì ở Italia Milan vẫn là hết sức hiển hách, rất có ảnh hưởng lực. Đương nhiên, nếu là cùng Blevic gia tộc so với, vẫn là không có pháp so với. Bởi vì chỗ ở tương đối gần, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì vậy di tích cùng chính hắn một biểu đệ Bruce quan hệ tốt. Đương nhiên có chút ác tha sự tình cũng liền không ít làm một trận. Mà hôm nay, trong khoảng thời gian này Bruce vừa lúc ở Dubai bên này tư nhân khu biệt thự nghỉ phép, di tích tự thuận tiện gọi hắn đem bản thân đưa đến sân bay đến. Mà trước hắn bản ý, vốn là muốn cùng cố phi xong cùng đi hoa hạ vùng duyên hải, như vậy ở lữ đồ trong, hắn tự có rất nhiều cơ hội có thể phương tiện làm sâu sắc giữa bọn họ tình cảm. Đây cũng là hắn dĩ vãng tán gái quen dùng thủ pháp, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngoan sáp một cước, lại xảy ra trước việc chuyện này, hắn tự nhiên cũng không cần thiết cũng không mặt mũi tiếp tục mặt dày đi theo. Mẹ, Bruce, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Vừa vặn. Mà ở nhìn thấy bản thân biểu đệ như vậy xảo xuất hiện, di tích cũng thẳng thắn vạch tìm tòi còn lưu lại ở trên mặt một chút ngụy trang, ngồi trên xe, vẻ mặt cơ thể vặn vẹo lại nhải nộ mắng lên. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra, hắn di tích Blevic. Từ nhỏ liền bao phủ ở Blevic cái này cao quý dòng họ vinh quang dưới, cực kỳ bị người chung quanh chú mục kiêu ngạo theo lớn lên, hơn nữa chính hắn còn rất kiệt xuất, dựa vào gia tộc lực ảnh hưởng, tuổi còn trẻ cũng đã là nổi danh thế giới đại học hai lớp tiến sĩ, càng Pura đạt hôm nay trẻ tuổi nhất chấp hành tổng giám, lương một năm 30 vạn Âu, đến chưa không phải là ngăn nắp xinh đẹp. Người nào bạn cùng lứa tuổi giáo dục hắn không khách khí tôn kính hắn, thậm chí dùng ánh mắt hâm mộ ngưỡng vọng hắn. Vì vậy hắn vốn tưởng rằng lấy hắn như vậy kiệt xuất điều kiện, còn có anh Tuấn đẹp trai bên ngoài cùng với cao to cường tráng ngoại hình,
bắt Cố Phi xong loại này còn chưa thấy qua bao nhiêu quen mặt hoa hạ tiểu minh tinh, không phải là dư giả. Nhưng ai biết, đối phương không chỉ có không hề động tâm, ngược lại nơi trốn tránh hắn. Đây là đang nhượng hắn cảm giác có chút đã bị nhục nhã. Có thể, nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, bởi vì hắn tin tưởng bằng vào hắn di tích mị lực, cái này đông phương nữ nhân, cái này hoa hạ tiểu minh tinh khẳng định không có khả năng chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Cố Phi song hiện tại lại còn nói hắn có bạn trai, hơn nữa còn là cái loại này ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là rác dưới xã hội tầng dưới chót nhất. Bác sĩ có thể kiếm bao nhiêu tiền, có thể có bao nhiêu lương một năm, có thể có cái gì địa vị xã hội, có thể cùng hắn loại ý này đại lợi thượng lưu vòng người so sánh sao. Có thể coi là như thế này, Cố Phi song lại cư nhiên không chọn trạch hắn, mà là lựa chọn một cái tướng mạo không bằng hắn anh tuấn. Lương một năm phỏng chừng liên hắn số lẻ đều so ra kém, thậm chí không gì sánh được dã man, cả người đều là rách nát tên, điều này làm cho từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ kiêu ngạo hắn, làm sao có thể tiếp thu loại này hiện thực. Quả thực thật giống như từ đầu tới đuôi bị người nhục nhã, bị người khinh bỉ, người khác hoàn toàn xem thường vậy. Đây đối với hắn Zitech mà nói quả thực chính là sỉ nhục, không cách nào tiếp thu. Nga, biểu ca, người thế nào thành bức này quỷ bộ dáng? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, là hoa hạ nữ nhân đem người đùa bỡn? Nga tương đương vậy thì thật là một cái làm người ta uể oải tin tức. Thấy tình cảnh này, Bruce ngay tức khắc tiện tiện mở miệng nói, có chút ngạc nhiên dò hỏi. Bruce, ta hiện tại cũng không tâm tư đùa giỡn với ngươi. Thế mà Zitech nghe vậy sắc mặt lại trở nên càng âm trầm mấy phần, giọng nói vô cùng vi táo bạo nói bất quá, ngươi quả thực nói đúng, hoa hạ nữ nhân thực sự là mẹ là một lẳng lơ. Tiện nữ nhân. Nga, được rồi, có thể ngươi càng hẳn là nói cho ta biết chuyện gì xảy ra mà. Nghe vậy Brooke nhún vai, lại tiếp tục mở miệng nói rằng. Chợt chỉ thấy hắn trong con ngươi lộ ra lau một cái nhìn có chút hả hê, bởi vì hắn rất hiểu rõ chính hắn một biểu ca, một khi người này lộ ra loại vẻ mặt này lúc, vậy đại biểu khẳng định có người sẽ xui xẻo. Nga tương đương sẽ là ai chứ? Cái kia bị hắn thích hoa hạ lẳng lơ. Hanh, vừa rồi ta ở phi trường. Nghe vậy Zitech tuy rằng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đem vừa rồi phát sinh ở bên trong phi trường chuyện tình nói cho Bruce. Ta dựa vào, không phải đâu, người hoa lại dám lớn lối như vậy, còn có hoa hạ nữ nhân, cái gì ánh mắt, thậm chí ngay cả biểu ca ngươi nhân tài ưu tú như vậy đều chướng mắt, chạy đi tìm một cái rác dưới. Thực sự là mắt chó đuôi mù, nghe vậy Bruce nhất thời sắc mặt cổ quái, cầm trong tay yên hút một hơi, phun ra điếu thuốc vòng. Lại đang nhìn mình biểu ca mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm nói Nga, biểu ca, loại này tiện nữ nhân chẳng lẽ không cần giáo huấn một chút không? Ta lần trước hình như đã nghe ngươi nói, hắn có cái đệ đệ ở chúng ta Milan lưu học học bài. Ta chính là muốn làm như vậy, chuyện này ta không có phương tiện tự mình động thủ, ngươi ở bên kia không phải là có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu sao? Còn có trong bót cảnh sát mặt cũng đều là các ngươi Antonio người của gia tộc, Bruce, ta cần trợ giúp của ngươi. Ta muốn cho lẳng lơ bản thân ngoan ngoãn cho ta một lần nữa chạy trở về đến, thì tiện thỉnh cầu ta tha thứ. Nghe vậy Zitech ngay tức khắc mở miệng nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Nghe vậy Bruce thập phần tùy ý cười cười, ngay sau đó lại đột nhiên con ngươi lộ ra một tia giang màu sắc, cười xấu xa nói bất quá biểu ca, kỳ thực nữ nhân kia ta cũng thật cảm thấy hứng thú, sau nếu chờ ngươi thoải mái được rồi. Có đúng hay không cũng muốn nhượng ta. Nụ cười trên mặt hắn lại tái biến được càng thêm giang cùng âm cười rộ lên. Rất hiển nhiên loại này vui vẻ giao dịch, giữa bọn họ cũng không bớt làm. Yên tâm đi, loại sự tình này mà ta Zitech bạc đãi ngươi sao? Đến lúc đó có thể chúng ta có thể chơi với nhau chơi, làm cho lẳng lơ kiến thức một chút chúng ta Italia nam nhân mị lực, cùng cường tráng. Nhất thời Zitech cũng nở nụ cười, rất. Ha ha, ta chỉ biết loại chuyện tốt này mà biểu ca ngươi sẽ không quên ta. Hoa hạ nữ minh tinh mùi, lại nói tiếp ta còn thật thật lâu cũng không có nếm được, lần trước còn là trước đây thật lâu. Biểu ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhường nữ nhân kia cam tâm tình nguyện đưa tới cửa, sẽ tới tìm chúng ta. Điều kiện tiên quyết là hắn rất coi trọng đệ đệ của mình, ha ha ha. Bruce cũng không nhìn được vẻ mặt thống khoái cùng với cười cười ha ha lên. Tiếp, liền gặp Bruce một đám điện thoại đánh ra đi. Cùng lúc đó cách xa nhau rất xa Italia Milan. Cùng với một đám tên còn có cảnh sát, đều cư nhiên cùng nhau hành động mở. Rất nhanh liền có một người bị bắt.
Mấy canh giờ sau, Trần Phi cùng Cố Phi xong còn có hắn người đại diện Lý Tỷ ngồi phi cơ chuyến từ A Liên Tù Dubai đã tới quốc nội vùng Duyên Hải. Phi xong, chúng ta lâu như vậy không gặp, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ta xem ngươi ở đây trên phi cơ cũng không ăn vật gì vậy, vừa vặn ta cũng không ăn no. Nhìn ngoài phi trường đã hoàn toàn đen xuống bầu trời đêm, Trần Phi hướng đẩy hành lý, chính đi ở hắn bên cạnh Cố Phi xong nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn còn lại hướng về người đại diện Lý Tỷ nói phi xong hành lễ tự giao cho ngươi, được chưa?